vũ động càng không chương 565, mạnh mẽ đối kháng, màn đêm lan tỏa, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, dường như có những dòng khí lưu lạnh thấu xương đang chuyển động. Lâm động ngẩng lên nhìn la thông toàn thân bao bọc bởi khí tức sắc lạnh, tựa như biến thành thanh gương đã tuốt khỏi vỏ, khí tức khiến người ta lạnh run người. Nói thật, có lúc ta cũng thấy mình có chút không biết trời cao đất dày. Nhưng từ khi vào không gian viễn cổ này, ta đã không biết trời cao đất dày mà đi được đến tận đây lâm động cười nói vậy có lẽ đây sẽ là điểm cuối cùng của ngươi la thông nói vừa dứt lời khí tức quanh người hắn mạnh mẽ hơn trên đầu ngón tay hắn thậm chí còn có ánh sáng lạnh lẽo chắc đêm nay phần lớn mọi người sẽ chú ý đến chỗ này nhưng nếu ngươi đã làm tiên phong vậy ta sẽ truyền đạt tới ngươi suy nghĩ của bọn ta lâm động quét mắt vào màn đêm hắn có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang từ khắp nơi tập trung về đây trong đó chắc chắn có không ít người có ý đồ lôi kéo ba người bọn họ và lúc này Lâm Động cũng muốn cho bọn họ câu trả lời rõ ràng. Tiểu Viêm đứng dậy, thân hình to lớn đồ sộ tạo nên một áp lực rất lớn, khí hung sát tỏa ra từ trong cơ thể khiến ngay cả La Thông cũng phải nheo mắt lại, để Lâm Động động thủ đi. Tiểu Điêu phẩy phẩy tay, không hề có ý động đậy thân người. Sau khi lướt mắt qua La Thông là hắn thu ngay ánh mắt lại, Tô Khôi nhìn Tiểu Điêu, hiện giờ hắn cũng khá hiểu về ba người Lâm Động. Trong ba người này dường như Lâm Động là người không bao giờ hết tuyệt chiêu. Tiểu viêm thì hung hăng nhất, một khi đã động thủ thì sát khí khiến kẻ khác hồn bay phách lạc. Còn tiểu điêu lại là kẻ thần bí hơn cả, lúc nào cũng vẽ bất cần đời, thậm chí chẳng hề sợ hãi trước vương triều siêu cấp. Ba người này khiến cô khôi phải than thầm, có lẽ trong bách triều đại chiến bọn họ sẽ trở thành những nhân vật nổi trội nhất. Nghe vậy tiểu viêm khựng lại, sau khi thấy lâm động khẽ gật đầu hắn mới ngồi xuống, nhưng thân thể vẫn hơi ngã về trước như ác hổ trình mồi, luôn sẵn sàng bộc phát lực sát thương kinh người. Chỉ một mình ngươi, La Thông nhẹ lướt ngón tay phía trước mặt, không khí lập tức trách một mảng. Hắn nhìn Lâm Động bình thản nói, vị trí thứ hai và thứ nhất tuy chỉ cách nhau một bậc, nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi không hiểu rõ khoảng cách trong đó, đối phó với ngươi một mình ta là đủ. Lâm Động cười, ngay sau đó, ánh mắt hắn lạnh băng, thân thể khẽ rung, kim quang lập tức tràn ra hóa thành kim thân tráo chói lòa, keng keng, kim thân xuất hiện, lập tức xung quanh phát ra những tiếng kim loại va chạm. Ánh lửa bao quanh quần sáng mơ hồ dường như có đòn công kích âm thầm xâm thực lâm động, khóe miệng lâm động khẽ nhếch lên, chân bước ra, soạt một tiếng biến thành hắc ảnh bay tới như chớp, nháy mắt lâm động đã xuất hiện ở phía trước la thông, bước chân ra, nguyên lực cùng bạo cuộn trào hình thành nên một con cự tượng khổng lồ bao quanh người, thánh tượng băng thiên chàng con cự tượng kim sắc bao bọc quanh thân lâm động. Với một khí thế rung chuyển trời đất hung hăng lao về phía La Thông, thấy vừa tay là Lâm Động đã dùng ra công kích mạnh mẽ như vậy, La Thông thoáng nheo mắt lại, hơi lui sau một chút, hai ngón tay chụm lại, khí thế mạnh mẽ cũng bột phát triệt để, Linh kiếm chỉ, xoẹt, từ đầu ngón tay La Thông bắn ra một luồng khí sắc bén, hình thành nên một cây cự kiếm xanh thẩm dài đến mười mấy trượng, hàng quan bao phủ lưỡi kiếm, trước vô số ánh mắt chăm chú hung hăng bổ xuống con cự tượng đang lao tới ken hai bên lao vào nhau âm thanh giòn tan biến thành những làn sóng âm thanh chói tai ra lõa ra khắp nơi giờ ta sẽ cho ngươi thấy khoảng cách giữa vị trí thứ hai và thứ nhất hàng quan trong mắt la thông ngưng tụ lại bỗng hắn quát lên một luồng nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể hắn luồng sức mạnh đó đã vượt qua thực lực của tam nguyên niết bàn la thông đã vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư trong bóng đêm không ít ánh mắt đều bị chấn động Hiển nhiên lúc này bọn họ cũng mới biết La Thông đã thuận lợi vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư, như vậy thực lực của Vương Triều Phong Vân đã tăng cao rất nhiều. Chắc, nguyên lực của La Thông bùng nổ, lưỡi kiếm ánh sáng cũng ngày một mạnh mẽ, trên con cự tượng kim sắc xuất hiện vô số những đường rạn nứt, cuối cùng bùng một tiếng nổ tung, kim quang phát nổ, một đạo thân ảnh cũng như ẩn như hiện bên trong đó, kim tôn chỉ, trảm sơn nhạc, La Thông một chiêu phá vỡ công kích của Lâm Động, không những không có dấu hiệu dừng lại mà ngược lại hàng quan càng lạnh lẽo hơn, chỉ ấn biến hóa, từ xa chỉ về phía lâm động rồi vung xuống, quỳnh, lùng hàng khí vô hình ngưng tụ lại nơi đầu ngón tay la thông, khí thế đó khiến không ít người phải rùng mình, chỉ chớp mắt, hàng khí tụ lại thành một cây kiếm kim sắc khổng lồ. Ẩn hiện trên cây kiếm còn có một đạo hư ảnh, tựa như tôn giả của kiếm vậy, hư ảnh xuất hiện, khí thế của cự kiếm tăng cao, khí thế ấy cũng khiến không ít cường giả tam nguyên niết bàn cũng phải thấy lạnh người. Bọn họ biết mình không thể chống đỡ được sát chiêu này của La Thông, đệ nhất địa cấp, đúng là danh bất hư truyền, lâm động, chết dưới linh vũ kỹ của ta ngươi cũng không oan đâu. Con đường trong chiến trường viễn cổ của ngươi đến đây là kết thúc, ánh mắt La Thông sắc lạnh như đao, giọng nói lạnh băng vang lên, rồi hắn không cho lâm động bất cứ cơ hội nói nào, từ xa ngón tay cung xuống, cự kiếm cùng khí thế đáng sợ chém xuống lâm động cách đó không xa ầm cự kiếm chém xuống một vài tòa nhà lập tức nổ tung thành từng viên đá vụn tốc độ của cự kiếm cực nhanh trước vô số ánh nhìn chăm chú dường như chỉ chớp mắt đã chuẩn xác chém xuống đạo thân ảnh kia kết thúc rồi khi cự kiếm chém xuống tất cả mọi người đều có ý nghĩ như thế chiêu này của la thông có lẽ đủ để chém chết một cường giả tam nguyên niết bàn bình thường Niết bàn kim thân ở tầng thứ kia căn bản không thể chống lại được mức sát thương này. Ken, bị cự kiếm chém trúng, nhưng khi tất cả đều tưởng thân ảnh đó sẽ trọng thương thì nơi có ánh kim quang bỗng vang lên âm thanh giòn tan, rồi ngay sau đó là một luồng sức mạnh kinh người bùng phát. Ánh sáng chói lóa một lần nữa bùng phát từ thân ảnh đó, chỉ có điều lần này không phải kim quang mà là một màu xanh kỳ dị. Thanh quang bùng phát trong đêm vô cùng gây chú ý, mọi ánh nhìn, bao gồm cả của La Thông đều bắn ra rồi đột ngột thu lại thanh quang thu về, một phần thanh quan xuất hiện trước bao ánh mắt chăm chú. Trên đó là một đạo long ảnh khổng lồ đang chuyển động. Áp lực đáng sợ lan tỏa từ không trung khiến ai nấy cũng phải run rẩy. Cự kiếm kim sắc vừa hay bị long ảnh khổng lồ ngậm chặt khiến nó không thể động đậy được, hơn nữa hàng khí trên kiếm cũng bị chế ngự hoàn toàn. Sát chiêu của La Thông đã bị lâm động chặn đứng. Trong màn đêm thầm vang lên vô số tiếng thở gấp gáp cho thấy sự chấn động trong lòng bọn họ. Trên ánh thanh quang, thân ảnh đó dần ngẩng lên, nhấc bàn tay phủ đầy vảy xanh óng ánh, một đạo khí tức mạnh mẽ mà quỷ dị tỏa ra, thanh long thủ, bàn tay bỗng nắm lại, long ảnh trên quần sáng màu xanh lập tức ngoạm một miếng, bùng, một âm thanh chói tai vang lên, trước vô số ánh mắt kinh hoàng, cây cự kiếm nổ tung, muốn giải quyết ta. Ít nhất thì ngươi không đủ tư cách, cự kiếm nổ tung, một giọng nói lạnh lẽo tràn đầy hàng ý vang lên trong đêm, bùng, thanh cự kiếm nổ tung, những nơi bị mảnh vỡ bắn tới không khí tựa hồ cũng như rách toạc những tòa nhà phía bên dưới đều bị xuyên thủng thành những cái lỗ tối đen ngòm trong bóng tối ánh mắt không ít kẻ đều tràn đầy vẻ kinh ngạc hiển nhiên chẳng ai ngờ lâm động với thực lực tam nguyên niết bàn lại có thể đánh bại được công kích của la thông hai bên giao đấu gần như không có màn khởi động vừa ra tay đã dùng những công kích kinh người cả hai đều biết đối phương không phải loại tầm thường nên ra tay không hề có ý nương tình chỉ một khoảng thời gian ngắn mà cuộc chiến đã trong tình huống vô cùng nguy hiểm câu khôi không kìm được nuốt nước bọt một cái ánh mắt nhìn về hướng thân ảnh đứng sừng sững trong ánh thanh quan kia con người này luôn có những tuyệt chiêu khiến người ta phải kinh ngạc tiểu điêu thì vẫn bộ dạng uể oải ban nãy dường như chẳng có gì bất ngờ với hắn cả tuy la thông đã bước vào tứ nguyên niết bàn nhưng rõ ràng là chưa được bao lâu chỉ có vậy mà muốn áo đảo lâm động thì đúng là mơ giữa ban ngày huống hồ lâm động đã có thanh long thủ vũ kỹ thần bí ngay cả tiểu điêu cũng không dám chính diện đối kháng la thông nhìn chằm chằm thân ảnh trong ánh thanh quang sự ngạc nhiên mất dần và thay vào đó là sự trầm trọng hiện giờ hắn đã biết là không thể xem kẻ trước mặt kia là kẻ tầm thường được nữa xem ra ta đã coi thường ngươi rồi giọng la thông trở nên trầm đục hắn vươn ra hai ngón tay trắng bệch cặp lấy một mảnh vụn của cự kiếm ánh mắt sắc lạnh như đao nhưng mặc dù như vậy ta vẫn phải cho ngươi biết rằng Đối địch với vương triều Phong Vân ta không phải là lựa chọn sáng suốt đâu. Long ảnh trường dài trên vần thanh quang, cuối cùng dần tiêu biến đi, thân ảnh Lâm Động một lần nữa xuất hiện. Thanh quang thu lại, hàng quang trên lớp vẫy xanh trên cánh tay Lâm Động lại càng đậm đặc, hắn ngẩng lên, đôi mắt có vài phần thanh sắc cũng ánh lên hàng quang. Ta cũng phải cho ngươi biết rằng, ngươi đã đánh giá cao mình quá rồi. Xoẹt, vừa dứt lời, ánh mắt Lâm Động lạnh băng, thân hình lao vút ra, để lại những đạo tàn ảnh thanh quang xé tan không khí xuất hiện phía trước la thông với tốc độ kinh người tốc độ của lâm động khiến la thông giật mình nhưng rồi nguyên lực trào dân từ trong người hắn hắn biết ở đây có vô số kẻ đang quan sát đêm nay dù chỉ vì thể diện của vương triều phong vân hắn cũng nhất định phải hạ gục lâm động thanh long chỉ ánh thanh quang chói mắt bùng phát từ trong cơ thể lâm động cuối cùng nhanh chóng tụ lại trên ngón tay phải của hắn một ngón tay của lâm động bỗng phình to một cách quỷ dị vẫy xanh mọc ra từng tầng chỉ nháy mắt ngón tay hắn đã biến thành một chiếc lông chỉ dài đến một thước, trên lông chỉ mọc đầy vảy xanh, một luồng sức mạnh đáng sợ lan tỏa, trên đầu ngón tay lấp lánh ánh hàng quang đủ để xuyên thủng không gian. Đây là lông chỉ thật sự chứ không phải do nguyên lực biến thành, hóa long quyết mà thanh trĩ cho lâm động vốn có lực tạo hóa nghịch thiên. Khi tu luyện đến đại thành, dục thể gần như có thể sánh ngang với long tộc, đương nhiên với thực lực hiện tại của lâm động không thể đạt đến mức đó, nhưng cũng miễn cưỡng cũng long hóa được một ngón tay. Chiếc long chỉ cỡ lớn xuất hiện trên bàn tay Lâm Động hiển nhiên nhìn rất quá dị, nhưng sức mạnh lan tỏa ra từ nó khiến sắc mặt La Thông trở nên vô cùng nặng nề. Xoẹt, long chỉ xuất hiện, Lâm Động không chút chậm trễ, quét nhanh ngón tay long chỉ, không khí như tách ra làm đôi, thanh quan bắn về phía La Thông với tốc độ của sấm sét. Rẹt rẹt, nhìn thấy một màn như vậy, ngay lập tức La Thông vận khởi nguyên lực, ấn pháp biến hóa, hét lên kiếm thuẫn chỉ, nguyên lực điên cuồng ngưng tụ lại phía trước la thông, nháy mắt biến thành một cây cự kiếm nhìn tự như tấm lá trắng phòng ngự kiên cố. Ken, kiếm thuẫn vừa hình thành thì thanh quan đã đến, trước vô số ánh mắt đang chăm chú quan sát, thanh quan giáng xuống kiếm thuẫn gây nên âm thanh chói tai. Binh, năng lượng đáng sợ bùng phát từ nơi tiếp xúc, dưới tác động của sức mạnh ấy, la thông bị đánh bay ra sau hàng trăm mét, trên kiếm thuẫn tóe ra vô vàng những tia lửa, lâm động tiến về trước la thông thì bị năng lượng đẩy bay ra sao ai cũng có thể thấy lần giao đấu trực diện này lâm động đã hoàn toàn chiếm ưu thế sắc mặt la thông tối sầm lại hắn cũng cảm nhận được sự đáng sợ trong công kích của lâm động không ngờ sau khi hắn đã dùng hết sức phòng ngự mà vẫn bị đẩy về sau như thế này nhưng công kích như vậy chắc lâm động cũng không thể duy trì được lâu chỉ cần kiên trì là hiệp sau nhất định la thông hắn có cơ hội lật ngược ván cờ nghĩ vậy hai mắt la thông ánh lên hàng quan sắc lạnh nhưng cũng đúng lúc ấy hắn nhìn thấy lâm động nhếch mép như cười chế dẻo, phá, khóe miệng nhếch lên, lâm động bỗng thu cánh tay lại, long chỉ bỗng rung lên với tốc độ đáng sợ, một vòng sóng âm thanh chói tai lan tỏa, nhìn cảnh tượng đó, đồng tử la thông lập tức co rút lại, dùng sức chấn động tăng sức phá hoại sao. Nhục thế của hắn lại mạnh đến mức độ đó, thanh long chỉ, chấn sát, thanh long chỉ rung lên với tốc độ cao, tạo ra vô số những đạo tàn ảnh nhanh như chớp bắn về phía kim thuẫn rắc rắc, sóng âm thanh chói tai phát ra từ kiếm thuẫn, đồng tử la thông co rút lại như đầu kim, bởi vì hắn nhìn thấy trên kiếm thuẫn nguyên lực bao quanh người hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt, phá, ánh mắt lâm động lạnh như băng, hét lên một tiếng, đầu ngón tay rung động càng mãnh liệt hơn, rắc rắc, vết nứt ngày một dày đặc, chốc lát sau, trước ánh mắt kinh hãi của la thông, cả tấm lá trắng bùng một tiếng nổ tung, mảnh vỡ bay ra khắp trời, lâm động vẫn nhìn thẳng về trước, cánh tay rung lên, thanh quang xuyên qua vô số mảnh vỡ nhanh như chớp bắn thẳng lên ngực la thông ken nhưng thân thể la thông không hề bị xuyên thủng một âm thanh giòn tan vang lên kình lực lan tỏa y phục của la thông rách tan để lộ ra một tấm nội giáp màu đen trên đó lấp lánh ánh dị quan hiển nhiên đây là một kiện linh bảo không tầm thường có điều ánh sáng của nó có phần tối lại rõ ràng là sau khi đỡ một chiêu của lâm động nó đã bị tổn thương rất lớn phục nhưng mà mặc dù có linh bảo hộ thế thoát khỏi công kích chí mạng nhưng sức mạnh còn dư lại vẫn đủ để khiến la thông hột máu hắn bay ngược ra sau rồi hắn tranh thủ lực đẩy xoay người chạy trốn lâm động ngươi sẽ phải hối hận la thông đã chạy ra xa phẫn hận gầm lên trong bóng tối cả tòa thành lúc này như trở nên tĩnh lặng vô số ánh mắt đều hiện lên vẻ kinh hoàng đệ nhất địa cấp đã là tứ nguyên niết bàn vậy mà la thông lại bị lâm động đã thương phải bỏ chạy hắn thật quá cường hãn mọi ánh mắt không kìm được đổ dồn về nam tử đang đứng trên không bọn họ thật sự không hề tin nổi la thông lại thua trong tay hắn mà gan hắn cũng lớn thật đã thương la thông căn bản là khiêu chiến với vương triều phong vân hai vị thủ lĩnh của vương triều phong vân chắc chắn không để yên đâu một vài người lẩm bẩm một mình bọn họ có thể tưởng tượng được vương triều phong vân sẽ phẫn nộ thế nào trước sự khiêu khích của lâm động đêm dần về khuya trong không gian vẫn còn động lại dư âm của luồng năng lượng cuồng bạo khiến những kẻ quan sát nơi đây trong bóng tối phải thầm kinh hãi phía bắc tòa thành trên một ngọn tháp cao một vài thân ảnh đang đứng đó nhìn về hướng vừa nổ ra trận đại chiến trong mắt là thần thái không thể nói rõ thật thú vị thực lực của hắn cũng không tệ đứng đầu những người đó là một nam tử vẽ mặt tuấn giật y phục trắng tựa ánh trăng hắn thu ánh mắt lại khóe miệng vẽ lên nụ cười thích thú tuy ta tiếp xúc với hắn không nhiều nhưng ta biết hắn không phải loại người chịu đứng dưới kẻ khác vương triều phong vân muốn thu nạp hắn kết cục như vậy là khó tránh phía sau nam tử bạch y là một dáng người yểu điệu với y phục trắng như tuyết chính là một hàng nguyệt mà lâm động đã từng gặp lúc này nàng ta cũng thu ánh mắt về trong mắt vẫn động lại chút chấn động chưa dứt rõ ràng trận đại chiến vừa rồi đã vượt quá dự liệu của nàng ta không dễ lôi kéo sao ba người bọn lâm động ta thấy đều không phải loại đơn giản nếu lôi kéo được thì sẽ là trợ lực không nhỏ cho bọn chúng ta nam tử kia nói khó lắm một hàng nguyệt lắc đầu nhìn về hướng la thông chạy trốn nàng ta khẽ nói hành động của la thông chính là vết xe đổ sở dĩ lâm động ra tay động thủ thật ra cũng là muốn thể hiện cho bọn chúng ta thấy suy nghĩ của hắn hắn không có ý định đi theo bất cứ vương triều nào hoặc có thể nói là không có bất cứ vương triều nào có tư cách thu nạp hắn dù là những vương triều siêu cấp như bọn chúng ta hà hà quả nhiên là một kẻ kiêu ngạo, nam tử kia cười nói, loại người này nếu không thu nạp được thành thủ hạ thì có thể dùng cách khác để tạo mối quan hệ, hiện giờ bọn chúng đã đắc tội với vương triều phong vân, đó cũng là tin tốt với vương triều cổ nguyệt bọn chúng ta, một hàng nguyệt nói, nam tử kia gật đầu, trầm ngâm nói, hiện giờ chắc chắn vương triều phong vân sẽ tập trung chú ý vào đấu giá hội, bọn chúng nhất định muốn có được thứ linh bảo thiên cấp đó, nếu bọn chúng lấy được thì ở thành vạn tượng e là không ai có thể chống lại nổi bọn họ. Ngoài vương triều cổ nguyệt chúng ta còn có hai vương triều siêu cấp khác cũng muốn có thứ linh bảo thiên cấp đó. Bọn họ cũng sẽ không để vương triều phong vân dễ dàng có được đâu. Một hàng nguyệt nói, cái này còn phải tranh đấu một phen, ai có được linh bảo thiên cấp là sẽ có ưu thế không nhỏ trong bách triều đại chiến. Vì thế chẳng ai dễ dàng từ bỏ cả, phía nam tòa thành, trên một đài cao, hai thân ảnh đang ngồi quanh một bàn cờ vút lúc ấy một âm thanh xé gió từ xa truyền tới một đạo thân ảnh máu me khắp người đáp xuống đứng sau hai thân ảnh đang ngồi vẻ mặt khổ sở chính là la thông vừa bại trong tay lâm động nghe nói lâm động hắn có được truyền thừa của một trong tứ đại huyền tông không ngờ một kẻ đến từ vương triều hạ cấp lại có thể đi xa đến vậy thật không dễ dàng gì một người đang ngồi ngẩng lên nhìn la thông cười nhạt nói thực lực của hắn đúng là không tệ hơn nữa vũ kỷ mà hắn thi triển vô cùng quỷ dị la thông nghĩ lại vũ kỷ kỳ dị mà lâm động biến ra long chỉ không kìm được nói có lẽ là vũ kỷ của thanh long điện người đang ngồi còn lại cũng ngẩn lên sắc mặt hắn trắng bệch như bị bệnh nhưng trong màu trắng đó dường như lại có huyết khí vô tận đang chảy tên tiểu tử đó không chịu giao ra tô nhu bọn chúng ta phải làm sao la thông nhỏ giọng nói chúng ta nhất định phải có được tiểu nữ tử đó nếu có được thứ sức mạnh ấy chắc chắn bọn chúng ta sẽ nổi trội trong bách triều đại chiến. Dù phải đối mặt với những đối thủ đặc biệt yêu nghiệt, bọn chúng ta cũng không phải sợ. Nam tử có sắc mặt trắng bệt mỉm cười bình thản, ngón tay khẽ điểm lên bàn cơ, nói, nếu thật sự hắn không biết điều, bọn chúng ta giải quyết là xong. Nói đến cuối cùng hắn nhếch mép lên cười dữ dằn, la thông gật đầu, hàng quan tràn ngập trong mắt. Đương nhiên trước lúc đó bọn chúng ta phải có được thứ linh bảo thiên cấp đó từ đấu giá hội đã thứ đó mà vào tay bọn chúng ta thì chẳng phải sợ ba đại vương triều siêu cấp kia, còn loại nhảy nhép như lâm động thì càng không đáng bận tâm. Thân ảnh đối diện nam tử trắng bệch cuối cùng cất giọng khàn đặc, hắn hơi ngẩng lên, gương mặt đầy sẹo ngang dọc vô cùng dữ tợn. La thông, về dưỡng thương trước đi, cứ để bọn chúng đắc ý vài hôm, đến lúc đó ân oán sẽ giải quyết cho hết. Quân cờ trong tay nam tử mặt đầy sẹo bỗng rơi xuống bàn cờ, một luồng sức mạnh cùng bạo bùng phát, tất cả quân cờ trên bàn đều nát thành bụi. Vâng, La Thông gật đầu liên tục, không nói gì thêm nữa, cúi người đi ra, thật phiền phức, nếu không phải vì không muốn gây ra nhiều chuyện vào lúc này thì thật muốn ra tay giải quyết hắn ngay. Nam tử mặt sẹo ngẩng lên, ánh mắt như giả thú nhìn về nơi xa, lẩm bẩm nói, yên tâm, chỉ cần có linh bảo thiên cấp thì bọn chúng sẽ không chạy thoát đâu. Ta lại thấy sót cái giá phải trả để mua được thứ linh bảo thiên cấp kia, nếu không phải là ở thành vạn tượng thì ta đã động thủ cướp luôn rồi, nam tử mặt trắng bệt nói bỏ ra có nhiều, đến lúc đó sẽ lấy lại hết là được. Nam tử mặt sẹo cười, hàm răng trắng toát tỏa ra hàng ý. Hà hà, phải, nam tử mặt trắng bệt ngẩng lên, lẩm bẩm, không một ai trong các ngươi chạy được. Những đoạn đối thoại tương tự thế xuất hiện ở không ít nơi trong thành vạn tượng. Trận giao đấu đêm nay đã quá bất ngờ, vốn mọi người tưởng rằng trước thực lực tứ nguyên niết bàn của La Thông, Lâm Động chắc chắn sẽ bị áp đảo. Nhưng cuối cùng kết quả lại là La Thông trọng thương chạy trốn, Lâm Động đã thể hiện thực lực kinh người, nhưng nhiều người đều hiểu, đúng là uy phong thật nhưng rốt cuộc đã chọc giận Vương Triều Phong Vân. Dù sao hai vị thủ lĩnh chưa xuất đầu lộ diện của Vương Triều Phong Vân mới là nhân vật đáng sợ thật sự. Trên bầu trời, Lâm Động bình tĩnh nhìn về hướng La Thông tháo chạy, rồi từ từ đáp xuống. Tô Khôi nhìn Lâm Động trở về, thầm nuốt một ngụm nước miếng. Thực lực của Lâm Động rõ ràng một lần nữa đã khiến Tô Khôi bị chấn động. Hắn nhận ra rằng, từ sau khi quen biết Lâm Động, hắn đã không ngừng bị kinh ngạc vì thực lực mà lâm động thể hiện ra. Xem ra lần này bọn chúng ta đã thực sự động vào vương triều phong vân rồi, tiểu điêu cười cười, lâm động khẽ gật đầu, nhìn tô khôi nói, vương triều phong vân có hai thủ lĩnh nữa à, ừm, hai kẻ đó thực lực rất mạnh, khác với cường giả mới bước vào tứ nguyên niết bàn như La Thông, bọn chúng đã vào tầng thứ này rất lâu rồi. Hơn nữa bọn chúng còn đứng trong hàng thiên cấp của niết bàn bi, nhắc đến bọn chúng, Sắc mặt Tô Khôi trở nên nặng nề. Hắn cũng biết chuyện hôm nay coi như đã đắc tội triệt để với vương triều Phong Vân rồi, có lẽ không lâu sau bọn chúng sẽ động thủ, đến lúc đó mới kinh thiên động địa thật sự, hơn nữa thủ đoạn của hai kẻ cũng rất tàn ác. Hồi mới đến thành vạn tượng, trong một đêm bọn chúng đã tiêu diệt đến năm vương triều cao cấp, thậm chí đã từng giao đấu với vương triều siêu cấp như Cổ Nguyệt, cuối cùng kinh động đến cả người của tông phái siêu cấp trấn thủ ở đây, lúc ấy tranh chấp mới hát tiêu diệt năm vương triều cao cấp lâm động nheo mắt thủ đoạn quả nhiên tàn ác trong tứ đại vương triều siêu cấp ở thành vạn tượng vương triều phong vân là mạnh nhất cộng với la thông là có đến ba cường giả đã là tứ nguyên niết bàn trong khi đó ba vương triều siêu cấp khác chỉ có một cường giả đạt đến mức đó lâm động gật gù trong lòng cảm thán xem ra vương triều siêu cấp cũng phân chia mạnh yếu ít nhất thì từ bề ngoài vương triều phong vân mạnh hơn ba vương triều còn lại không ít chả trách mà bọn chúng có thể nghênh ngang như thế trong tòa thành này cái gọi là bách triều đại chiến nói trắng ra chính là nơi các vương triều siêu cấp tranh tài các vương triều khác ngoài một số rất ít người rất có cơ duyên và bản lĩnh muốn đi đến cuối cùng đại bộ phận đều phải dựa vào vương triều siêu cấp người thường muốn ngang hàng thậm chí nổi trội thật sự là quá khó tô khôi thở dài nói lâm động cũng rất đồng ý với điều đó người của các vương triều siêu cấp khi vào không gian này đã thuộc tầng thứ rất cao dù không tốn công sức tìm bảo tàng truyền thừa gì thì cũng đã vượt qua chính phần người tham dự. Người thường muốn cạnh tranh với những nhân vật không cùng khởi điểm xuất phát này đâu phải dễ, nhưng thế gian này vốn đã không có sự công bằng tuyệt đối. Muốn đòi hỏi gì từ mặt này cũng chỉ khiến kẻ tầm thường càng trở nên tầm thường mà thôi, nhiều nhất chỉ thêm oán khí, giữa tứ đại vương triều siêu cấp cũng không phải hòa bình. Đấu giá hội lần này có lẽ sẽ làm tăng thêm ân oán. Nghe nói tứ đại vương triều đều muốn có thứ Linh Bảo Thiên cấp kia, bất luận nó rơi vào tay ai thì chắc chắn thành vạn tượng đều sẽ không yên tĩnh. Và tất cả ân oán sẽ càng thêm quyết liệt, Lâm Động gật gù, rồi ngẩng lên nhìn màn đêm, dường như tòa thành đang sắp có sóng gió ập tới, đến khi đấu giá hội ngày kia kết thúc, chắc đó cũng là lúc tòa thành này sẽ hỗn loạn nhất. Mà lúc đó có lẽ Vương triều Phong Vân sẽ ra tay với hắn, bách triều đại chiến ngày một tới gần. Hai ngày nay dòng người đổ về Thành Vạn Tượng ngày một đông hơn, càng ngày có càng nhiều cường giả từ khắp các nơi trong chiến trường viễn cổ đến đây, chiến nhân khí vốn đã đáng sợ của tòa thành đã lên một tầm cao mới. Trong hai ngày này cũng có không ít người mới đến kiểm tra ở Niết Bàn Bi, nhưng không có một ai xung kích được 10 vị trí đầu chứ đừng nói đến mức như bọn Lâm Động. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu người không muốn thể hiện toàn bộ thực lực, vì dù sao Thành Vạn Tượng là nơi ngọa hổ tàng long, ai đến đây cũng có tâm thái đầy cảnh giác. Đương nhiên không muốn vừa đến là để lộ hết tiền vốn, nhưng dù thế nào thì điều này cũng không thể che giấu được sự xáo động mà ba người bọn Lâm Động đã tạo nên. Đêm đó cuộc giao đấu giữa Lâm Động và La Thông đã có không ít người nhìn thấy, có lẽ giờ trong thành Vạn Tượng không ai là không biết Lâm Động, kẻ dám thách thức Vương Triều Phong Vân. Nhưng sau sự việc đêm đó, điều khiến mọi người hơi ngạc nhiên đó là Vương Triều Phong Vân vốn không thể chịu nổi có gai trong mắt, đồng thời từng tiêu diệt năm vương triều cao cấp ở thành Vạn Tượng lại rất yên tĩnh không hề có dấu hiệu sẽ tìm đến bọn lâm động đương nhiên một vài người nhanh nhạy đã dựa vào tình báo có được cũng lờ mờ đoán được điều gì đó bọn họ biết ân oán này chắc chắn không thể dễ dàng kết thúc như vậy chỉ là vương triều phong vân không muốn vì bọn lâm động mà phân tán sự chú ý mà thôi mục tiêu lúc này của bọn chúng chính là linh bảo thiên cấp sẽ xuất hiện trong đấu giá hội kia khi đấu giá hội có kết quả thì có lẽ sẽ là lúc để tính sổ hai ngày lặng lẽ trôi qua trong sự bình yên trước cơn bão Cùng với tin về linh bảo thiên cấp được lan truyền ta, trong hai ngày đã có càng ngày càng nhiều cường giả đổ đến thành vạn tường. Ai cũng biết sự lợi hại của linh bảo thiên cấp. Nếu may mắn có được nó thì thực lực sẽ đại tăng, trong bách triều đại chiến sẽ chắc chắn hơn được phần nào. Trước sự hấp dẫn của linh bảo thiên cấp và thành ngày một trở nên hỗn tạp. Trong sự chờ đợi của tất cả mọi người, hai ngày đã trôi qua. Đấu giá hội vạn tường cuối cùng cũng đến. Địa điểm diễn ra đấu giá hội là một khu đấu trường khổng lồ ở phía bắc thành là một trọng thành siêu cấp đương nhiên thành vạn tượng không thiếu đất đai dù người có đông thế nào thì đấu trường này vẫn dung nạp được khi bọn lâm động đến đấu trường nơi đây đã đông nghẹt người dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng lâm động vẫn không khỏi cảm thán bọn lâm động tiến vào đấu trường lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt kỳ lạ hướng về phía mình chỉ trong hai ngày ngắn ngủi bọn lâm động đã trở thành nhân vật mà tất cả mọi người trong thành vạn tượng đều biết đến hà hà xem ra sức hút của Linh Bảo Thiên cấp quả thực không nhỏ, ngay cả Lâm Động Huynh mà cũng bị hấp dẫn nữa a. À, Lâm Động vào đấu trường không lâu là có một tiếng cười vang lên. Lâm Động quay ra nhìn thì thấy Thường Lăng cùng một nhóm người đang bước nhanh tới, Lâm Động cũng không có ác cảm gì với Thường Lăng. Xuất thân của Thường Lăng cũng không phải quá cao, đi được đến bước này cũng đã phải bỏ ra rất nhiều, điểm này bản thân Lâm Động hiểu rất rõ, Thường Lăng huynh, Lâm Động cung tay cười lâm động huynh một đêm đã thành danh cuộc chiến đêm đó thực sự khiến người ta phải kinh ngạc a à, thường lăng thành thật nói đêm đó khi thấy la thông tìm đến lâm động hắn còn lo cho bọn lâm động nhưng không ngờ cường giả danh tiếng hiển hách cuối cùng lại bị lâm động đánh phải tháo chạy biểu hiện hôm đó của lâm động chỉ có thể hình dung bằng từ đáng kinh ngạc những người xung quanh la thông cũng nhìn lâm động với ánh mắt kính sợ trong mắt bọn họ vương triều siêu cấp đều là những sự tồn tại lớn lao bọn họ vô cùng khâm phục dũng khí cũng như bản lĩnh dám thách thức vương triều siêu cấp của lâm động trước những ánh mắt ấy lâm động chỉ có thể cười chẳng ai lại muốn vô cớ gây thù chút oán với ai hắn cũng như vậy chỉ là có những lúc sự việc lại không như người ta mong muốn lâm động huynh ta biết có lẽ huynh cũng đến đây vì linh bảo thiên cấp nhưng theo tin tình báo ta có được thì sợ là vương triều phong vân sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh đoạt này nhưng một khi linh bảo thiên cấp rơi vào tay bọn chúng chắc chắn bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn ác liệt nhất để giải quyết ân oán với kẻ thù và rất có thể huynh sẽ là người đầu tiên thường lăng nhìn xung quanh rồi bỗng nói lâm động hơi khựng lại rồi khẽ gật đầu nói đa tạ ta sẽ cẩn thận thấy thế thường lăng vốn định khuyên hắn hãy sớm rời khỏi thành vạn tượng chỉ đành lắc đầu cười khổ hai người nói chuyện thêm một lát rồi thường lăng dẫn nhóm người tiến lại chỗ ngồi phía trước đấu trường xem ra vương triều phong vân cũng có chuẩn bị trước khi đến nhìn nhóm người thường lăng đi Lâm Động cũng suy nghĩ. Nhưng mặc dù rằng thực lực của Vương Triều Phong Vân hùng hậu nhưng lẽ nào thực sự có thể vượt mặt được ba Vương Triều siêu cấp khác sao? Chưa đến phút cuối thì cũng khó nói được điều gì. Vào chỗ ngồi thôi, Lâm Động lắc lắc đầu không nghĩ nữa, rồi dẫn cả bọn tìm chỗ ngồi ở khu giữa đấu trường. Hai ngày nay thành vạn tượng đã có thêm không ít cường giả. Sau khi vào ngồi, Tiểu Điêu quét mắt ra xung quanh, bỗng nói, Lâm Động cũng khẽ gật đầu, trong đấu trường này xen lẫn vô số khí tức, nhưng vẫn cảm nhận được một số luồng khí tức rất mạnh ở trong đó. Trong đó còn có một số gần bằng với La Thông, rõ ràng những cường giả này đều bị Linh Bảo Thiên cấp hấp dẫn. Khi Lâm Động đang chú ý xung quanh, trong đấu trường bỗng trở nên ồn ào. Từ không trung vang lên âm thanh xé gió, chỉ thấy mấy chục thân ảnh bay tới rồi đáp xuống phía trước đấu trường. Người của Vương Triều Cổ Nguyệt sao? Lâm Động nhìn thấy một dáng người quen thuộc trong số đó, chính là một hàng nguyệt. Bên cạnh nàng ta còn có một nam tử bạch y, sức mạnh tỏa ra từ người hắn khiến lâm động phải nheo mắt, sức mạnh ấy hơn la thông không chỉ một bậc, đó là thủ lĩnh của vương triều cổ nguyệt, một lân. Tô Khôi nhìn thân ảnh đó, sắc mặt trầm trọng nói, thực lực mạnh thật, lâm động gật gù, từ trên người một lân, lâm động có thể cảm nhận được một sự nguy hiểm khiến hắn phải thầm cảm thán. Người của vương triều siêu cấp thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Khi Lâm Động đang chú ý quan sát thì một lân dường như cũng có phát giác ra, hắn ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt của lâm động thì chợt nở nụ cười thân thiện thấy nụ cười đầy thiện ý đó lâm động cũng gật đầu cười đáp lại hắn không phải loại ngu ngốc nếu không bị ép đến vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn đối địch với những vương triều siêu cấp lớn mạnh kia người của vương triều cổ nguyệt xuất hiện không lâu thì có thêm hai nhóm người nữa bay vào với tư thái cao ngạo trước ánh mắt chú ý của tất cả mọi người đáp xuống phía trước đó là ô thác của vương triều sâm chi một trong tứ đại vương triều siêu cấp hắn cũng là nhân vật được Niết Bàn Bi phán định là thiên cấp. Tô Khôi chỉ vào nam tử mặc lục bào, tóc hắn cũng có màu xanh, nhưng bề mặt da hắn lại rất khô, thậm chí có dấu hiệu nứt nẻ, nhìn rất quỷ dị. Khí tức tỏa ra từ hắn không hề thua kém một lần, bên kia là mặt phần của vương triều ly hỏa, hắn cũng là từng uy chấn một phương, bên kia là một người to cao vạm vỡ, để trần nửa thân trên, sau lưng là hình xăm hỏa diệm đang ngồi trên thạch kỷ nguyên lực cuồng bạo nóng bỏng tỏa ra khiến không khí quanh đó vài trượng đều rất khô và nóng thủ lĩnh của hai vương triều siêu cấp còn lại sao lâm động lướt mắt nhìn hai thân ảnh có khí tức mạnh mẽ kia khẽ gật đầu không hổ là nhân vật nằm trong thiên cấp của niết bàn bi quả nhiên không tầm thường tuy những kẻ đến được đây đa phần đều không tầm thường nhưng so với ba kẻ kia thì khoảng cách quá rõ ràng tiếp theo chắc là vương triều phong vân sẽ ra mặt phải không lâm động hơi nheo mắt lại một lúc sau hắn liền cảm nhận được hai luồng sức mạnh cực lớn từ xa truyền tới, cuối cùng giống như cùng phong sông vào đấu trường. Ha ha, xem ra các vị đến sớm thật. Nhưng Linh Bảo Thiên cấp kia, Vương Triều Phong Vân ta đã nhất quyết phải có được. Hôm nay ta muốn xem xem ai có bản lĩnh tranh đoạt cùng bọn ta. Một tiếng cười lớn với sự bao bọc của nguyên lực hùng hồn vang vọng trong đấu trường khiến không ít người đinh tai nhức óc, nhưng chẳng có ai dám thể hiện sự bất mãn. Lâm Động từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa thì thấy nguyên lực không ngừng ngưng tụ, rồi hai thân ảnh xuất hiện ngạo nghệ trước bao ánh mắt chăm chú. Lúc này, hai đạo thân ảnh cũng quay đầu lại, hai ánh mắt sắc bén hơn la thông nhiều lần dừng lại trên người lâm động. Đấu trường vốn huyên náo lập tức trở nên tĩnh lặng, ngay cả một lần cũng phải nghiêng đều nhìn. Vương Triều Phong Vân quả nhiên bá đạo, lâm động nhìn hai ánh mắt đó, khẽ nói. Nghe vậy, nam tử có sẹo trên mặt nhếch mép cười, tiếng cười khiến người ta phải lạnh xương sống vang vọng trong đấu trường. Ngươi chính là Lâm Động à? Rất tốt, ta đã quyết định số mạng cho ngươi rồi." Tiếng cười lạnh lẽo vang lên khắp đấu trường khiến không ít người mặt biến sắc. Bọn họ có thể cảm nhận được sát ý đậm đặc trong tiếng cười ấy. Mọi ánh mắt chuyển sang tập trung lên người Lâm Động, nhưng điều khiến tất cả bất ngờ đó là, đối diện với sự uy hiếp của thủ lĩnh uy danh hiển hách của Vương Triều Phong Vân mà Lâm Động vẫn bình tĩnh như mặt nước hồ. Chẳng ai biết được kẻ to gan dám khiêu khích Vương Triều Phong Vân này rốt cuộc đang nghĩ gì bên cạnh lâm động, tiểu điêu bình thẳng liếc nam tử mặt sẹo, trong đôi mắt có phần tím đen cũng ánh lên chút hàng quang. Nụ cười hồn hậu của tiểu viêm lúc này cũng biến mất hoàn toàn, một thứ sát khí kinh người dần tỏa ra, hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa đầy sát ý, rồi giọng nói hung bạo trầm đục vang ra, giỏi thì ngươi thử xem, toàn đấu trường một lần nữa tĩnh lặng, tất cả nhìn tiểu viêm đứng dậy tựa như người khổng lồ, sự hung bạo tỏa ra từ người hắn khiến không ít người phải kinh hãi bọn người một lần cũng ngạc nhiên, ánh mắt càng trở nên kỳ dị, chắc hắn không thể ngờ trước sự uy hiếp của Vương Triều Phong Vân mà Lâm Động vẫn dám cao ngạo như vậy, đúng là có bản lĩnh, thấy vậy, ngược lại nam tử mặt sẹo bật cười, một luồng sức mạnh hung sát tràn ra, nhưng lại không có ý định ra tay ngay, chỉ nói bằng miệng thôi thì ai chả làm được. Ta nghĩ có ân oán gì thì đợi sau khi đấu giá hội kết thúc rồi giải quyết sẽ tốt hơn. Lâm Động bỗng quay sang tiểu viêm xua tay, nói, hà hà, nói cũng đúng đợi khi kết thúc đấu giá hội những kẻ đối địch với vương triều phong vân bọn ta đều sẽ không thoát được thân ảnh bên cạnh nam tử mặt sẹo cũng quay mặt sang lộ ra gương mặt trắng bệch hắn nhìn lâm động rồi cười đầy thâm ý sau đó ngồi lại vào thạch kỷ vậy cho các ngươi sống thêm được một lúc hãy trân trọng chút thời gian này đi những vết sẹo trên mặt nam tử mặt sẹo chuyển động nhìn vô cùng hung dữ ánh mắt hắn u tối nhìn tiểu viêm rồi từ từ ngồi xuống lúc ấy không khí trong đấu trường mới được thả lỏng một chút. Không ít ánh mắt đều nhìn về phía bọn lâm động, hiển nhiên bọn họ không thể hiểu dũng khí của những con người ấy ở đâu ra, mà có thể không hề sợ hãi với hai vị thủ lĩnh uy danh hiển hách của vương triều phong vân này. Ba vương triều siêu cấp còn lại cũng nhìn bọn lâm động với ánh mắt kỳ lạ khó hiểu, tiếp đó dòng người ngày một đông đổ về đây, biển người đen kịp như không có điểm cuối khiến người ta nhìn mà có cảm giác da đầu tê dại, kẻ mặt sẹo kia tên mãnh liệt, ở thành vạn tượng hắn còn một cái tên khác là Đồ Phu. Nghe nói từ sau khi hắn vào không gian viễn cổ này, số mạng người chết trong tay hắn không dưới 100, thủ đoạn vô cùng tàn ác. Ở bên cạnh, Tô Khôi nói nhỏ với Lâm Động, "Đồ Phu mãnh liệt." Lâm Động khẽ gật đầu, quả nhiên người như cái tên, sát khí của mãnh liệt khác với sự vốn có của Tiểu Viêm, rõ ràng sự khát máu của hắn sau này mới có. Thủ lĩnh còn lại của vương triều Phong Vân là Phong Thương nếu nói mãnh liệt là một con giả thú chỉ biết tàn sát thì phong thương lại là con rắn độc trốn trong bóng tối khiến người khác khó lòng đề phòng hơn nữa theo ta được biết hình như hắn có được truyền thừa của một tông phái viễn cổ nào đó thực lực thâm sâu khó dò không hổ là vương triều siêu cấp lâm động lại gật đầu mắt nhìn hai thân ảnh khiến nhiều người phải sợ hãi không thể không thừa nhận mãnh liệt và phong thương đúng là không phải những kẻ tầm thường nếu không phải lúc này lâm động có hai trợ thủ đắc lực thì lâm động cũng rất khó chống lại bọn chúng nhưng thế gian này không hề có cái gì gọi là nếu nhớ hồi hắn mới bước vào không gian viễn cổ bên cạnh không hề có trợ lực tiểu viêm vẫn chưa thoát khỏi thú thể tiểu điêu vẫn là thể yêu linh hai người không thể trợ giúp gì nhiều hắn chỉ có thể một mình chống chọi với kẻ địch không thể tránh khỏi có lúc thảm hại nhưng những lúc đó lâm động đều vượt qua được huống hồ là hiện nay khi bọn lâm động đang nói chuyện ở phía trước nam tử tên phong thương đang mười đầu ngón tay lại nhìn về phía trước nói tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ yên tâm mọi thứ đã ổn thỏa ta nghĩ bọn một lần chắc chắn sẽ phải ngạc nhiên mãnh liệt cười nói phong thương khẽ gật đầu nheo mắt lại đầy nham hiểm và độc ác sau khi kết thúc mấy tên tiểu tử đó tuyệt đối không thể bỏ qua ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không được chết cũng không xong mãnh liệt cười hung hăng Linh Bảo Thiên cấp vào tay ta rồi thì bọn chúng chỉ là bọn nhãi nhép, tùy ngươi xử trí. Phong Thương lạnh lùng nói, mãnh liệt nhếch mép, định nói gì đó thì bỗng ngẩn lên, nhìn về cự đài ở trung tâm đấu giá hội, ở đó có một thân ảnh đang chầm chậm đi ra. Người đó đến gần mọi người mới nhận ra đó là một nam tử trung niên mặc áo xám, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt nước hồ. Khi nam tử đó vừa xuất hiện lâm động lập tức nhìn rồi nheo mắt lại, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ lớn từ người kẻ đó hắn chính là người được tông phái siêu cấp sắp xếp đến trấn thủ trong thành vạn tượng, tên Tống Tần. Nhưng chưa ai từng thấy hắn động thủ cả, đương nhiên chỉ cần hắn lên tiếng thì vương triều siêu cấp cũng không dám phản đối. Vì phía sau hắn có tông phái siêu cấp làm chỗ dựa, Tô Khôi nói, hừng, con người này không đơn giản, trước mặt hắn nếu không có bản lĩnh thì chỉ tự chuốt nhục vào thân thôi. Tiểu Điêu bỗng cười nói, chắc hắn cũng cảm nhận được sức mạnh cường hãn ẩn giấu trong nam tử trung niên kia lâm động khẽ gật đầu nếu ai nghĩ kẻ trước mặt kia chỉ có cái danh của tông phái siêu cấp thì quá ngu ngốc người bỗng nhiên xuất hiện trên đài lập tức trở thành trung tâm chú ý của đấu giá hội hiển nhiên ai ở đây cũng biết thân phận của hắn nhất thời mọi ánh mắt đều trở nên kính sợ thậm chí những vương triều siêu cấp cũng thu lại sự cao ngạo của mình các vị đều đến đây vì đấu giá hội vạn tượng quy tắc ở đây ta cũng không nói nhiều cấm giao đấu ai vi phạm bất luận là vương triều cao cấp hay siêu cấp thì cũng đều bị trục xuất nếu tái phạm tước bỏ tư cách tham gia bách triều đại chiến các vị đã rõ chưa nam tử trung niên chắp tay sau lưng bình thản quét mắt khắp đấu trường giọng nói hùng hồn vang vọng đến tai của tất cả mọi người khi nhìn đến chỗ lâm động ánh mắt hắn hơi dừng lại một chút rồi quay đi nhìn sang tiểu điêu thì dường như ánh lên vẻ nghi hoặc hắn cảm giác được sự nguy hiểm từ con người trẻ tuổi tuấn mỹ kia ảo giác chăng cảm giác đó chỉ vừa lướt qua là biến mất khi hắn ngưng thần lại thì chẳng có cảm giác đó nữa hắn tự nhủ nhìn tiểu điêu thêm một chút rồi quay đi cảm tri của hắn cũng nhạy bén thật xem ra tinh thần lực của hắn đã luyện rất tinh thông rồi khi nam tử trung niên chuyển ánh mắt đi chỗ khác tiểu điêu khẽ nói lúc này lâm động mới thầm thở vào khi hắn thấy nam tử kia chú ý tiểu điêu hắn còn sợ tiểu điêu sẽ bị bại lộ thân phận nhưng hình như hơi lo lắng quá rồi vật phẩm đấu giá hội lần này không quá nhiều nhưng đều qua những sự lựa chọn cẩn thận đều là vật phẩm hiếm có ta nghĩ chắc cũng không ít người có hứng thú với bọn chúng trên đài cao nam tử trung niên quét mắt nhìn vung ống tay áo và chục đạo ánh sáng chói lòa bay ra cuối cùng hiện lơ lửng ở trên đài xoẹt tất cả đều tập trung ánh mắt vào đó trong luồng sáng kia bọn họ có thể cảm nhận được một sức mạnh rất lớn chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng biết thứ này không phải tầm thường phía trên cùng là một quần sáng tím to cỡ đầu người xung quanh có rất nhiều vòng sáng mơ hồ còn có những đợt sóng năng lượng lan tỏa cả đấu giá hội đều tĩnh lặng ngay sau đó gần như tất cả bao gồm cả lâm động ánh mắt đều rực cháy bọn họ đều biết chỉ có thứ gì mới có được sức mạnh đáng sợ đó lâm động liếm liếm môi mắt nhìn chăm chăm quần sáng tím đó chính là linh bảo thiên cấp sao quần sáng màu tím lơ lửng ở nơi cao nhất xung quanh bao bọc bởi những vòng sáng nhìn vô cùng thần kỳ sức mạnh đặc biệt mà lớn mạnh đó đã khiến nó trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người mọi ánh mắt nhìn nó đều như rực cháy và đầy ham muốn thiết nghĩ nếu giờ không có tống tần tọa trấn ở trên đó nếu không phải hắn là đại diện tông phái siêu cấp thì có lẽ sẽ không ít kẻ mất đi lý trí mà xông tới cướp bảo vật rồi chuyện như thế có lẽ hiếm gặp ở thế giới bên ngoài nhưng trong chiến trường viễn cổ thì đó là chuyện bình thường ở đây chỉ cần ngươi có sức mạnh thì chẳng ai dám ngăn cản. Trên đài đấu giá, Tống Tần bình thản nhìn khung cảnh sao động, một lúc sau hắn mới vẫy tay, một quần sáng bay xuống rơi vào tay hắn, ánh sáng tan đi biến thành một cây kiếm dài ba thước. Vật phẩm đầu tiên, Linh Bảo Địa Cấp, Linh Phong Kiếm, cây kiếm này đứng vị trí cao nhất trong Linh Bảo Địa Cấp, về độ sắc bén của nó, đến Niết Bàn Kim Thân của cường giả Tam Nguyên Niết Bàn cũng không dám thách thức. Tống Tần nắm tay lại, thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, nguyên lực dân tràn, mũi kiếm bắn ra một luồng kiếm quan sắc bén. Ngay lập tức, một tảng đá xanh khổng lồ trên đài đấu giá bị gọt mất một mảng, nơi ánh sáng đi qua phẳng lì như gương. Linh phong kiếm, giá 30 vạn niết bàn đan. Tống tần thu kiếm lại, bình thản rồi nói, rõ ràng tống tần không phải chuyên gia bán đấu giá, ngữ khí bình thản kiểu đó thường rất khó tạo không khí. Nhưng lúc này mọi vật phẩm đều rất tuyệt hảo nên không khí không vì thế mà nguội lạnh. 32 vạn, luận mức độ sắc bén, Thanh linh phong kiếm này đúng là vượt xa rất nhiều linh bảo địa cấp, mà Niết bàn kim thân chính là dấu hiệu của cường giả Niết bàn cảnh, nếu có vũ khí linh bảo khi giao đấu với kẻ khác đúng là sẽ có ưu thế rất nhiều. Vì thế khi Tống Tần vừa dứt lời lập tức có người lên tiếng, 30 năm vạn. Sắc mặt Lâm Động vẫn bình thản, hắn chỉ nhìn vào quần sáng nơi cao nhất. Rõ ràng là trên đó có phong ấn, vì thế hắn căn bản không thể nhìn xuyên vào trong xem rốt cuộc nó là thứ gì. Nhưng dựa vào tinh thần lực nhạy bén Lâm Động có thể mơ hồ cảm giác được sự khác biệt của quần sáng đó so với những quần sáng khác. Lâm Động huynh, nếu muốn tranh đoạt linh bảo thiên cấp, trong tay mà không có 500 vạn niết bàn đang thì sợ là đến cơ hội lên tiếng cũng không có đâu. Nhưng lúc mọi người đang tranh giành linh phong kiếm, Tô Khôi nói với Lâm Động, 500 vạn. Nhiều vậy sao? Tô Nhu ở bên cạnh thốt lên kinh ngạc vì con số đó, chắc nàng ta chưa bao giờ nhìn thấy số lượng tài phú lớn đến như vậy đấy chỉ là số tối thiểu thôi, linh bảo thiên cấp vốn là thứ cực hiếm có, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện, những vương triều siêu cấp thực lực hùng hậu kia sao có thể dễ dàng bỏ qua." Tô Khôi cười khổ nói, Lâm Động cười cười, trong tay hắn hiện giờ cũng không có nhiều niết bàn đan, trong viễn cổ bí tàng hắn cũng không chú tâm vào niết bàn đan, nhưng tuy không có nhiều niết bàn đan nhưng hắn lại có thứ khác, ví dụ như một số linh đan kỳ dị hắn có được trong đan thất cuối cùng của viễn cổ bí tàng thứ đang dược đó giá trị không hề thấp, tùy ý lấy một cái ra cũng đủ mua lượng lớn niết bàn đan. Vì thế dù có phải so tài lực với các vương triều siêu cấp này lâm động cũng không sợ. Dù sao thì lần này dù phải dùng đến thủ đoạn gì hắn cũng nhất định phải lấy được nó. Khi lâm động đang nói chuyện với tô khôi thì cuộc cạnh tranh đầu tiên đã hạ màn. Linh phong kiếm đã được mua bởi một cường giả đến từ một vương triều cao cấp với giá 50 vạn niết bàn đan. Vài vật phẩm sau đó vẫn là linh bảo địa cấp uy lực không tệ, có món thuộc công kích, cũng có món là phòng ngự, nói chung đều là thứ rất có giá trị. Có một món linh bảo tên là Địa Viêm Thạch đã bán với giá 80 vạn Niết Bàn đang khiến nhiều người phải tặc lưỡi. Vật phẩm bán ra ngày một quý hiếm hơn, không khí trong cuộc đấu giá cũng ngày một sôi nổi. Nhưng tứ đại vương triều siêu cấp và một số vương triều cao cấp thực lực rất mạnh chưa có dấu hiệu tham gia, hiển nhiên bọn họ không muốn lãng phí tài lực vào mấy thứ đồ không quan trọng kia. Lâm Động cũng không động lòng trước mấy món linh bảo địa cấp ấy, mười ngón tay đang vào nhau, mắt hơi cục xuống lặng lẽ chờ đợi thứ mình cần. Tiếp theo sẽ là một loại linh dược khá đặc biệt, bình hành linh quả. Có lẽ ít người biết đến sự tồn tại của thứ linh dược này. Nhưng hiệu quả của nó thì không có gì phải nghi ngờ. Khi tu luyện nguyên lực có khi năng lượng trong cơ thể vì một số nguyên nhân nào đó mà trở nên bạo động, thứ bình hành linh quả này có thể khiến số năng lượng đó trở lại cân bằng. Trên đài đấu giá, trên tay tống tần bỗng xuất hiện một loại quả màu xanh to cỡ bàn tay trên đó còn tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ lạ bình hành linh quả nghe cái tên này lâm động sửng người rõ ràng là nó rất xa lạ với hắn quả nhiên là có thứ này xem ra ta cảm ứng không sai mua đi có nó ta có thể giúp cô nhu khống chế được sức mạnh trong người nàng ta tiểu điêu ở bên cạnh bỗng trở nên phấn khích nói ồ lâm động thượng lại thì ra tiểu điêu vẫn đang chờ thứ này thứ linh quả này không có nhiều tác dụng với cường giả niết bàn cảnh, vì đa phần người đã lên đến tầng thứ này trong người chỉ có một loại năng lượng là nguyên lực, linh quả chỉ phát huy tác dụng thật sự với cường giả sinh tử huyền cảnh. Rất nhiều cường giả sinh tử huyền cảnh đã mất mạng về không thể khống chế cân bằng hai loại sinh tử khí, tiểu điêu cười nói, nếu thứ này xuất hiện ở bên ngoài thì chắc đã bị cường giả sinh tử huyền cảnh tranh cướp đến máu chảy đầu rơi. Nhưng ở đây thì không nhiều người biết được tác dụng của nó nhiều loại sức mạnh, lâm động khựng lại một chút, hình như hắn cũng khá giống như vậy, ngươi không cần đến nó đâu. Càng không cổ trận tốt hơn những loại linh quả này rất nhiều. Ngươi đúng là may mắn, sau này ngươi sẽ được thể nghiệm lợi ích mà trận pháp đó đem lại, nhắc đến càng không cổ trận trong cơ thể lâm động, ngay cả tiểu điêu cũng không khỏi tặc lưỡi, bình hành linh quả, 100 vạn niết bàn đan. Tống tần thản nhiên thốt lên con số khiến bên dưới phải rộ lên rất nhiều người không thể ngờ một thứ linh dược lại đắt đến vậy. Tống Tần cũng không nói gì thêm, đương nhiên hắn biết sự quý giá của bình hành linh quả, nhưng hắn cũng hiểu rất có thể nó sẽ không được chấp nhận ở đây, vì nó không phải thứ dùng cho những người ở tầng thứ này. Không gian bỗng tĩnh lặng hơn, mọi người xì xào bàn tán nhưng không ai ra gia cả. Một trăm vạn niết bàn đang không phải con số nhỏ, chẳng ai muốn mua một thứ không biết dùng làm gì với cái giá đó cả. Lâm Động lặng lẽ nhìn, sau vài phút, cuối cùng hắn lên tiếng một trăm mười vạn niết bàn đan ồ lâm động ra giá lập tức thu hút mọi ánh nhìn không ít người kinh ngạc nhìn hắn những ánh mắt đó có phần cổ quái hiển nhiên bọn họ coi hắn như kẻ ném tiền như cỏ rác lâm động đại ca tô nhu ở bên cạnh khi nghe lâm động hết giá gương mặt cũng biến sắc nàng biết lâm động mua là để cho nàng nhưng một trăm vạn niết bàn đan thì khiến nàng vừa xót vừa cảm động hiển nhiên tống tần phía trên đài cũng khựng lại vì tiếng hét giá vừa rồi, hắn nhìn lâm động đầy kinh ngạc. Lâm động ra giá một lúc không có ai đưa giá cao hơn nữa, rõ ràng là không ai muốn miên cùng hắn. Thấy vậy lâm động cười, định lên tiếng thì phía trước một giọng nói bình thản vang lên, 120 vạn niết bàn đan, chính là phong thương của Vương Triều Phong Vân. Sau khi ra giá hắn quay lại quét mắt nhìn lâm động, khóe miệng hơi nhếch lên như châm chọc, lâm động nheo mắt nhìn phong thương phá hoại cục diện, Thu lại nội ý, nói, 150 vạn, 170 vạn. Phong thương quể oải nói, tuy hắn cũng định đợi khi Linh Bảo Thiên cấp rơi vào tay mới giải quyết Lâm Động, nhưng trước đó mà chọc gậy bánh xe được hắn cũng là một thú tiêu khiển rất hay. 200 vạn, Lâm Động lại nói, Lâm Động đại ca, tô nhu ở bên cạnh mắt đã ương ước, nàng trừng mắt nhìn phong thương, nếu không phải tô khôi ngăn lại thì nàng đã bảo Lâm Động từ bỏ cuộc tranh giành vô vị này rồi, yên tâm. 200 niết bàn đang mua bình hành linh quả không thiệt đâu. Tiểu Điêu bình thản nói, nhưng nhìn gương mặt hắn cũng có phần bực bội, hành động của phong thương quả thật đáng ghét. Hà hà, không hổ là người có được truyền thừa của tứ đại huyền tông, gia tài cũng hùng hậu lắm, ngươi đã thích thì lấy đi. Nâng giá lên đến 200 vạn phong thương mới cười dễu cợt, nhún vai nói. Lâm động nhìn phong thương, một lát sau cũng khẽ cười, ném một túi càng khôn lên đài, tống tầng bắt lấy, mở ra nhìn, khẽ gật đầu rồi búng tay, bình hành linh quả bay về phía lâm động, hắn thật xấu xa, thấy lâm động đã cất linh quả đi, tô nhu vẫn bực tức nói. Chắc nàng rất bất mãn vì phong thương đã dở trò khiến lâm động phải tốn thêm 100 vạn niết bàn đang nữa, yên tâm, rồi hắn sẽ phải trả lại cả gốc lẫn lãi. lâm động mỉm cười, trong nụ cười ấy dường như có hàng ý, có thể thấy là lâm động cũng đã bị hành động gây rối của phong thương chọc giận. Mọi ánh mắt trong trường giá hội đều chuyển sang người Lâm Động, vừa rồi ai cũng có thể thấy Vương Triều Phong Vân cố ý làm vậy, mục đích chỉ là muốn Lâm Động phải trả giá nhiều hơn mà thôi. Và rõ ràng là lần này Lâm Động đã phải chịu chút thua thiệt, đối với rất đa số mọi người, 100 vạn niết bàn đang không phải là con số nhỏ a. À. Chỗ Vương Triều Cổ Nguyệt, một lần nhìn thấy thế cũng khá ngạc nhiên về khả năng kềm chế của Lâm Động, trong lòng cũng đánh giá Lâm Động cao hơn một chút, phong thương chọc tức Lâm Động như vậy không phải hành động thông minh. Một lần đang nghe truyện trên TV audio CV cười nhạt, khẽ nói, đại ca cho rằng bọn người lâm động có khả năng uy hiếp vương triều phong vân thật sao, một hàng nguyệt ở bên cạnh hơi nhướng mày. Tuy nàng ta chưa bao giờ đánh giá thấp lâm động nhưng dù sao đối thủ lần này là vương triều phong vân, là đối thủ từng khiến vương triều cổ nguyệt cũng phải chịu thua thì, sự việc chưa kết thúc thì chẳng ai có thể chắc chắn được điều gì. Muội từng tiếp xúc với lâm động chắc cũng hiểu hắn không phải loại lỗ mãn hắn đã không phải loại ngựa non háo đá, lại dám đối đầu với Vương Triều Phong Vân trước mặt tất cả mọi người. Nếu bảo hắn không có chút bản lĩnh gì thì muội có tin không? Một lân cười nói, một hàng nguyệt thoáng thượng người, không nén được lại nhìn lâm động một cái, sau khi cất linh quả đi, lúc này hắn lại nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như chưa hề bị thua thiệt gì, cứ đợi đi, sự việc sẽ ngày càng thú vị đấy. Một lân nhìn phong thương cách đó không xa đang cười vẻ dễu cợt, khẽ cười nói làn sóng rộ lên sau sự xuất hiện của bình hành linh quả dần rút xuống, tống tần thu lại ánh mắt nhìn lâm động, tiếp tục bán đấu giá. Vật phẩm tiếp theo là một bộ linh vũ kỹ hạ cấp, với đa số các cường giả ở đây, thứ vũ kỹ này có sức hấp dẫn không nhỏ, vì thế mà giá khởi điểm cao đến 150 niết bàn đan. Nhưng thứ linh vũ kỹ hạ cấp đó, lâm động lại không thèm quan tâm giành giật. Nhưng hắn không quan tâm không có nghĩa người khác cũng không quan tâm. Tuy bảo tàng, truyền thừa trong chiến trường viễn cổ không ít nhưng dù sao cũng trong tình trạng mật ít trùi nhiều, số người tìm được truyền thừa chỉ là thiểu số, vì thế mà đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua bộ linh vũ kỹ kia, 160 vạn, 180 vạn. Lâm Động nhìn cảnh tượng rất nhiều cường giả tranh giành đến đỏ mặt tí tai, từ đó có thể thấy sức hấp dẫn của bộ linh vũ kỹ đó. Chỉ vài phút sau mà giá của bộ linh vũ kỹ đã đạt đến 200 vạn niết bàn đan. Sau một cuộc tranh giành quyết liệt, cuối cùng nó đã được bán với giá 230 vạn niết bàn đang cho một vương triều cao cấp tranh giành ác liệt nhất. Ai cũng hiểu, vật phẩm sẽ càng ngày càng hiếm, và không khí cũng sẽ ngày một sụp sôi hơn. Nhưng vật phẩm tiếp theo cũng lại là linh vũ kỹ, chỉ có điều tầng thứ ngày một cao, giá khởi điểm cũng theo đó tăng từ 150 lên đến 250 vạn. Lâm động lần thứ hai ra tay vì một bộ linh vũ kỹ có tên mãn ngưu mang hoang kình. Bộ vũ kỹ này có giá khởi điểm lên đến 280 vạn niết bàn đan, nó đủ để dọa nhiều người chết khiếp. Đương nhiên cái giá này tuy không rẻ, nhưng số người muốn có nó cũng không ít. Nhưng cuối cùng, khi Lâm Động nâng giá lên đến 350 vạn thì tất cả đều rút lui, thấy không gian lặng như tờ, Lâm Động khẽ cười, dường như hắn chắc chắn có được nó vậy. Thế nhưng khi Lâm Động vừa mỉm cười thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, 380 vạn, tất cả dời ánh mắt, khi phát hiện người vừa hét giá thì trên gương mặt ai cũng hiện vẻ cổ quái, rồi nhìn về Lâm Động với ánh mắt thương hại. Vì người vừa ra giá vẫn là phong thương của Vương Triều Phong Vân, dường như hắn nhất quyết muốn chơi xỏ Lâm Động, sắc mặt Lâm Động tối lại, không chút do dự lạnh lùng nói, "400 vạn, 450 vạn." Nụ cười châm chọc trên gương mặt Phong Thương càng thêm rõ ràng. Cả không gian nhất thời tĩnh lặng, một số người thầm lắc đầu, bị Phong Thương chơi xỏ như vậy chắc Lâm Động phải tức giận lắm rất nhiều ánh mắt tập trung vào gương mặt lâm động, thế nhưng vào lúc ấy, trên gương mặt tối sầm của hắn lại hiện lên nụ cười châm chọc, nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi, ta chỉ tiện miệng thì ra giá vậy thôi, nghe thấy thế tất cả đều ồ lên, miệng mồm nhất thời há hốc. Mãi lúc sau bọn họ mới sực tỉnh, thì ra lần này lâm động cố ý dụ phong thương ra tay, nụ cười chế giễu trên gương mặt phong thương nhất thời thu lại, vẻ mặt trắng nhật lúc này tối sầm lại, một lúc sau mới cười lạnh nói, tiểu tử giỏi lắm chắc hắn không thể ngờ Lâm Động lại chủ động chơi lại hắn một vố như vậy, trả tiền đi, Lâm Động vương vai tự người vào ghế, nói, cương mặt phong thương nhất thời co giật, nhưng trước ánh nhìn của tống tần phía trên đài đấu giá hắn không thể không nhẫn nhịn, hắn không muốn bị đá ra khỏi đây, vì thế đành rất không cam tâm lấy ra túi càng không ném lên trên, mất từng đó tiền chỉ để mua một bộ linh vũ kỹ trung cấp mà mình vốn chẳng dùng đến, lần này coi như bị hố to rồi. Quan trọng hơn là số nít bàn đang đó không phải nhỏ có lẽ sẽ chịu thua thiệt trong những lần đấu giá sau. Tống Tần ở trên đài nhìn cảnh đó cũng có chút buồn cười, nhìn về phía Lâm Động. Hắn cũng thú vị thật, dám chơi cả phong thương, thú vị, một Lâm cũng khẽ cười lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không ngờ Lâm Động nhanh như vậy đã khiến phong thương phải trả giá đắt. Sự cố giữa chừng này đã trở thành đề tài đàm luận của nhiều người, không ít người nhìn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ. Vương Triều Phong Vân trước nay vô cùng bá đạo ở thành vạn tượng, nay được thấy bọn chúng chịu thua thiệt rõ ràng như thế, tất cả mọi người đều rất thích thú. Sau đó đấu giá hội lại tiếp tục, có điều mặc dù đã có linh vũ kỹ trung cấp xuất hiện nhưng linh vũ kỹ cao cấp mà Lâm Động mong chờ lại không xuất hiện, nghĩ lại thì bỗng sực nhớ, mức độ hiếm có của linh vũ kỹ cao cấp khó lòng hình dung, dù ai đó có được thì cũng không thể lấy ra mà bán đấu giá được. Sau từng vật phẩm bán thành công, số lượng quần sáng phía trước tống tầng cũng ít dần, cuối cùng chỉ còn lại hai món tất cả ánh mắt thèm thuồng đều ngắm nhìn về phía đó bọn họ đều biết bây giờ mới là tiết mục chính của đấu giá hội tống tần ngẩng lên nhìn hai quần sáng còn lại cuối cùng gương mặt lạnh lùng hiện lên chút độ nóng hiếm có rồi hắn khẽ vẫy tay một quần sáng huyết sắc từ từ hạ xuống khi xuống đến nơi quần sáng phình to rồi biến thành một thứ khổng lồ hiện ra trên đài mọi ánh mắt nhìn về phía đó rồi hiện lên vẻ đầy kinh ngạc vì thứ xuất hiện là một bộ xương trắng héo của một con thú khổng lồ bộ xương này vô cùng cổ quái, dường như chỉ có một cái chân khổng lồ, khung xương trắng héo tỏa ra khí tức cổ xưa mà hoang dã, dường như cái chân duy nhất đó chống đỡ cả thiên địa vậy. Đây là, lâm động kinh ngạc, thiên hoang thần ngưu, gương mặt tiểu điêu cũng hiện lên chút kinh ngạc, hắn khẽ nói, thiên hoang thần ngưu, hắc hắc, đây là thứ tốt đấy. Trong bộ xương thú này có sức mạnh của tinh huyết viễn cổ, nếu như ngươi có được nó, lần sau triệu hồi ra viễn cổ thiên ngạc thì uy lực đủ để quét sạch vương triều phong vân đó tiểu điêu cười nói, Ồ nghe thấy thế cặp mắt lâm động lập tức sáng rực lên vì lần trước hắn đã dùng hết sạch tinh huyết viễn cổ mà mình có trong viễn cổ bí tàng nên viễn cổ thiên ngạc hắn không dùng được nữa nhưng giờ nếu có được thiên hoang thần ngư này thì viễn cổ thiên ngạc sẽ trở nên ngang ngược hơn bộ xương thú trắng khổng lồ đứng sừng sững trên đài đấu giá tỏa ra luồng khí tức cổ xưa không khí xung quanh cơ hồ như đông đặc lại không ít người phải biến sắc mặt, chỉ một bộ xương thú mà đã có uy thế như vậy, thật không biết khi còn sống con thú này sẽ nga ngược đến thế nào. Không ít người đều nhìn lên đài cao xung sao bàn tán, từ khí thế đó có thể thấy mặc dù mọi người không biết rốt cuộc bộ xương thú kia là của loài yêu thú gì nhưng cũng có thể đoán được sự bất phàm của nó. Thiên Hoang thần ngưu, một loài dị thú thời viễn cổ. Trong bộ xương này có sự tồn tại của huyết mạch viễn cổ, chính là kỳ vật luyện thể nếu dùng bộ xương này luyện chế thú khôi thì sẽ vô cùng tuyệt vời. Tống Tần rời mắt khỏi bộ xương khổng lồ, nhìn xuống dưới nói, giá khởi điểm, 400 vạn niết bàn đan. Lời vừa thốt ra tất cả mọi người đều xìu xuống, lượng niết bàn đan đó ngay với một số vương triều cao cấp cũng không phải là con số nhỏ. Nếu đó là một bộ linh vũ kỹ cao cấp thì có lẽ bọn họ sẽ nghiến răng mà liều, nhưng bảo bọn họ dùng số niết bàn đan đó đi mua một bộ xương, dù nó có bất phàm thế nào thì cũng khó mà chấp nhận nổi. 400 vạn, không hề thấp, lâm động nhíu mày, hắn cũng cảm thấy mua bộ xương thú với giá đó là quá đắt, vẫn chấp nhận được, không hề quá đáng đâu. Dục thể của thiên hoang thần ngưu cực mạnh, đợi khi ngươi lấy được tinh huyết viễn cổ từ trong đó, ta có thể dùng bộ xương làm nguyên liệu cường hóa bộ huyết linh khôi của ngươi, lúc đó đẳng cấp của nó sẽ được nâng lên, tiểu điêu cười nói, nghe thấy có thể dùng xương thiên hoang thần ngưu cường hóa huyết linh khôi, lâm động cũng bình tĩnh hơn một chút bất luận thế nào thì ít nhất cũng phải lấy lại được chút vốn từ 400 vạn niết bàn đang chứ. Đương nhiên Lâm Động cũng hiểu, dù không lấy lại được gì thì thứ huyết mạch viễn cổ trong bộ xương đó cũng khiến hắn nhất định phải ra tay lần này. Linh hồn thiên nhạc vốn là tuyệt chiêu tất sát cực mạnh của hắn, nhưng lần trước để đối phó với bọn điền chấn liên thủ với nhau mà hắn đã phải dùng hết huyết mạch viễn cổ rồi. Mà không có huyết mạch viễn cổ bổ sung thì không thể nào triệu hồi ra linh hồn thiên nhạc được nữa tính ra thì tuyệt chiêu này đã thành vô dụng rồi. Giờ bách triều đại chiến sắp bắt đầu, ở đó thiên tài nhiều như lá mùa thu, đâu đâu cũng là yêu nghiệt. Ở đó lâm động không dám chắc mình sẽ thuận buồm xuôi gió, vì thế nếu bây giờ lại có huyết mạch viễn cổ của thiên hoang thần ngưu thì đó sẽ là một trợ lực rất lớn, do đó không thể bỏ qua nó được. Mọi người đều đang xì xào bán tán, dù là tứ đại vương triều siêu cấp cũng phải cho mày. Thiên hoang thần ngưu đem lại cảm giác bỏ thì tiếc mà lấy thì thấy không đáng. Tống Tần Bình thản nhìn xuống trường đấu giá, cũng không thôi thúc gì. Trong lòng hắn rõ, nếu bán bộ xương này cho các tông phái chuyên luyện chế linh khôi thì đừng nói 400 vạn, dù có tăng giá gấp đôi thì bọn yêu xương như yêu mạng kia cũng sẽ lao vào sâu xé, đem ra đây bán đấu giá cũng là phí hoài của trời rồi. Sau mấy phút yên lặng, cuối cùng một vương triều cao cấp ngập ngừng lên tiếng, 410 vạn, nhìn sắc mặt người đó có thể thấy hắn đã phải đấu tranh tư tưởng rất quyết liệt rồi mới nghiến răng lựa chọn như vậy mọi người nhìn hắn như nhìn một siêu cấp quan đại đầu, tiêu tiền oan uổng. Bị nhìn như thế khiến hắn có phần hối hận, chỗ niết bàn đang đó là tất cả gia tài của hắn đó, 450 vạn, khi mọi người nghĩ sẽ không còn ai ra giá nữa thì bỗng vang lên một giọng nói bình thản, tìm theo hướng giọng nói phát ra, cuối cùng mọi ánh mắt tập trung trên người lâm động, tất cả cùng kinh ngạc, hắn lại muốn làm trò gì đây, lâm động ngã người vào ghế, coi như không biết đến biết bao ánh mắt đang nhìn mình hai mắt hơi cụp xuống, chẳng ai biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì, lẽ nào hắn lại muốn dụ Vương Triều Phong Vân ra tay, một số người bàn tán, rồi tất cả không hẹn mà cùng nhìn về Phong Thương. Sắc mặt hắn lúc này cũng thay đổi bất định, nếu không phải lúc nãy vừa chịu thua thiệt thì chắc chắn hắn sẽ lại chơi cùng Lâm Động, nhưng lại có cái gọi là chim sợ cành công, hắn lại sợ lại bị Lâm Động chơi xỏ lần nữa, dù sao hơn 400 vạn niết bàn đang cũng chẳng phải con số nhỏ. Ở bên cạnh, sắc mặt mãnh liệt cũng khó coi nhìn phong thương, một lát sau cuối cùng thấp giọng nói, hay là thôi đi. Lát nữa mới là món chính, tiêu hao tài lực vào cái này cũng chẳng có ích gì. Khi Linh Bảo Thiên cấp vào tay rồi bọn chúng ta sẽ khiến tiểu tử đó sống không được chết không xong, sắc mặt phong thương tối sầm, thở hắt ra rồi gật đầu, mọi người thấy phong thương không nói gì, cũng không có hành động gì khác, trong lòng đều xì một tiếng. Xem ra hắn đã bị hành động lúc trước của Lâm Động dọa cho sợ rồi người ra giá 410 vạn lúc nãy thấy Lâm Động ra mặt, không những không giận mà còn thầm mừng rỡ, ngồi lại luôn về chỗ, chắc là lúc nãy đã tiêu hao hết dũng khí của hắn rồi, muốn hắn dùng nhiều niết bàn đang hơn tranh với Lâm Động là chuyện không thể, khi thấy kẻ đó ngồi xuống, Lâm Động cũng thở vào. Niết bàn đang trong tay hắn hiện giờ cũng chỉ còn 450 vạn mà thôi, hơn nữa trong đó có không ít là tiểu viêm có được từ trong bạch hổ điện. Tuy Lâm Động vẫn còn một số linh đan quý giá có thể đổi được vô số niết bàn đan, nhưng hắn phải giữ lại để tranh giành linh bảo thiên cấp, chưa muốn để lộ ra lúc này. Khi Lâm Động đang căng thẳng chờ đợi, mọi người vẫn bàn tán xôn xao nhưng không có ai ra giá cao hơn nữa. Thấy vậy Tống Tần ở phía trên khẽ lắc đầu, không kìm được nhìn về phía Lâm Động, tên này tầm nhìn cũng không tầm thường, mỗi lần ra tay đều là thứ có giá trị ẩn tàng, 450 vạn, thiên hoang thần ngưu, bán. Tống Tần gõ xuống bàn, tảng đá trong lòng lâm động đã được nhấc ra. Hắn đứng lên, không chút do dự lấy ra túi càng không chứa toàn bộ tài sản của mình ném lên đài. Khi lâm động lấy túi càng không ra, rõ ràng mọi người có thể thấy được vẻ hân hoan trên gương mặt hắn. Lúc ấy tất cả mới biết, xem ra lâm động thật sự thích bộ xương thiên hoang thần ngưu kia chứ không phải là muốn chơi xỏ phong thương. Phong thương đương nhiên cũng nhìn ra vẻ mặt của lâm động, tên khốn kiếp, dám liên tiếp chơi ta bọn một lân cách đó không xa thích thú nhìn cảnh đó, đặc biệt là khi thấy sắc mặt khó coi của phong thương, trong lòng lóe lên chút khoái cảm, rõ ràng là rất khó có thể thấy cảnh tượng đó. Tống Tần nhận túi càng khôn, nhìn qua rồi gật đầu, vung tay một cái, bộ xương thiên hoang thần ngưu bay về phía lâm động, thể tích bộ xương vốn không hề nhỏ, hơn nữa còn rất nặng nề, khi vẫn trên không trung đã chèn ép không khí khiến không ít người cảm thấy da mặt nhất thời đau rát. Ngay khi bộ xương thú sắp rơi xuống, tiểu viêm ở bên cạnh lâm động đứng bật dậy đưa một tay ra tóm lấy bộ xương thú khổng lồ cơ thể không chút run rẩy tư thái tự người khổng lồ nâng trời khiến không ít người phải trố mắt lâm động cười cất bộ xương vào túi càng khôn rồi cung tay với tống tần phía trên đài sau đó ngồi xuống tống tần nhìn tiểu viêm chỉ một tay đã tóm gọn bộ xương thú ánh mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc rồi quét mắt nhìn ba người lâm động Ba người này không phải đến từ vương triều siêu cấp gì nhưng khí thế lại không hề thua kém các vương triều siêu cấp ở đằng kia. Xem ra chiến trường viễn cổ lần này đã xuất hiện không ít nhân vật kiệt xuất, bộ xương của thiên hoang thần ngưu đã được bán đi một cách thuận lợi, không khí bắt đầu có sự xáo động quỷ dị. Những ánh mắt nóng bỏng tham lam và chờ đợi đều tập trung vào quần sáng màu tím cuối cùng trên đài, đây mới là trọng điểm của đấu giá hội vạn tượng lần này, Linh Bảo Thiên cấp. Dường như nhịp thở tất cả mọi người ở nơi này cũng đều tăng lên, Tống Tần ở phía trên cũng mỉm cười, trong mắt hắn linh bảo thiên cấp cũng là một thứ không tệ. Các vị, tiếp theo chính là vật phẩm cuối cùng của đấu giá hội lần này. Chắc các vị cũng đã biết nó là một món linh bảo thiên cấp, quần sáng tím dần dần hạ xuống, rơi vào tay Tống Tần, ánh sáng tối dần, cuối cùng một vật phẩm xuất hiện trước bao con người đang nhìn không chớp mắt, đó là một chiếc thiết ấn màu đen cổ xưa. Xung quanh là vô số những đường hoa văn thần bí, trên đỉnh của nó là một con hắc long cuộn tròn, đầu rồng chỉ lên trời gầm rú. Đây chính là vật phẩm cuối cùng, Linh Bảo Thiên cấp, Hắc Long Phiên Thiên Ấn. Lời nói của Tống Tần đã đẩy không khí của trường đấu giá lên cao trào. Thiết ấn chỉ to cỡ bàn tay, lơ lửng phía trên bàn tay Tống Tần, con hắc long cuộn tròn trên đó lấp lánh ánh sáng kỳ dị, trong cái miệng mở rộng dường như có tiếng long ngâm phát ra khiến không gian như đông đặc lại tất cả ánh mắt đều tập trung trên thiết ấn như muốn nung chảy nó ra. Đây chính là Linh Bảo Thiên cấp sao. Lâm Động cũng nhìn thiết ấn, ánh mắt có phần ngưng trọng. Từ chiếc thiết ấn đó, hắn có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn ẩn giấu bên trong. Sức mạnh đó vượt xa so với Linh Bảo Địa cấp, thủ lĩnh của Tứ Đại Vương Triều siêu cấp thân thể không khỏi khựng lại, ánh mắt nhìn chầm chầm Linh Bảo Thiên cấp đầy thèm thuồng. Hắc Long Phiên Thiên Ấn, Linh Bảo Thiên cấp, giá khởi điểm, 800 vạn niết bàn đan. Tống Tần dời ánh mắt khỏi thiết ấn, nhìn xuống phía dưới, chậm rãi nói, 800 vạn niết bàn đan, một cái giá cao ngất ngưỡng, nhưng cũng chẳng ai cảm thấy bất ngờ vì cái giá đó, một món linh bảo thiên cấp có giá như vậy cũng không có gì lạ, 800 vạn, lâm động lẩm bẩm, cái giá này đúng là không phải cao, nhưng sau một trận tranh giành, chắc chắn nó sẽ được đẩy lên rất cao. Con số lớn như vậy chắc đối với vương triều siêu cấp cũng là một áp lực lớn. Giờ nghĩ đến gia tài của gia tộc Lâm thị ở vương triều Đại Viêm, Lâm động lại thấy đáng thương. Có lẽ hiện giờ chỉ riêng gia tài của hắn cũng đã nhiều hơn cả gia tộc Lâm thị rồi. Đương nhiên, với thực lực hiện nay của hắn, nếu quay về vương triều Đại Viêm có lẽ rất khó tìm được ai mạnh hơn hắn. Chỉ trong một năm tu luyện mà tầng thứ của hắn đã vượt qua giới hạn của vương triều Đại Viêm, cái giá 800 vạn lập tức khiến hơn 9 phần 10 cường giả và vương triều muốn có được món linh bảo thiên cấp kia phải rút lui dù thèm muốn thế nào thì sự thật tàn khốc cũng khiến bọn họ hiểu rằng mình không có tư cách tranh giành với những vương triều siêu cấp kia. 850 vạn, có lẽ tứ đại vương triều siêu cấp đã chờ món linh bảo thiên cấp này quá lâu rồi, vì thế khi Tống Tần mới dứt lời không lâu, phong thương đã lên tiếng đầu tiên. Khi hết cái giá đó, hắn quét đôi mắt sắc lạnh ra tứ phía, dường như có ý kẻ nào dám tranh giành với hắn sẽ trở thành kẻ địch của vương triều phong vân. 900 vạn đương nhiên có lẽ tư thái đó của hắn sẽ có sức uy hiếp không nhỏ với cường giả bình thường nhưng với các vương triều siêu cấp khác thì chẳng có tác dụng gì vì thế hắn vừa dứt lời thì một lần của vương triều cổ nguyệt lập tức lên tiếng ánh mắt phong thương tối sầm lại liếc nhìn một lần sắc lạnh nhưng một lần chỉ cười nhạt chẳng thèm quan tâm hà hà nếu hai vị đã tranh giành quyết liệt như vậy thì vương triều ly hỏa ta cũng tham gia nam tử trên người có hoa văn hỏa diệm ở bên cạnh cười bàn tay to lớn vẫy một cái 950 vạn, tất cả nghe cái giá sắp đạt tới ngàn vạn, mí mắt mọi người nhất thời giật lên liên tục, con số khủng bố đó cũng chỉ có Vương Triều siêu cấp mới đưa ra được. Lâm Động yên lặng quan sát không định ra tay ngay, nhưng trong đầu cũng không khỏi cảm thán, 950 vạn niết bàn đan, có lẽ cộng cả tứ đại gia tộc lẫn hoàng thất của Vương Triều Đại Viêm cũng khó lòng có được số đó. ngàn vạn, kẻ nâng giá lên con số ngàn vạn khiến tất cả phải ồ lên chính là Vương Triều Sâm Chi một trong tứ đại vương triều siêu cấp, dường như tứ đại vương triều siêu cấp sắp đọ tài lực với nhau rồi. Khi giá lên đến ngàn vạn, phong thương nheo mắt, rồi hắn đứng dậy, nhìn bọn một lân cười lạnh nói, ta không rảnh chơi với các ngươi, tài lực của các ngươi thế nào ta quá rõ rồi. Niết bàn đang trong tay vương triều cổ nguyệt các ngươi có lẽ là một ngàn sáu trăm vạn phải không? Đột nhiên bị phong thương vạch trần gia tài, sắc mặt một lân tối sầm lại, chắc hắn không thể ngờ phong thương lại biết được điều cơ mật này còn vương triều ly hỏa các ngươi là một ngàn năm trăm vạn đúng không? Phong thương quay lại nhìn mặt phần, cười lạnh nói, cơ mặt mặt phần co giật, hàng quang lóe lên trong mắt, xem ra ngươi đã mua chuột người của ta, vương triều sâm chi cũng chỉ có một ngàn năm trăm vạn. Thủ lĩnh ô thác của vương triều sâm chi xoa xoa mặt, nhìn phong thương với ánh mắt khó hiểu, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cuộc tranh giành của tứ đại vương triều siêu cấp, số lượng lên đến ngàn vạn niết bàn đang đã khiến bọn họ giật mình đã biết hết rồi thì tranh giành còn có ý nghĩa gì nữa. Phong thương cười đắc ý, rồi hắn nhìn lên tống tần, nói, 1.700 vạn, ồ, giọng nói của phong thương như cùng phong càng quét khiến tất cả cùng trợn mắt há mồm. Rõ ràng bọn họ đều không ngờ hắn lại trực tiếp nâng cao thêm 700 vạn, như vậy giá của món linh bảo thiên cấp đã đạt đến độ cao khủng bố là 1.700 vạn. Hơn nữa ai cũng biết con số này vừa hay vượt qua giới hạn của vương triều cổ nguyệt cũng có nghĩa là vương triều cổ nguyệt không thể nâng lên cao hơn được nữa. Cả trường đấu giá lặng như tờ, ở đây không còn sự cạnh tranh về sức mạnh nữa mà là cuộc tỉ thí về tài lực. Sắc mặt một lân dần trở nên khó coi, trong những cuộc đấu giá kiểu này, tài lực trong tay mỗi người là điều cực kỳ bảo mật, nhưng không ngờ phong thương lại biết được rõ ràng như thế. Cái giá mà phong thương đã đưa ra chỉ cao hơn giới hạn của một lân 100 vạn, nhưng 100 vạn đó như cọng cỏ cuối cùng rơi trên lưng lạc đà, hắn rất khó vượt qua phong thương sắc mặt mặt phần của vương triều ly hỏa cũng tím tái chiêu này của phong thương đã hoàn toàn chặn hết đường của hắn phong thương cười tít mắt nhìn hai người một lưng sắc mặt khó coi nhưng không thể nói được gì rồi nhìn về phía tống tần cười nói tống sư hình như không còn ai ra giá cao hơn nữa xem ra món linh bảo thiên cấp này đã thuộc về vương triều phong vân ta rồi sắc mặt một lưng tối sầm hai bàn tay nắm chặt lại nhưng cuối cùng cũng chỉ đành thở dài tống tần bình thản nhìn quanh đang định lên tiếng tuyên bố thì hắn bỗng nhìn thấy lâm động đứng dậy trong bao nhiêu tiếng kêu kinh ngạc của mọi người làn sóng âm thanh vang lên cũng khiến phong thương cho mày hắn quay lại sắc mặt tối sầm nhìn lâm động cười lạnh nói sao ngươi cũng muốn tham gia cạnh tranh sao ngươi đến từ vương triều hạ cấp thì có được bao nhiêu niết bàn đan mọi ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ đổ dồn về phía lâm động tuy biết hắn bản lĩnh không vừa nhưng với cái giá hiện giờ ngay ba vương triều siêu cấp kia còn bất lực, lẽ nào hắn vẫn đọ được với vương triều phong vân sao? một ngàn bảy trăm niết bàn đan, cho dù lâm động có thu hoạch cực kỳ phong phú từ viễn cổ bí tàng cũng không thể nào có đủ chứ. đúng là ta không có nhiều niết bàn đan như vậy. lâm động chỉ cười nói. nghe vậy phong thương cười lạnh nói, lâm động, ngươi nghĩ đây là đâu? nếu muốn gây rối thì e ngươi sẽ mất tư cách tham gia bách triều đại chiến đấy. tuy là ta nghĩ ngươi không thể sống được đến lúc đó. phái trên đài tống tần cũng hơi nhíu mày nhìn lâm động nói nếu ngươi không có đủ niết bàn đan thì ngồi trở lại chỗ đi nếu còn tái phạm sẽ bị trục xuất khỏi đây tống sư tuy ta không đủ niết bàn đan nhưng muốn dùng thứ khác để thay thế lâm động cung tay với tống tần nói thay thế tống tần thượng người cho mày nói thứ ngươi muốn dùng thay thế nhất định phải có người định được giá nếu không thì vô hiệu ha ha ta nghĩ thứ trong tay ta sẽ có không ít người có hứng thú đâu lâm động cười cười hắn mặc kệ ánh mắt của phong thương, vung tay một cái, ba viên đan dược màu bạc xuất hiện trong tay hắn. Đan dược vừa xuất hiện, mùi hương nồng lan tỏa khiến không ít người tim phải rung lên. Đây là, tinh quang bắn ra trong mắt tống tầng, trên gương mặt hắn xuất hiện vẻ xúc động hiếm có. Độ ách đan, nâng cao tỷ lệ thành công vượt niết bàn kiếp, lâm động cười, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt bỗng chốc trở nên nóng bỏng từ các phía truyền tới. Trong đang thất ở viễn cổ bí tàng, Lâm Động đã có được không ít linh đan, nhưng độ ách đan chỉ có 5 viên hắn giữ lại cho mình và tiểu viên mỗi người một viên thứ này chỉ được dùng một viên nhiều hơn cũng chẳng có tác dụng gì chi bằng dùng để đổi linh bảo thiên cấp độ ách đan nghe thấy cái tên đó bọn phong thương và một lân đều nhất thời kinh ngạc rõ ràng bọn chúng không thể ngờ lâm động lại có được thứ linh đang hiếm thấy này chư vị nếu các vị có hứng thú với độ ách đan của ta hãy cho ta một cái giá nếu vượt qua được 1.700 vạn thì ta sẽ cắn răng bán đi. Lâm Động cười nói, tất cả trở nên tĩnh lặng, độ ách đan cũng như Linh Bảo Thiên Cấp, đều là thứ hiếm có khó tìm, khó có thể đưa ra giá chính xác, nhưng một viên vượt qua 500 vạn niết bàn đang không phải quá khó. Ánh mắt của rất nhiều vương triều cao cấp đều lấp lánh, hiển nhiên rất hứng thú. Bọn họ không thể tranh giành Linh Bảo Thiên Cấp, nhưng có thể tranh mua độ ách đan. Lâm Động, ở ngoại giới độ ách đang giá 600 vạn một viên, ba viên của ngươi, ta mua 800 vạn một viên, tổng cộng 2.400 vạn, thế nào? Thế nhưng khi các vương triều chuẩn bị hết giá thì một giọng nói bỗng vang lên. Một số kẻ giận dữ định quát lên, nhưng khi nhìn thấy người vừa lên tiếng thì đều kinh ngạc ngậm miệng lại, vì đó lại chính là Tống Tần, người vốn làm chủ trì bán đấu giá lại mua đồ ách đan của Lâm Động. Mọi ánh mắt gần như nhất loạt không hẹn mà cùng nhìn Tống Tần phía trên đài đấu giá. Trong những ánh mắt đó tràn đầy sự kinh ngạc, Sắc mặt cũng rất phong phú, bọn họ tưởng tượng bất cứ ai cũng có thể ra giá tranh đoạt độ ách đan nhưng không thể ngờ ngay người trấn thủ thành vạn tượng, đến từ tông phái siêu cấp như Tống Tần cũng lên tiếng, nhân vật trước nay mỗi khi xuất hiện là có thân phận siêu nhiên bàn quan nhìn các vương triều tranh giành, lúc này lại không thể duy trì thân phận ấy nữa. Bọn phong thương, một lân cũng đầy kinh ngạc, rồi một lân lắc đầu tiếc nuối. ngay cả Tống Tần cũng lên tiếng, chưa nói đến việc liệu có đưa được cái giá cao hơn không dù có thể đi nữa thì bọn chúng cũng không đến mức không biết điều như thế. Bất luận thế nào thì ở tòa thành này, Tống Tần mới là kẻ có quyền hạn tối cao. Hắn sẽ không quan tâm ngươi đến từ vương triều siêu cấp nào, thân là người của tông phái siêu cấp, uy nghiêm của vương triều siêu cấp với hắn chẳng là cái đinh gì cả, so với vẻ tiếc núi của một lân, sắc mặt phong thương khá khó coi. Nếu kẻ khác muốn mua độ ách đan của lâm động thì hắn còn có thể dựa vào vương triều phong vân mà uy hiếp, nhưng người ra giá lúc này lại là Tống Tần, tất cả mọi người đều ồ lên, tuy nhiều người rất bất mãn vì một mình Tống Tần muốn lấy hết ba viên đồ ách đang quý giá, nhưng chẳng một ai dám thể hiện nội ý. Hơn nửa giá mà Tống Tần đưa ra đúng là bọn họ không thể trả cao hơn được, Lâm Động cũng dần tỉnh lại khỏi sự ngạc nhiên. Hắn nhìn Tống Tần, rồi miễn cười, bao quyền nói, nếu Tống Sư đã lên tiếng, đương nhiên Lâm Động không dám không theo nếu không phải tình hình lúc này đặc biệt thì ta đã có thể tặng không tống sư một viên. Lời nói ngọt như mía lùi của Lâm Động vừa thốt ra lập tức khiến không ít người thầm cảm thán. hắn thật biết ăn nói. Gương mặt bình thản của Tống Tần cũng xuất hiện ý cười, dù Lâm Động nói thật hay giả thì nghe cũng rất dễ chịu. Lâm Động nhanh chóng vung tay, ba viên độ ách đang bay về phía Tống Tần. Hắn cũng không sợ phong thương sẽ dở trò lúc này mà hắn dám nhúng tay vào hay nói gì thì có lẽ Tống Tần sẽ là người không đầu tiên không tha cho hắn. Tống Tần đón lấy ba viên đổ ách đan, cẩn thận quan sát một lúc rồi cười tươi hơn. Có thể gặp đổ ách đan trong một số đấu giá hội quy mô lớn của Đông Huyền Vực, nhưng cũng rất hiếm thấy. Mấy lần hắn đã muốn mua nhưng đều không được, không ngờ hôm nay lại gặp. Đây là 2.400 vạn niết bàn đan. Nhận được đổ ách đan, Tống Tần cũng vung tay, một cái túi càng không kim sắc bay về phía lâm động, mơ hồ còn thấy niết bàn khí đậm đặc lan tỏa ra từ trong đó. Hiển nhiên là bối cảnh tống tầng không tầm thường, nếu không thì rất khó có thể nhẹ nhàng lấy ra hơn hai 000 vạn niết bàn đang như thế. Khoản tiền kết xù này, dù là các vương triều trung cấp dốc hết quốc lực cũng khó lòng có thể bằng nổi. Lâm Động nhận lấy túi càng khôn cũng không nhìn xem, chỉ cầm rồi nhướng mày nhìn phong thương, sắc mặt lúc này đang tối sầm, cười nói, giờ ta có tư cách rồi chứ, bốn trăm vạn, ta muốn món linh bảo thiên cấp này. Lâm Động cười cười, giơ túi càng không lên, nhìn thẳng vào phong thương, cười nói, đây cũng là toàn bộ gia tài của ta, nếu ngươi có nhiều hơn thì Linh Bảo Thiên cấp thuộc về ngươi. Sắc mặt phong thương đen lại, nhìn Lâm Động như muốn ăn tươi nuốt sống. Tống sư, Lâm Động mặc kệ vẻ mặt của hắn, nhìn sang Tống Tần, mỉm cười nói, phong thương, nếu ngươi không thể có giá cao hơn thì Linh Bảo Thiên cấp thuộc về Lâm Động. Tống Tần cười, Lâm Động đã khiến hắn có được ba viên độ ách đan, hiển nhiên tạo nên thiện cảm rất lớn, gương mặt lạnh lùng vừa nãy đã có nụ cười, mắt phong thương lấp lánh hàng quang, tay nắm chặt lại. Tất cả mọi người thầm chấn kinh nhìn cảnh tượng đó, hiển nhiên bọn họ không thể ngờ Lâm Động lại vượt mặt được cả tứ đại vương triều siêu cấp. Lâm Động, thủ đoạn của ngươi cũng khá lắm, nhưng đừng có đắc ý quá sớm. Nhưng khi Tống Tần đang định tuyên bố thì phong thương đột ngột lên tiếng, hắn ngẩng lên nhìn Lâm Động với ánh mắt u tối khó hình dung. Ngươi tưởng ta không còn cách nào khác sao? Phong thương nhếch mép, lâm động hơi nheo mắt lại, rồi hắn thấy phong thương đột nhiên chỉ tay về phía vương triều sâm chi, hét lên, ô thác, đưa 1.500 niết bàn đan của ngươi cho ta, lời vừa dứt, ánh mắt ai cũng đầy vẻ kinh ngạc. Vương Triều Sâm Chi và Phong Vân không thể gọi là thân thiện, Vương Triều Sâm Chi sao có thể cho Vương Triều Phong Vân một lượng lớn niết bàn đan như vậy, Phong Thương tức quá hóa điên rồi à, thế nhưng ô thạc đứng dậy, mỉm cười rồi ném túi càng không ra trước bao ánh mắt không tin nổi ô thác ngươi một lân và mặt phần đều có phần chấn kinh nhìn hành động đó của ô thác rồi lập tức sực tỉnh thì ra vương triều phong vân và sâm chi đã ngầm liên thủ với nhau tứ đại vương triều siêu cấp ở thành vạn tượng vốn đối địch với nhau quan hệ không hề tốt chút nào chứ đừng nói hợp tác nhưng giờ lại phát hiện phong vân và sâm chi đã hợp tác đấy không phải tin gì tốt đối với cổ nguyệt và hỏa ly phong thương thù lao đã nói ngươi phải trả đủ đấy sau khi ném ra túi càng khôn Cô thác cười thản nhiên nói, yên tâm, chắc chắn không thiếu của ngươi đâu. Phong thương cười lạnh, rồi nhìn lâm động đang cho mày với ánh mắt hung hắn, cười nham hiểm, ngươi ép được vương triều phong vân ta đến bước này cũng có bản lĩnh lắm. Nhưng kẻ cười cuối cùng không phải ngươi. Thứ mà vương triều phong vân đã muốn thì không ai có thể tranh được, ngươi có 2.400 vạn, ta có 3.000, muốn đấu với ta sao, ngươi là cái thá gì, cương mặt phong thương như méo mó lại, dường như hắn đã bạo nộ rồi cái giá này đã vượt qua dự tính của hắn ba ngàn vạn niết bàn đang để mua một món linh bảo thiên cấp tính ra cũng hơi đắt nhưng lúc này hắn đã bị lâm động ép không còn đường lui nữa lâm động cho mày hắn không ngờ phong thương lại có thủ đoạn này với tài lực của hắn đúng là không thể vượt qua hai vương triều siêu cấp được hắn nhún vai cười nói nếu vậy thì chúc mừng ngươi nghe tiếng cười của lâm động gương mặt vốn trắng nhật của phong thương càng thêm trắng hơn không những không có cảm giác thắng lợi mà còn giận đến run người. Cục diện hắn vốn có thể khống chế lại bị lâm động gây rối thành ra thế này, cái giá phải mua quả thức quá cao. Tống sư, tuyên bố kết quả đi, hít sâu vài hơi, phong thương lên tiếng, ai cũng có thể nhận ra sát ý ẩn chứa trong đó. Tống tần cho mày, có phần tiếc nuối nhìn lâm động. Dù hắn có thiện cảm với lâm động hơn phong thương rất nhiều, nhưng hắn cũng không thể làm gì hơn trong trường hợp này. Hắc Long phiên thiên ấn, giá cuối cùng, ba ngàn vạn niết bàn đan. Cuối cùng lời tuyên bố cũng vang lên, chính thức hạ màn cuộc tranh giành quyết liệt, túi càng không chứa đầy ba ngàn vạn niết bàn đang được ném vào tay tống tần, hắn nhìn qua rồi cũng vung tay, thiết ấn biến thành một đạo hắc quan bay vào tay phong thương, vừa có được linh bảo thiên cấp, vẻ mặt phong thương lập tức vô cùng hung hãn, hắn quay phát lại nhìn lâm động như muốn nuốt sống, nguyên lực cuồng bạo bùng phát, lâm động, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không được sống không xong tiếng gầm cùng sát ý của phong thương khiến sắc mặt tất cả kịch biến. Tên này vừa có linh bảo thiên cấp là không nhịn được nữa, xem ra thật sự bị lâm động chọc giận không vừa. Trong trường đấu giá cấm giao đấu, thế nhưng khi phong thương sắp ra tay thì tống tần bình thản nói, phong thương hầm hầm nắm chặt tay, ánh mắt cay độc nhìn tống tần, thân hình khẽ động muốn ra khỏi đây, lâm động, cút ra đây cho ta. Trong này không được động thủ thì ta sẽ xử lý ngươi ngoài kia, nhưng ngay sau đó, Tống Tần một lần nữa lên tiếng thật ngại quá, hôm nay tâm trạng ta không tốt, vì thế cả thành vạn tượng, cấm giao đấu, phục, phong thương đang định xông ra khỏi trường đấu giá, vừa nghe thấy lời đó, máu tươi lập tức phục ra khỏi miệng, toàn bộ trường đấu giá lặng như tờ, mọi người nhìn nhau rồi sắc mặt cổ quái nhìn lên tống tần. tuy nói thành vạn tượng nằm dưới sự quản lý của tông phái siêu cấp, quy tắc ở đây do người trấn thủ đặt ra, nhưng dù sao thì ai cũng biết nơi đây quy tụ không ít nhân vật yêu nghiệt, vì thế những cuộc quyết đấu vẫn sẽ xảy ra dù quản nghiêm thế nào đi nữa. Mà người trấn thủ phần lớn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, càng không nói đến việc cấm quyết đấu, cũng chính vì thế khi mọi người nghe Tống Tần nói hôm nay cả thành vạn tượng cấm giao đấu, ai cũng cảm thấy không tin nổi, mà nguyên nhân cấm lại chỉ là tâm trạng của hắn không tốt, sắc mặt của vô số người đều rất cổ quái. Rồi tất cả nhìn phong thương tức đến thổ huyết với ánh mắt thương hại, mọi người đều hiểu rằng Tống Tần chính là đặc biệt nhằm vào hắn lâm động cũng kinh ngạc nhìn tống tần rõ ràng hắn không thể ngờ tống tần lại nói những lời như vậy liền không kìm được bật cười tên gia hỏa này cũng thú vị thật xem ra bán cho hắn ba viên đổ ách đan cũng không phải là lãng phí không bọn một lân khẽ xoa xoa gương mặt đã có phần cứng lại của mình trong mắt ánh lên ý cười tống tần ngươi đừng có quá đáng cuối cùng phong thương quay người lại khuôn mặt giận dữ đến méo mó ánh mắt âm u nhìn tống tần hiển nhiên không phải vì thân phận của tống tần thì có lẽ hắn đã ra tay rồi tống tần tuy ngươi là người trấn thủ thành vạn tượng nhưng cũng không có nghĩa vụ can thiệp vào tranh đấu giữa các vương triều nếu chuyện này đến tai tông phái siêu cấp ta xem ngươi phải ăn nói thế nào mãnh liệt cũng đứng dậy lạnh lùng quát lên ta là người trấn thủ thành vạn tượng quy tắc ở đây do ta đặt ra nếu các ngươi không phục thì cứ việc báo lên tông phái siêu cấp tống tần thản nhiên nhìn bọn phong thương nói nhưng trước khi tông phái siêu cấp hạ lệnh thì ta vẫn quản lý nơi này các ngươi mà vi phạm ta vẫn có quyền tước đi tư cách tham gia bách triều đại chiến của các ngươi tống tần phong thương gầm lên vương triều phong vân ta cũng có người trong tông phái siêu cấp ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu quy định đã đặt ra ngươi muốn làm gì là chuyện của ngươi đến lúc đó ta muốn làm gì là chuyện của ta tống tần chắp hai tay sau lưng bình tĩnh nói ngươi phong thương giận run người hai mắt đỏ ngầu nhưng cuối cùng hít sâu một hơi kìm nén nộ khí hắn biết dù thế nào thì tống tần cũng là kẻ trấn thủ ở đây hắn có quyền lực tối cao chỉ một lời thôi là có thể tước quyền tham gia bách triều đại chiến của một quốc gia cho dù vương triều phong vân bối cảnh không tệ nhưng nước xa không thể cứu được lửa gần khả năng tự kiểm soát của phong thương cũng rất khá dù bạo nộ như vậy nhưng hắn vẫn kềm chế được nộ hỏa nhưng sát ý trong ánh mắt thì không thể che giấu được hắn quay ngoắt lại hàng học nhìn lâm động lâm động đừng tưởng chuyện này thế là xong hắn đã bảo vệ ngươi ở thành vạn tượng đúng là ta không thể làm gì được nhưng hai ngày nữa khi vào bách triều đại chiến thì hắn không thể nhúng tay vào được nữa đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc đắc tội với vương triều phong vân ta giọng nói mang đầy sát khí lạnh lẽo vang lên khiến ai cũng phải run rẩy xem ra phong thương đã nhất quyết nhằm vào bọn người lâm động rồi rõ ràng tống tần muốn giúp lâm động trong thành vạn tượng hắn muốn bảo vệ Lâm Động thì chẳng ai làm gì được, nhưng hai ngày nữa Bách Triều Đại Chiến sẽ bắt đầu, Lâm Động chắc chắn sẽ tham gia, một khi hắn vào đó thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với Vương Triều Phong Vân. Lâm Động nhìn Phong Thương lúc này hai mắt đã đỏ ngầu, ánh mắt cũng lóe lên hàng ý, hơi nhếch mép lên rồi khẽ nói, nếu ngươi đã có ý thì bọn ta chiều lòng thôi. Vừa hay ta cũng rất có hứng thú với món linh bảo thiên cấp đó, giải quyết ngươi rồi lại tiết kiệm được một lượng lớn biết bàn đan, đó cũng là vụ làm ăn không tệ, ha ha, Linh Bảo Thiên cấp ở trong tay ta đây. Có gan thì đến đây lấy, ta đợi ngươi, Phong Thương tức quá lại bật cười, chắc hắn đã bị cuồng ngôn của Lâm Động chọc giận không nhẹ, hắn gường gường nhìn Lâm Động, để lộ ra hàng răng trắng nhật, có điều, ta rất mong chờ kết cục của ngươi trong hai ngày nữa. Lúc đó mà ngươi vẫn cứng miệng được như vậy thì coi như ngươi cũng có bản lĩnh. Đi, dứt lời, phong thương vung tay, không nói gì nữa hầm hầm quay người đi thẳng mãnh liệt cũng đứng dậy nhanh chóng theo sau lúc đi hắn nhìn bọn lâm động với ánh mắt tàn nhẫn đầy châm chọc bàn tay khẽ vạch một đường trên cổ khi bọn phong thương rời đi rồi không khí mới bớt căng thẳng mọi người đồng loạt nhìn về bọn lâm động trong đó có kẻ thích thú có chờ đợi xem ra ngay khi bách triều đại chiến bắt đầu bọn họ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu cực kỳ ác liệt rốt cuộc vương triều siêu cấp sẽ chiếm thế thượng phong hay kẻ mới nổi như lâm động sẽ mạnh hơn. Hai ngày nữa mọi chuyện sẽ rõ ràng, hắn thật ngông cuồng. Hai ngày nữa khó tránh khỏi một trận kịch chiến rồi, tiểu điêu có vẻ thích thú nhìn dòng người đang dần rút đi, cười nói, đi thôi, về chuẩn bị một chút, lâm động cười cười, nét mặt không chút sợ sệt. Tuy phong thương đã có được linh bảo thiên cấp, lực chiến đấu chắc chắn sẽ đại tăng, nhưng kết cục thế nào giờ nói vẫn là quá sớm. Nói rồi Lâm Động quay người, cung tay với Tống Tần bên trên. Dù lúc này Phong Thương lập tức ra tay Lâm Động cũng không sợ, nhưng nếu có hai ngày chuẩn bị thì vẫn hơn, vì thế hắn cũng nhận ân tình này của Tống Tần. Tống Tần chỉ khẽ xua tay rồi quay người đi, một giọng nói chỉ Lâm Động nghe được vang lên, "Lâm Động, đây là tất cả những gì ta làm được. Hai ngày nữa phải dựa vào chiến lực của bản thân ngươi thôi, nhưng ít nhất trong hai ngày này, Phong Thương sẽ không dám có bất cứ hành động gì." ngươi cứ yên tâm chuẩn bị nghe vậy lâm động mỉm cười khẽ gật đầu không nói gì thêm dẫn bọn tiểu viêm rời khỏi trường đấu giá một lần nhìn ba người thu hút mọi ánh nhìn đang rời đi không khỏi cảm thán khẽ nói còn tưởng vương triều cổ nguyệt bọn chúng ta sẽ đối đầu với phong vân không ngờ cuối cùng lại thành kẻ đứng ngoài nhìn hai ngày nữa có lẽ bọn lâm động sẽ có không ít phiền phức nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha một hàng nguyệt nhíu mày nàng ta biết thực lực bọn lâm động không tệ, nhưng vương triều ngang ngược dị thường, huống hồ bọn chúng còn có linh bảo thiên cấp, như vậy dù là vương triều cổ nguyệt cũng không dám tùy tiện động vào, còn bọn lâm động, đúng là sẽ phiền phức, một lân vẫn luôn đánh giá cao lâm động cũng gật đầu nặng nề, thở dài, giờ chỉ có thể chờ xem mà thôi. Ai, thế lực vương triều phong vân rất lớn, không biết bọn lâm động có vượt qua ải này được không? Nói rồi một lân vẫy tay dẫn đoàn người rời đi thành vạn tượng rất rộng lớn, nhưng chuyện xảy ra trong trường đấu giá chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi đã lan truyền khắp mọi chốn. Ngay lập tức cả tòa thành cũng sụp sôi vì cái tin ấy, Vương Triều Phong Vân là gì? Vương Triều siêu cấp hùng bá thành vạn tượng. Trong tứ đại Vương Triều luôn có tranh đấu nhưng ai cũng biết Vương Triều Phong Vân là thế lực mạnh nhất, Vương Triều Phong Vân uy danh hiển hách, nhưng Lâm Động cũng không phải không có tiếng tăm gì. Chỉ với thân phận Vương Triều hạ cấp mà hắn đã đánh bại vô số Vương Triều cao cấp, thậm chí còn một mình đáng bại ba đại bá chủ của địa vực Tây Bắc trong viễn cổ bí tàng, bá chiếm hai môn truyền thừa của tứ đại huyền tông, sau đó còn áp đảo hai đại tướng của vương triều đại càng. Trước niết bàn bi, ba người bọn lâm động cũng đã chiếm gọn ba trong bốn vị trí đầu, đêm đó lại đánh lui la thông cường giả tứ nguyên niết bàn, chiếm vị trí đầu trong địa cấp. Vô số chiến tích như vậy đủ để khiến tất cả mọi người đều quên mất thân phận vương triều hạ cấp của hắn. Vì thế, khi biết sẽ có cuộc đối đầu trong hai ngày nữa, chẳng ai nghĩ lâm động không biết tự lượng sức mình ngược lại vô cùng chờ đợi cục diện bất ngờ hiển nhiên trong mắt của nhiều người lâm động đã có danh tiếng xứng đáng sánh ngang với vương triều siêu cấp đương nhiên danh tiếng ấy có phải thực chất hay không thì còn phải xem kết quả của cuộc đối đầu hai ngày nữa nếu thắng danh tiếng của lâm động chắc chắn chấn động cả chiến trường viễn cổ nhưng nếu bại thì kỳ tích này cũng sẽ kết thúc tại đây và đây cũng sẽ là cuộc đối đầu đầu tiên giữa vương triều siêu cấp và anh tài mới nổi trong bách triều đại chiến, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý. Dưới sự trông chờ đó, hai ngày chớp mắt đã qua đi, ánh sáng buổi sớm mang chút hơi lạnh chiếu xuyên xuống bao trùm cả thành vạn tượng. Mức độ không khí sụp sôi của thành vạn tượng ngày hôm nay dường như đã đạt đến cực hạn. Không có ánh mắt nào là không cuồng nhiệt và đầy mong chờ. Bọn họ từ đủ các loại vương triều khắp các phương cùng đến chiến trường viễn cổ, nơi cạnh tranh khốc liệt này bọn họ khổ tu ở đây một năm mục đích chính là giành được thành tích đáng kể và lọt vào mắt xanh của các tông phái siêu cấp từ đó nâng cao giá trị cho vương triều của mình trận đại chiến chờ đợi suốt một năm ròng cuối cùng hôm nay đã thật sự bắt đầu thiên tài yêu nghiệt đến từ vô số vương triều sau một năm khổ tu sẽ phân thắng bại tại nơi đây cuối cùng nhân vật hàng đầu trong thế hệ trẻ của đông huyền vực cũng sắp xuất hiện tại một tiểu viện ở góc đông nam thành một vài thân ảnh đang từ tốn đi ra chính là bọn người lâm động Lâm Động ngẩng lên nhìn vần mặt trời nóng bỏng mỉm cười. Hắn cũng đã đợi ngày này cả một năm nay rồi. Phía sau Lâm Động, tiểu viêm vác thiết côn, cái bóng to lớn che phủ cả hơn nửa người Lâm Động, tạo ra một cảm giác vô cùng áp lực. Ngược lại với dáng vẻ uy nghi của tiểu viêm, tiểu điêu vẫn có bộ dạng bất cần như cũ, gương mặt tuấn mỹ dưới ánh nắng thậm chí có phần yêu dị. Nhưng bọn tô khôi biết người từ khi gặp mặt đến giờ chỉ ra tay một lần này mới là người có thực lực thâm sâu khó dò nhất trong ba người. Tô Khôi nhìn ba người bọn Lâm Động, trong lòng cảm thán. Nếu nói cảm quan đầu tiên khi nhìn thì Lâm Động không khôi ngô bằng Tiểu Viêm, không anh tuấn bằng Tiểu Điêu, thậm chí thực lực cũng không phải mạnh nhất, thế nhưng hắn lại là người làm chủ trong nhóm người này. Tiếp xúc một thời gian, Tô Khôi cũng biết được không ít chuyện của Lâm Động tại chiến trường viễn cổ. Một lần vô tình hắn biết ban đầu Tiểu Viêm và Tiểu Điêu không xuất sắc như hiện giờ, mọi cuộc chiến ở ngoại giới hồi đó hầu như đều do Lâm Động gánh vác. Lâm Động ngẩng lên nhìn mặt trời, bỗng gian rộng hai cánh tay, ánh nắng chiếu rọi lên người hắn tạo cảm giác rất cuồng nhiệt. Lúc ấy, ánh sáng từ hắn chói mắt hơn hẳn so với Tiểu Điêu và Tiểu Viêm. Hắn sẽ trở thành người tỏa sáng nhất trong chiến trường viễn cổ. Trong đầu Tô Khôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, quay ra thì nhìn thấy Tô Nhu ở bên cạnh cũng đang nhìn chăm chú thân ảnh trước mặt, trên gương mặt xinh đẹp thoáng chút ửng hồng. Thân ảnh đang giang tay dưới ánh nắng kia làm cho nàng có cảm giác hắn có thể chống cả bầu trời cảm giác đó còn vững chắc hơn cả tấm lưng của đại ca người trước đây luôn luôn bảo vệ nàng khụ khụ tô khôi khẽ hắn giọng nhắc nhở thiếu nữ bên cạnh tô nhu lập tức cúi đầu vành tai đỏ ửng lên tô khôi lắc lắc đầu hai ngày nay nhờ có tiểu điêu mà tô nhu đã miễn cưỡng khống chế được một chút sức mạnh trong người tuy còn hạn chế nhưng sức mạnh bộc phát cũng khá khủng bố có điều dù thực lực tăng cao nhưng tính cách của tô nhu vẫn không có gì thay đổi nhiều Gián vẻ yếu ớt đó khiến Tô Khôi lo lắng không biết nàng có chịu đựng nổi sự tàn khốc của Bách Triều Đại Chiến hay không. Đi thôi. Tiếng hắn giọng của Tô Khôi cũng khiến Lâm Động sực tỉnh. Hắn khẽ nhuễn miệng cười, vẫy tay, đẩy cửa bước ra, phía sau hắn mọi người cũng đi theo. Cổng thành phía đông thành vạn tượng lúc này đã vô cùng đông đúc, dòng người đen kịch từ trong thành tràn ra ào ạt. Bên ngoài tường thành là một con dốc cao bên ngoài đó lại có một tấm màn ánh sáng khổng lồ tạo thành vòng trong đang không ngừng lan tỏa ra đến hút tầm mắt. Nhìn qua tấm màn có thể thấy một khu rừng tựa như từ thời viễn cổ, mơ hồ có một thứ khí tức tàn khốc từ trong đó lan tỏa ra. Bách triều đại chiến sẽ diễn ra ở đây, không ít người sẽ thành danh ở nơi đây, nhưng cũng có không ít thiên tài bỏ mạng và làm nên thanh danh cho người khác. Trên tường thành, các vương triều đều đã có chỗ, ở đằng trước tiên đương nhiên là tứ đại vương triều siêu cấp. Mọi ánh mắt quét qua, cuối cùng tập trung tại chỗ vương triều phong vân ở đó phong thương đứng chắp tay sau lưng không còn vẻ bạo nộ của hai ngày trước nữa mà có sự bình tĩnh dị thường đương nhiên điều duy nhất không thay đổi đó là ánh mắt đầy sát ý lạnh lùng không ít người nhìn nhau huyết dịch trong người cũng có dấu hiệu sôi lên sắp tới bọn họ sẽ bước vào khu trung tâm nơi diễn ra sự cạnh tranh cuối cùng đồng thời cũng chứng kiến những sự đối đầu ác liệt nhất xoẹt đúng lúc ấy từ không trung vang lên âm thanh xé gió một vài thân ảnh xuất hiện trên tường thành trong tiếng ồ à của tất cả, là bọn lâm động, một người kêu lên, vô số ánh mắt gần như đồng thời quay sang, cuối cùng dừng lại ở những thân ảnh vừa xuất hiện, ở phía trước, gương mặt phong thương lúc này càng tối lại, hắn chậm chậm quay lại, ánh mắt sắc lạnh như đau nhìn lâm động, lâm động cũng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn, hai ánh mắt giao nhau tỏa ra sát ý lạnh lẽo như khiến cả không khí nhưng đông đặc lại. Phong thương cười lộ ra hàm răng trắng nhỡn giơ ngón tay cái về phía lâm động rồi bất ngờ chỉ xuống đất, mọi người xung quanh ồ lên, xem ra lần này phong thương đã quyết chí phải khiến bọn lâm động bỏ mạng nơi đây rồi, nhìn vẻ khiêu khích của phong thương, tiểu viêm nắm chặt lấy cây thiết côn trên vai như muốn ra tay, nhưng cuối cùng lâm động đã xua tay ngăn lại, chư vị, đúng lúc đó, từ không trung bỗng vang lên một giọng nói hùng hồn. Tất cả ngẩn lên thì thấy tống tần đang lơ lửng trên không trung, tiếp theo, chỉ cần là người có niết bàn ấn là có thể vào trong nhưng trước đó phải nhắc nhở các vị nơi đây chỉ có thể vào không thể ra chỉ cần vào trong là sẽ phải đón lấy sự cạnh tranh khốc liệt trong đó không có sự thương hại chỉ có kẻ chiến thắng ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh của tống tần khiến không ít người phải tái mặt chắc các vị cũng đều biết rồi tông phái siêu cấp chỉ chọn những người ưu tú nhất mà cách duy nhất để chứng minh sự ưu tú của mình đó là đánh bại người cạnh tranh với mình đoạt lấy niết bàn ấn từ tay hắn khi hấp thụ đủ số lượng những niết bàn ấn niết bàn ấn trong tay mọi người sẽ dần có sắc tím vàng. Khi niết bàn ấn hoàn toàn có màu tím thì sẽ có tư cách vào niết bàn kim bản và lọt vào mắt tông phái siêu cấp, lâm động nheo mắt lại, không ngờ bách triều đại chiến lại tàn khốc như vậy, muốn vào niết bàn kim bản phải đoạt được niết bàn ấn từ tay kẻ khác, bách triều đại chiến chỉ biết kẻ chiến thắng, không biết đến sự sống chết. Nếu mọi người đã có sự chuẩn bị, vậy thì bắt đầu thôi giờ là lúc kiểm nghiệm lại sự tu hành của mọi người một năm qua tống tần chỉ về phía màn sáng phía trước giọng nói trầm vang lên bên tai của tất cả mọi người vô số người ngẩng lên nhìn tấm màn sáng sự cuồng nhiệt dần dâng lên trong mắt lúc này sao có thể rút lui đi thôi một tiếng thét trầm đục không biết vang lên từ đâu rồi tất cả như ông vỡ tổ ào ào bay vào tấm màn sáng lâm động cút vào đây cho ta hôm nay sẽ là ngày dỗ của các ngươi phong thương gầm lên ánh mắt đầy hàng học nhìn lâm động rồi đem theo hàng loạt nhân mã của vương triều phong vân lao vào trong lâm động ngẩng lên nhìn bóng của bọn phong thương khẽ liếm môi mỉm cười nói các vị chuẩn bị xong chưa ừm rồi tất cả cùng bật cười chiến ý dân tràn, không hề có chút sợ hãi cho dù sắp tới bọn họ phải đối mặt với vương triều siêu cấp lớn mạnh nhất thành vạn tượng đi thôi lâm động cười lớn tiếng cười như sấm rền bao quyền với tống tần nói tống sư đa tạ đã giúp đỡ dứt lời lâm động nhanh chóng bay vút vào theo sát sau là tiểu điêu và tiểu viêm trên bầu trời tống tần nhìn bọn lâm động đang tràn ngập chiến ý ánh mắt hiện lên vẻ tán thưởng hắn biết nếu bọn lâm động có thể vượt qua ải tiếp theo danh tiếng của bọn họ chắc chắn sẽ chấn động cả vùng trung tâm rốt cuộc hắn là rồng hay chỉ là sâu bọ tất cả phải chờ xem trận chiến này thôi vào khoảnh khắc đi vào màn ánh sáng ai cũng có thể cảm thấy một luồng khí mãnh liệt ập tới nhiều người nguyên khí bị cuộn trào phải vội vàng dừng lại khi dừng lại mọi ánh mắt lập tức nhìn về vào trong rồi tất cả đều sững sờ trong và ngoài chỉ cách nhau một tấm màn ánh sáng nhưng lại như hai thế giới khác nhau không gian bên ngoài ánh nắng chiếu rọi ấm áp còn bên trong bầu trời màu đỏ thẩm tối sầm lạnh lẽo khi ngẩng lên nhìn trong mắt sẽ phản xạ ra hồng quang vô cùng quỷ dị phía dưới bầu trời u ám đỏ là một khu rừng rậm rạp mênh mông vô tận những thân cây cao hàng trăm trượng đứng sừng sững sang sát nhau trong đó thỉnh thoảng còn vọng ra tiếng gầm đầy hung sát của vô số loài thú dữ nơi đây chính là hung địa a đoàn người từ thành vạn tượng tràn vào đã phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi đây trên bầu trời đặc kịch là người ánh mắt bọn họ vừa kinh ngạc vừa cùng nhiệt nhìn vùng đất này nơi đây sẽ là chiến trường cuối cùng của bọn họ tất cả đều biết ở nơi khác của địa vực rộng lớn này chắc chắn cũng có rất nhiều cường giả ở khu vực khác tràn vào không lâu nữa tất cả sẽ gặp nhau tại khu trung tâm sau đó giao đấu để hấp thụ niết bàn ấn của đối phương. còn về việc ai thắng ai thua thì phải xem những gì bọn họ có được sau một năm tu luyện vừa qua. đương nhiên trước lúc đó bọn họ phải xem cuộc đối đầu kinh thiên động địa khiến huyết dịch phải sụp sôi đã. trước vô số ánh mắt, một thân ảnh hội tụ sát ý đậm đặc bay tới rồi đáp xuống khu rừng. ánh mắt sắc lạnh nhìn chầm chầm vào tấm màn ánh sáng ở phía sau. lâm động, cút ra đây cho ta. phong thương gầm lên, nôn nóng tặng ta linh bảo thiên tấp vậy sao? trong màn ánh sáng vang lên một tiếng cười rồi mấy người lâm động cũng vọt ra từ tấm màn ánh sáng rồi xuất hiện trước mắt mọi người thấy bọn lâm động xuất hiện trên gương mặt phong thương dần hiện lên nụ cười điên cuồng hắn biết khi lâm động bước vào không gian này là sẽ không còn bất cứ đường lui nào nữa và hắn có thể tùy ý giày vò khiến lâm động sống không bằng chết bọn lâm động từ từ đáp xuống ngọn cây cách phong thương không xa gương mặt hàm tiếu không hề có chút sợ hãi cách đó không xa ba vương triều siêu cấp cổ nguyệt sâm chi hỏa ly cũng đều hiện thân nhưng bọn họ cũng không có ý rời đi ngay mà đều nhìn về phía trước cuộc đối đầu này ngay cả bọn họ cũng không thể bỏ qua tuy không biết ngươi lấy đâu ra tự tin mà dám vào đây nhưng dũng khí của ngươi cũng khiến ta bất ngờ khi bách triều đại chiến kết thúc ta sẽ cho ngươi đưa thi thể của ngươi về vương triều của mình phong thương cười gằn lâm động cũng không để tâm hắn quét mắt qua những một loạt cường giả của vương triều phong vân khẽ nói giao phong thương cho ta, mãnh liệt, để ta, tiểu viêm vung thiết cung tạo nên tiếng vụ xé gió, giọng oan oan nói, để tên yếu nhất cho ta sao? Lẽ nào các ngươi nghĩ mình hơn ta sao? Tiểu điêu nheo mắt nói, chắc chắn ở đây có nhiều cường giả của vương triều siêu cấp đang chú ý, không thể không cẩn thận. Cốt nhất là ngươi ra tay ít thôi, lâm động miễn cười nói, hơn nữa khi đối phó với la thông ngươi còn phải trông chừng bọn tô nhu một chút vương triều phong vân có không ít cường giả, bọn chúng ta lại ít người. Tiểu điêu nhếch mép, yên tâm đi, nha đầu đó giờ không yếu đuối như ngươi nghĩ đâu. Sức mạnh bộc phát trong thời gian ngắn dù là ngươi cũng sẽ thấy khó đối phó, ta đâu thể sánh được với lâm động đại ca. Tô Nhu ở bên cạnh đỏ mặt nói, Tô Nhu, lát nữa phải nhờ mùi bảo vệ đại ca mùi rồi. Lát nữa ta cũng không thể phân tâm được, Lâm Động cười nói, Tô Nhu nắm chặt tay gật đầu kiên định lần này nàng nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến bọn Lâm Động. Lâm Động chậm chậm bước chân ra, nguyên lực hùng hồn cũng dâng trào theo từng bước chân, tam nguyên niết bàn. Đây là bản lĩnh của ngươi sao, khiêu chiến vượt cấp. Ngươi coi ta giống như bọn phế vật ngươi gặp trước đây sao, cảm nhận nguồn nguyên lực trong cơ thể Lâm Động, phong thương không kìm được ngửa mặt lên cười lớn đầy châm chọc. Ta đã là tứ nguyên niết bàn đỉnh phong, nếu ngươi chỉ có vậy thì thật khiến ta thất vọng. Phong thương bước ra, nguyên lực dồi dào của tứ nguyên niết bàn đỉnh phong trào ra không giữ lại chút nào, cuồn cuộn hình thành nên áp lực lớn lao ập tới lâm động. Trước khí thế của phong thương hiển nhiên lâm động đang ở thế hạ phong, dù thế nào thì chỉ so sánh nguyên lực thôi phong thương cũng đã mạnh hơn lâm động rồi. Nếu ngươi cũng nghĩ vậy thật thì ngươi cũng khiến ta thất vọng quá. Thế nhưng đối mặt với áp lực đó, lâm động chỉ cười, nguyên lực, tinh thần lực và lực thôn vệ cùng dâng lên, cuối cùng chảy vào càng không cổ trận phía trên đan điền. Quỳnh quỳnh làn sóng âm thanh trầm đục chảy trong kinh mạch lâm động cuối cùng khuếch tán ra tứ chi bách huyệt thân thể hắn tĩnh lặng trong giây lát rồi bất chợt rung lên một luồng năng lượng màu xám đen quỷ dị bùng phát từ trong cơ thể hắn luồng năng lượng ấy không quá lớn càng không thể sánh được với thanh thế của phong thương nhưng vào khoảnh khắc mà nó xuất hiện luồng nguyên lực đang ập tới lâm động lập tức tan biến trong vòng mấy chục trượng quanh người lâm động áp lực tạo ra từ nguyên lực của phong thương không còn một chút nào nữa năng lượng thật cổ quái biến cố bất ngờ này khiến tất cả cùng ngỡ ngàng bọn họ không hiểu nguyên lực vốn thuần khiết của lâm động sao lại tự nhiên biến thành một thứ năng lượng kỳ quái như vậy nhưng rõ ràng là năng lượng này mạnh hơn nguyên lực đơn thuần nhiều nếu không thì không thể khiến nguyên lực dồi dào của tứ nguyên niết bàn thành ra như vậy lâm động quả nhiên có bản lĩnh bọn một lần nhìn cảnh đó ánh mắt cũng hiện lên đầy vẻ kinh ngạc rõ ràng cũng rất bất ngờ về chiêu này của lâm động như thế mới thú vị nếu không thì quá nhàm chán gương mặt phong thương hiện lên vẻ kinh ngạc rồi biến mất ngay. Hai mắt hắn trở nên lạnh băng, giơ ra hai ngón tay vạch một đường trong không khí, phục phục, sau động tác của phong thương, cùng phong bùng nổ, hai đạo nguyên lực hơn chục trượng bắn ra từ đầu ngón tay hắn, nhanh như chớp banh kích về lâm động, vèo, lâm động biến thành một đạo tàn ảnh bay tới, sức mạnh dung hợp màu xám đen bao quanh người hắn, tự một ngôi sao băng nhằm thẳng hai đạo nguyên lực mà lao tới, trầm, tiếng nổ trầm đục vang lên, hai đạo nguyên lực nổ tung, ánh sáng xám đen chớp mắt đã xuất hiện phía trước phong thương, quyền ảnh như xuất ra như vũ bảo cùng sức mạnh cùng bạo bao trùm lấy phong thương. Hừ, đối mặt với công kích đó của lâm động, phong thương chỉ hừ một tiếng, thủ ấn biến hóa, nguyên lực hùng hồn biến thành một luồng gió xoáy chặn đứng quyền ảnh của lâm động, binh binh binh. Mỗi lần quyền ảnh chạm vào luồng gió xoáy đều tạo ra âm thanh chói tai, cùng với nó là những làn sóng sức mạnh cùng bạo lan tỏa ra bốn bề chỉ trong vài chục giây mà hai bên đã đánh đến mấy chục hiệp với tư thái vô cùng hung hãn, tất cả đều lặng như tờ quan sát cảnh tượng đó, không ít người phải biến sắc mặt, vì chỉ riêng năng lượng thừa tỏa ra cũng đủ một cường giả Tam Nguyên Niết Bàn cảm thấy run cả người, thực sự bọn họ không thể tin được Lâm Động chỉ dựa vào thực lực Tam Nguyên Niết Bàn mà có thể giao đấu chính diện được với Tứ Nguyên Niết Bàn đỉnh phong như phong thương như vậy, đến lúc này hai bên vẫn chưa thi triển bất cứ vũ kỹ lớn mạnh nào, mà vẫn đang so bì sức mạnh bản thân dám đối diện trực tiếp với nộ hỏa của vương triều siêu cấp quả nhiên hắn có bản lĩnh mà người thường không có ầm kình phong nguyên lực cuộn trào lâm động và phong thương cùng bị chấn động lùi về sau mấy chục bước cả hai đều thở gấp hơn nhưng sự hung hãn trong ánh mắt cũng ngày một rõ rệt mãnh liệt cho người động thủ giết hết bọn chúng đi tên lâm động này cứ giao cho ta phong thương hung hăng hét lên ừm nghe vậy mãnh liệt gật đầu khóe miệng nhếch lên nụ cười hung hãn nhìn bọn tiểu viêm với ánh mắt đầy sát khí ầm tiểu viêm bước ra thiết côn trong tay rạch ngang không khí vẻ hung sát như con thú dữ mới tỉnh dậy sau giấc ngủ nhiều năm nhị ca ta động thủ đây huyết khí trào lên trong mắt tiểu viêm vừa dứt lời thân hình đồ sộ đem theo bóng đen to lớn lao tới chỗ mãnh liệt cuộc đối đầu giữa hai bên chính thức bùng nổ bùng thân ảnh khổng lồ của tiểu viêm kèm theo tiếng gió lao tới khí hung sát khủng bố ấy bùng phát đã áp chế cả sát khí của mãnh liệt xuống người vẫn chưa tới nhưng thiết côn trong tay tiểu viêm cùng với năng lượng tựa sơn nhạc xé tan không khí hung hãn oanh kích yếu huyệt của mãnh liệt hắc hắc muốn chết hả nhìn tiểu viêm đang hung bạo lao tới với hung sát khí đầy người nhưng mãnh liệt chỉ nhếch mép cười lạnh nắm tay lại một cây cự chùi màu vàng xuất hiện rồi vung chù y bổ xuống Ken, thiết côn và cự chù y va chạm gây nên một âm thanh chói tay vang vọng trong không khí vô vàn những đợt sóng năng lượng khuếch tán ra với tốc độ kinh người cả một mảng lớn những cây cổ thụ cao chọc trời phía dưới đều gãy rạp, bụi tung mù trời, thanh thế vô cùng kinh người. Xoẹt, trong đám bụi mù, hai thân ảnh đầy sát khí chỉ ngừng lại trong giây lát, thậm chí không đợi mọi người xung quanh tỉnh lại, đã lại lao vào nhau, thiết côn và cự chù y lại điên cùng giao đấu, kình phong cuồn cuộn không ngừng. Bọn một lân ở phía xa quan sát cuộc giao đấu của tiểu viêm và mãnh liệt với ánh mắt nặng nề, thực lực của hắn rất mạnh, hắn đã che giấu thực lực trước nếp bàn bi một lân nói, một hàng nguyệt cũng khẽ gật đầu, ánh mắt hiện lên sự kinh ngạc. Nàng rất rõ thực lực của mãnh liệt, nhưng cuộc chiến này tuy rất cuồng bạo nhưng thân ảnh to lớn kia vẫn không hề có dấu hiệu bị ở thế hạ phong, hơn nữa sự hung sát còn mạnh mẽ hơn cả mãnh liệt tay đã nhúng không biết bao nhiêu máu tươi kia. Có lẽ ba người bọn lâm động không đơn giản như bề ngoài, một lân trầm giọng nói, rồi hắn nhìn về hướng khác ở đó là rất nhiều cường giả của vương triều phong vân dưới sự dẫn đầu của la thông bao vây lấy tiểu điêu nhưng dù vậy thì tiểu điêu với gương mặt tuấn mỹ vẫn có bộ dạng uể oải chẳng có chút dấu hiệu lo lắng gì nha đầu những kẻ khác phải giao cho ngươi rồi nhớ đừng khiến lâm động phân tâm tiểu điêu nhìn nhìn la thông vương vai lười biếng rồi nói vâng tô nhu cắn cắn môi rồi gật đầu thật mạnh có phân tâm hay không có lẽ không đến lượt các ngươi quyết định la thông cười lạnh phía sau hắn có đến năm cường giả tam nguyên niết bàn, cộng với hắn nữa, trận hình này muốn dọn dẹp mấy người bọn tiểu điêu không phải vấn đề. Thế nhưng, khi La Thông vừa dứt tiếng cười thì hắn đã nhìn thấy khóe miệng tiểu điêu từ từ vẽ lên nụ cười châm chọc. Đang định nói gì đó thì tiểu điêu đã biến mất một cách quỷ dị. La Thông có thể trở thành cường giả tứ nguyên niết bàn cho thấy bản lĩnh của hắn cũng không vừa. Vì thế, khi tiểu điêu vừa biến mất kim quan chói lòa và nguyên lực hùng hồn đã ngay lập tức bùng phát từ trong cơ thể hắn. Xoẹt, kim quang lóe sáng, một đạo thân ảnh quỷ mị cũng phản chiếu trong mắt La Thông, rồi hắn nhìn thấy tiểu điêu dơ bàn tay ra từ xa quạt một nhát, Ken, một đường quạt tạo nên kình phong cuồng bạo nhanh như chớp bay thẳng tới mặt La Thông. Rồi một âm thanh kim loại vang lên, La Thông bị một cái quạt tay của tiểu điêu đánh bật đi, gắn gượng giữ vững lại thân hình, dù có niết bàn kim thân bảo vệ nhưng mặt La Thông vẫn sưng lên một mảng lớn, nhìn vô cùng hoạt kê. Ngươi, La Thông vừa tức vừa kinh ngạc nhìn Tiểu Điêu đang lắc lư đi tới, sự cảnh giác lên tới đỉnh điểm. Một đòn vừa rồi của Tiểu Điêu đã khiến hắn hiểu, kẻ tuấn Mỹ như nữ nhân này thực lực rất khủng bố, ít nhất thì tối đó khi giao đấu với Lâm Động, hắn không hề bị Lâm Động khiến cho thảm hại như thế này. Hắn mới là kẻ đáng sợ nhất trong ba kẻ đó, La Thông bỗng lóe lên một ý nghĩ mơ hồ, mồ hôi lạnh túa ra, nghiến răng rồi hét lên, tất cả bắt nữ nhân kia lại, chỉ cần bắt được Tô Nhu, chắc chắn Lâm Động sẽ sợ ném chuột vỡ bình quý. Lúc đó lợi thế sẽ nghiêng về bọn bọn chúng, đối phó với một nữ nhân tuy không quan vinh gì nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều được nữa, vẫn còn thời gian để hét nữa à, ánh mắt tiểu điêu lạnh băng, bước ra một bước rồi lại biến mất. La Thông thấy vậy vội vàng lùi về sau, chưa đến mấy giây sau một đạo thân ảnh lại xuất hiện trước mắt hắn, một trưởng tung ra đánh bay hắn về sau động thủ mấy cường giả vương triều phong vân thấy một cường giả tứ nguyên niết bàn lại thảm hại như vậy thì không khỏi thất kinh không dám chậm trễ hét lên một tiếng rồi cùng xông về phía tô nhu tô khôi thấy vậy sắc mặt biến đổi vừa định ra tay thì tô nhu đã khẽ cắn môi bước ra trong giọng nói hơi run rẩy đã có sự kiên định hiếm có đại ca huynh không phải đối thủ của bọn chúng đâu để muội tiểu nhu tô khôi giật mình định nói thì tô nhu đã đặt ngón tay thon dài của mình lên môi khẽ cắn, một chút máu trĩ ra rồi nàng vén ống tay áo lên nơi cổ tay xuất hiện những đạo phù văn kỳ lạ đặt ngón tay với chút máu lên một đạo phù văn khi máu tươi đi vào phù văn đó lập tức mờ đi khoảnh khắc đó trên người tô nhu đột nhiên bùng phát ra một luồng năng lượng màu xanh thẳm to lớn không gì so sánh nổi khiến tô khôi phải chấn động luồng năng lượng màu xanh thẳm đó giống hệt như là con cự xà viễn cổ vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài vậy. Năng lượng kỳ dị màu xanh thẩm lượng lờ quanh người Tô Nhu, mái tóc dài đen nhánh xỏa phía sau lưng cũng bị năng lượng này nhuộm thành màu xanh thẩm. Tô Nhu ngẩng đầu lên, trên gương mặt thanh tú hiện lên vẻ lạnh lẽo, nàng chậm chậm giơ bàn tay lên rồi bỗng nắm chặt một cái. Ầm, thanh quan cùng năng lượng cùng bạo bùng phát, năm cường giả Tam Nguyên Niết Bàn đang xông tới bị đánh bay đi rồi rơi xuống đất một cách thảm hại các ngươi không được khiến cho lâm động đại ca bọn họ phân tâm. Năng lượng cùng bạo dân tràn, đôi mắt ánh xanh của Tô Nhu nhìn chăm chăm cường giả Vương Triều Phong Vân lúc này sắc mặt đều tái đi, giọng nói lanh lảnh mà lạnh lùng, thật sự đánh rồi. Nhìn những cuộc chiến đang bùng nổ trên bầu trời, tất cả mọi người đều thầm nghĩ. Lực chiến đấu chỉnh thể bùng phát vào lúc này của bên phía đám người lâm động đã vượt ngoài sự tưởng tượng của tất cả mọi người, trận đấu này ngày càng thú vị đây. Trên trời lúc này đã chia thành mấy tràng chiến đấu, và trận chiến gây chú ý nhất đương nhiên là lâm động và phong thương ai cũng có thể thấy hai người này mới là trung tâm của hai bên bất luận ai thất bại cũng là sự đã kích không hề nhỏ tới sĩ khí bên mình ầm uhm, hai thân ảnh quỷ mị hung hãn giao đấu trên bầu trời những âm thanh trầm đục như sấm vang lên khiến người ta phải run lên hai thân ảnh vừa lao vào rồi tách ngay ra sắc mặt phong thương lúc này tối sầm cuộc giao đấu trước đó hắn đã phát hiện nếu chỉ dựa vào tu vi tứ nguyên niết bàn thì không thể áp chế lâm động hoàn toàn được do thứ năng lượng kỳ quái kia sao phong thương nhìn lùn năng lượng xám đen bao quanh lâm động đồng tử co rút lại hắn phát hiện mỗi lần đấu chiêu với lâm động là công kích của hắn đều biến mất một phần sức mạnh một cách quỷ dị đồng thời công kích của lâm động lại mạnh hơn rất nhiều dường như một phần sức mạnh của hắn bị lâm động đồng hóa vậy tên này rất cổ quái không thể kéo dài hơn nữa trong đầu lóe lên ý nghĩ vẻ mặt phong thương lạnh băng, hắn hít vào một hơi sâu, nguyên lực quanh người bùng phát, ánh mắt trở nên sắc lạnh dị thường, cùng phong ngưng tụ trên bầu trời cuối cùng biến thành vô số long quyển phong khổng lồ tỏa ra sức mạnh cuồng bạo, nhìn cảnh tượng này, ai cũng có nhận ra phong thương đã không thể nhẫn nhịn được nữa mà dùng đến linh vũ kỹ để áp đảo lâm động, lâm động, bất luận ngươi có bản lĩnh gì, hôm nay ta nhất định phải lấy cái mạng ngươi, phong thương ngửa lên trời gầm một tiếng, long quyển phong xoay chuyển quanh người hắn, nhìn từ xa sẽ thấy thanh thế vô cùng đáng sợ. Đây là, bọn một lân từ xa nhìn cảnh đó đồng tử đều thu nhỏ lại, hiển nhiên là nhận ra thứ vũ kỹ mà phong thương chuẩn bị thi triển. Đại yêu phong trưởng, vẻ mặt phong thương dữ dằn, trưởng ấn vung lên, bốn long quyển phong mạnh mẽ lao ra, trong đó lan tỏa luồng nguyên lực vô cùng cuồng bạo, thậm chí mơ hồ còn ẩn hiện một gương mặt khổng lồ đầy yêu khí, ầm ầm bốn long quyển phong với luồng áp lực khủng khiếp chèn ép cả khu rừng phía dưới tạo nên bốn vệt nứt khổng lồ. Vũ kỹ mà phong thương thi triển rõ ràng cũng là một bộ linh vũ kỹ không tầm thường. Thanh thế này cho dù là một lân cùng là cường giả tứ nguyên niết bàn cũng lo lắng, có lẽ hắn phải dùng toàn lực mới có thể chống đỡ được. Ta đây không có gì tốt cả, chỉ được cái mệnh lớn, chẳng kẻ nào đoạt được đi cả. Lâm động ngẩng lên nhìn bật cười lớn, thủ ấn biến hóa nhanh chóng, rồi năm cột quan trụ màu xám đen bắn ra ngưng quan trụ ngưng tụ chớp mắt đã biến thành năm ngón tay khổng lồ ngay sau đó lồng vào nhau biến thành một bàn tay khổng lồ tràn đầy khí tức cổ xưa mà hoang dã chỉ có điều bàn tay này không giống như trước kia nó có màu xám đen nhìn rất quỷ dị đại thủ hình thành cả không gian như nổ tung một đạo hư ảnh như ẩn như hiện tạo nên một áp lực to lớn lan tỏa ra xung quanh linh vũ kỹ mọi ánh mắt đều đổ về hư ảnh trên hư không hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc Áp lực phát ra từ hư ảnh đó khiến bọn họ có thể nhận ra Lâm Động vừa thi triển một bộ linh vũ kỹ vô cùng cường hãn. Đại hoa nhân thiên chỉ phá Lâm Động bỗng nắm chặt tay, hư ảnh kia cũng khẽ vung bàn tay lên, bàn tay khổng lồ lao tới, đi đến đâu khiến không gian rung chuyển đến đấy. Cuối cùng trước bao ánh mắt chăm chú hung hăng đập xuống bốn long quyển phong nguyên lực, quỳnh quỳnh, đồng anh kích khiến cả trời đất rung chuyển, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên những người ở gần đó bị sóng âm thanh đập tới sắc mặt tái nhợt vội vàng lùi về sau, để xem ngươi đỡ được mấy lần. Chuẩn Phong bị chặn đứng, ánh mắt Phong Thương càng trở nên sắc lạnh, nhưng sâu thẳm trong nó cũng bắt đầu có sự trầm trọng. Thực lực của hắn vốn mạnh hơn Lâm Động, nhưng sau khi thi triển linh vũ kỹ mà vẫn không thể chiếm lợi thế trước Lâm Động. Dù thế nào thì hắn không dám coi thường thực lực của Lâm Động, nếu không chưa biết chừng sẽ bị lật thuyền trong mương, mà chuyện đó hiển nhiên là Phong Thương không thể để nó xảy ra vì thế khi thấy bốn long quyển phong bị chặn lại, hắn bước ra, vận nguyên lực, trưởng ấn lại biến hóa, lại ngưng tụ ra bốn long quyển phong khác ập về phía lâm động với khí thế hung hãn. Ngươi tới bao nhiêu ta đánh tan bấy nhiêu, đối mặt với công kích như vũ bảo của phong thương, mắt lâm động cũng lóe lên chiến ý, lực dung hợp không ngừng tràn ra biến thành đại thủ đánh xuống long quyển phong của phong thương, ầm ầm ầm, trên không trung, cuộc đối đầu ác liệt vẫn diễn ra, nhìn những luồng năng lượng cuồn cuộn lan tỏa không ít người sắc mặt dần trở nên nặng nề thường thì thứ linh vũ kỹ này sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực mà cục diện lúc này dường như hai bên đang rơi vào tình thế giằng co một khi có người không chịu được trước sẽ lập tức bị rơi vào công kích đáng sợ của đối phương cuộc đối chọi kiểu này nhìn từ góc độ nào đó phong thương có ưu thế không nhỏ vì dù sao hắn cũng là tứ nguyên niết bàn cao hơn lâm động hẳn một tầng thứ tu vi nguyên lực cũng mạnh hơn lâm động cứ đỏ sức kiểu này chắc chắn lâm động sẽ thua thiệt đương nhiên đấy là nói tình huống thông thường nhưng sau khi đã thấy sức mạnh đáng sợ vượt xa tam nguyên niết bàn mà lâm động thể hiện ra có lẽ chẳng ai nhìn hắn với con mắt bình thường nữa khi cuộc chiến giữa lâm động và phong thương đang trong tình thế giằng co thì bên kia cuộc chiến tiểu viêm và mãnh liệt dường như vừa bắt đầu vô cùng ác liệt mỗi lần thiết côn cự chùi y vung lên đều mang theo sức mạnh đáng sợ đủ để đập tan cả ngọn núi ầm uhm, hai thân ảnh khổng lồ hung hăng lao vào nhau từng đợt sóng năng lượng phát ra sau mỗi đòn công kích khiến cả một mảng rừng nổ tan tành thành bình địa. Năng lượng cùng bạo cũng khiến hai thân ảnh bắn ngược ra sau, rơi ùn xuống đất tạo nên một vệt dài hàng trăm trượng. Phục, mãnh liệt nhảy lên khỏi mặt đất, máu tươi cùng bắn ra khỏi miệng, cơ thể dậy lên những cơn đau. Hắn đã phải hứng chịu đến hơn chục đòn công kích hung hãn của tiểu viêm, đồng thời tiểu viêm cũng phải hứng chịu số đòn tương đương của hắn nhưng điều khiến mãnh liệt cực kỳ không thoải mái đó là dường như mọi đòn công kích vào người tiểu viêm đều không tạo nên thương thế mà hắn mong muốn dám chơi lão tử thì lão tử chơi cho ngươi chết luôn trên gương mặt mãnh liệt là sát khí đậm đặc rõ ràng hắn cực kỳ giận dữ khi bị tiểu viêm ép đến mức này hắn thè cái lưỡi đỏ lòng liếm môi rồi bỗng bước chân ra hai bên thân thể hơi ngã về phía trước cơ thịt trên người chấn động theo những đường cong quỷ dị ngay lúc đó một thứ sức mạnh cùng bạo lan tỏa từ bàn chân hắn đại địa xung quanh bỗng rung lên mãnh liệt mặt đất rung chuyển ngày một kịch liệt rồi vô số đường nứt dần lan ra nhìn tựa như có động đất xảy ra vậy đại địa chấn ba mãnh liệt bước chân ra gầm lên một tiếng rồi cuối người đấm một quyền xuống đất rầm nơi quyền đấm xuống mặt đất nứt toát với tốc độ kinh người vết nứt đi đến đâu cây lớn đổ rạp đến đấy dường như chỉ trong nháy mắt vết nứt ấy đã đến chỗ cách tiểu viêm chỉ hơn chục mét những viên đá nhỏ vỡ ra từ mặt đất đã tụ lại thành hình một con rắn khổng lồ nhằm thẳng ngực tiểu viêm mà lao tới như ti chớp. Rầm, một âm thanh trầm đục vang lên, thân hình to lớn của tiểu viêm bị bắn ngược ra sau, hàng trăm cái cây cao chọc trời cũng gãy rạp theo đó, đất đá bay bị mù, hắc hắc. Thấy vậy gương mặt tràn đầy sát khí của mãnh liệt hiện lên nụ cười nham hiểm, nhưng chỉ trong chớp mắt đồng tử hắn đã thu lại, chỉ thấy nơi tiểu viêm vừa rơi xuống, một đạo hắc ảnh bỗng bay vọt tới, hừ đúng là đồ gián đánh mãi không chết. nhìn tiểu viêm bị dính đòn của mình nhưng vẫn không bị trọng thương, mắt mãnh liệt tối lại, rồi lại cúi người đấm xuống mặt đất. một đường nứt nửa hình thành lao tới tiểu viêm. ầm, um, mặt đất nứt toát, lại một con rắn khổng lồ từ vô số viên đá vụn oanh kích tiểu viêm. nhưng lần này khi nó mới xuất hiện thì hắc ảnh kia bỗng dơ ra một bàn vuốt hổ khổng lồ, trên đó lan tỏa thứ sức mạnh đáng sợ, cuối cùng tác thẳng lên con rắn khổng lồ. ầm. Um, con rắn khổng lồ từ đất đá bị sức mạnh đáng sợ của bàn vuốt hổ đánh tan tành cái gì thấy vậy sắc mặt mãnh liệt kịch biến thế nhưng không đợi hắn có thêm hành động gì đạo hắc ảnh kia đã lao tới hiện ra thân hình tiểu viêm chỉ là lúc này hai cánh tay của hắn đã biến thành hai cái chân hổ gân xanh cuồn cuộn tỏa ra thứ sức mạnh đáng sợ đây là nhìn hai bàn vuốt hổ kia đồng tử mãnh liệt thu nhỏ lại vẫn chưa nói xong thì mắt tiểu viêm đã đỏ ngầu bàn vuốt hổ nắm lại thành quyền đấm thẳng vào ngực mãnh liệt không chút nương tình. Ken, âm thanh kim loại va chạm vang lên, ngực mãnh liệt lõm hẳn xuống, nhưng cũng may hắn có niết bàn kim thân tứ nguyên niết bàn, nếu không thì một quyền này của tiểu viêm đủ để moi tim hắn ra. Nhưng dù có niết bàn kim thân đỡ được một quyền hung hãn dị thường của tiểu viêm, nhưng mãnh liệt vẫn bị bắn ngược ra sau, trước bao ánh mắt chấn động, phục ra một nguồn máu tươi. Tất cả mọi người bỗng vang lên hàng loạt tiếng bàn tán xôn xao cuộc chiến giữa tiểu viêm và mãnh liệt khá ác liệt ai cũng biết cú đấm đó nếu rơi vào người bọn họ thì e là sẽ tan nát thành một đám máu me be bét tên đó thật hiếu thắng hung hãn bọn một lần thấy mãnh liệt trước nay luôn nổi danh vì sự hung tàn lại bị tiểu viêm đánh xuống thế hạ phong đều không khỏi kinh ngạc ánh mắt trầm trọng dị thường hiện bọn chúng mới chợt nhận ra dường như mỗi một người trong bọn lâm động đều có năng lực sánh ngang với cường giả tứ nguyên niết bàn mà nếu vậy thì có nghĩa là bọn chúng tương đương với ba cường giả tứ nguyên biết bàn thực lực này thật sự còn mạnh hơn một số vương triều siêu cấp a phát hiện này khiến nụ cười trên mặt một lân có phần cứng lại tuy trong hàng ngũ các vương triều siêu cấp vương triều bọn chúng không phải là xuất sắc gì nhưng thực lực cũng hơn không ít vương triều khác nhưng cuối cùng lại bị ba người đến từ vương triều hạ cấp kia vượt qua sự khác biệt này dù thế nào cũng khiến bọn chúng có cảm giác mất cân bằng la thông rất thê thảm một hàng nguyệt đang nghe truyện trên tivi audio cv bỗng nói một lân cười khổ nhìn sang hướng khác ở đó không ngừng vang lên tiếng cây đổ hơn nữa hắn cũng thấy một thân ảnh như một bao cát bị đánh túi bụi mà thân ảnh đó lại chính là la thông của vương triều phong vân hắn cũng đã là cường giả tứ nguyên niết bàn nhưng trong tay thiếu niên tuấn mỹ kia dường như mất hết khả năng kháng ngự đối thủ của hắn rất biến thái một lân thở dài kết cục thắng lợi của cuộc đối chiến này dường như đang rời xa vương triều phong vân rồi vì sức mạnh bỗng bột phát bên đám người bọn lâm động thực sự quá khủng bố phong thương cũng bị lâm động khống chế rồi hai người ngẩng lên nhìn bầu trời cách đó khá xa chiến hỏa ở đó vô cùng thịnh dù phong thương đã thi triển linh vũ kỹ nhưng vẫn không hề có dấu hiệu sẽ dọn dẹp được lâm động mà trong cuộc đối đấu linh vũ kỹ đó dường như lâm động lại có chút ưu thế có điều đôi mắt một hàng nguyệt khẽ động nói Phong Thương vẫn còn tuyệt chiêu, sắc mặt một lân hơi biến, rồi khẽ gật đầu. Đến lúc này hắn vẫn chưa dùng đến Linh Bảo Thiên Cấp, thiết nghĩ uy lực của Linh Bảo Thiên Cấp mà phát huy có lẽ Lâm Động sẽ không thể kiên trì được nữa. Ầm, uhm, bàn tay khổng lồ lại đánh tan bốn đạo Long Quyển Phong, lực xung kích đánh bật cả Lâm Động và Phong Thương bay đi hàng trăm mét, rồi cả hai đều hỗn hển giữ vững thân hình. Sắc mặt hai bên lúc này đều có phần nhợt nhạt, chắc cuộc đối đầu này đã tiêu hao một một lượng sức lực không nhỏ phong thương quệt vết máu nơi khóe miệng, nhìn về hướng mãnh liệt, khóe mặt giật giật rồi khàn đặt nói, không ngờ các ngươi che giấu thực lực kỹ như vậy, cảm giác đâm phải tường không dễ chịu phải không? Lâm động khẽ nắm lại bàn tay đã tê dại, cười lạnh nói, cũng khá khó đối phó, nhưng bảo các ngươi là tường thì đánh giá hơi cao rồi, phong thương nhếch mép, giơ bàn tay ra chậm rãi nói, ta vốn tưởng không phải dùng đến nó. Nhưng thực sự ta không thể chịu được việc để ngươi sống. Vì thế, bất luận hôm nay thế nào ta cũng lấy chắc cái mạng ngươi rồi. Vẻ mặt phong thương hiện lên sự tàn nhẫn, rồi hắn nắm chặt tay, hắc quan lan tỏa, một cái thiết ấn màu đen dần xuất hiện, linh bảo thiên cấp, cuối cùng phong thương đã phải dùng đến đại sát khí rồi. Hắc quan trào dân, một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay xuất hiện trong tay phong thương. Một thứ sức mạnh khiến nhiều mọi người phải động dung lan tỏa ra từ thiết ấn, hắc long phiên thiên ấn. Cuối cùng thì Phong Thương cũng phải gọi ra Linh Bảo Thiên cấp từng xuất hiện trong đấu giá hội, rốt cuộc cũng đã lấy ra rồi à? Sắc mặt bọn một lần nặng nề nhìn cảnh tượng đó. Dù chiến cuộc trước đó có phần dằn co nhưng bọn chúng cũng không đưa ra kết luận quá sớm, vì khi Phong Thương vẫn chưa lấy ra Linh Bảo Thiên cấp thì việc ai thắng vẫn chưa thể biết được. Nhưng khi đã thấy Phong Thương lấy ra Linh Bảo Thiên cấp, ngoài vẻ nặng nề ra lại có cảm giác phức tạp. Thực lực của Lâm Động chỉ là Tam Nguyên Niết Bàn nhưng lại ép Phong Thương một cường giả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong đến mức này, mức độ này ngay cả bọn một lân cũng không dám đảm bảo mình có thể làm được. Hắn cũng có đủ tư cách xung kích niết bàn ấn thiên cấp, mấy người bọn bọn chúng trước đây cũng đều che giấu thực lực, một lân cười khổ nói. Dù chưa bao giờ hắn coi thường bọn lâm động nhưng cũng không thể không thừa nhận lần này hắn nhìn nhầm rồi. Nếu bọn chúng đánh bại được Vương Triều Phong Vân thì có lẽ danh tiếng sẽ vang dội cả khu trung tâm này. Ánh mắt một hàng nguyệt có phần phức tạp với thực lực của vương triều hạ cấp đánh bại một vương triều siêu cấp, điều này có lẽ trước đây nàng sẽ cho là chuyện trăm vạn năm mới có một lần, nhưng hiện giờ cảnh tượng đó đang diễn ra trước mắt, dù có tính cách lạnh lùng cũng không khỏi cảm thán. Vương Triều Phong Vân tuy không phải đứng đầu trong các vương triều siêu cấp nhưng cũng không phải tầm thường. Nếu bọn Lâm Động đánh bại được thì chuyện danh tiếng của bọn chúng sẽ vang dội cũng chẳng có gì lạ. Một lân ngẩng lên, nhìn lên bầu trời không chớp mắt, khẽ nói đương nhiên còn phải xem hắn có đỡ được công kích tiếp theo của phong thương hay không đã. Quy lực của Linh Bảo Thiên Cấp không thể coi thường, trên bầu trời, hắc quan lan tỏa, dường như cả bầu trời đỏ thẫm cũng tối lại, mà cái tạo nên thanh thế kinh người đó chỉ là một chiếc thiết ấn màu đen to cỡ bàn tay. Khi thiết ấn xuất hiện, ánh mắt lâm động cũng trở nên nặng nề, hắn có thể cảm nhận được một luồng khí tức đầy nguy hiểm từ thiết ấn đó. Linh Bảo đáng giá hàng ngàn niết bàn đan, quy lực đó đủ để khiêu chiến vượt cấp mà thực lực bản thân Phong Thương đã vượt qua Lâm Động, nay cộng thêm với Linh Bảo Thiên cấp nữa, có thể tượng tưởng tượng ra Lâm Động đang phải đối diện với tình huống nguy hiểm thế nào. Vốn dĩ đối phó với người ta không muốn dùng đến nó, nhưng ngươi quả thật đã khiến ta bất ngờ. Phong Thương nhìn Lâm Động với vẻ hung hãn, ánh mắt tràn ngập sát ý, chết dưới Linh Bảo Thiên cấp cũng là phúc khí của ngươi rồi. Phong Thương bỗng bước ra, hiển nhiên hắn không muốn Lâm Động có cơ hội vùng vẫy, bàn tay nắm lại, nguyên lực bùng phát. Cuối cùng ào ạt chảy vào thiết ấn trong tay, u u u, cùng với luồng nguyên lực tràn vào, thiết ấn bỗng phát ra những tiếng u u, con hắc long cuộn tròn trên thiết ấn bỗng chầm chậm mở mắt ra. Quỳnh, vào khoảnh khắc con rồng mở mắt ra, một luồng sức mạnh kinh người cuộn trào, thậm chí mây đen cũng ùn ùn kéo đến. Hắc Long Phiên, Phong Thương cười gằn nhìn Lâm Động ở phía xa sắc mặt có phần nặng nề, thủ ấn thay đổi, con hắc long há mồm, một tiếng gầm vọng ra. Rào sóng âm thanh màu đen đem theo sức mạnh hủy diệt lan tỏa điên cuồng những nơi sóng âm thanh lan tới khu rừng phía dưới đều nổ tung những thân cây nổ tan thành những mẩu gỗ nhỏ rồi cuối cùng tan thành vụn âm thanh đi đến đâu khu rừng biến thành bình địa đến đấy không ngờ uy lực của linh bảo thiên cấp đáng sợ đến mức này đồng tử lâm động thu nhỏ lại nhìn làn sóng đen kịp ào ạt tràn tới thân hình lùi nhanh về sau bàn tay khổng lồ màu đen lại đưa ra đập xuống những làn sóng âm thanh đó hừ không tự lượng sức mình thấy thế phong thương chỉ cười lạnh lùng linh vũ kỹ của lâm động đúng là mạnh nhưng công kích này là của linh bảo thiên cấp cộng với thực lực tứ nguyên niết bàn của hắn lâm động muốn chặn đâu có dễ phong thương cười lạnh không phải không có lý của hắn bàn tay khổng lồ kia khi tiếp xúc với sóng âm thanh đã rung lên dữ dội làn sóng đen kia dường như sắc bén đến mức có thể cắt đứt được cả năng lượng nó đã tách được cả bàn tay kia ra nhìn làn sóng đen tách đôi bàn tay khổng lồ của mình đồng tử lâm động co rút lại, đây là lần đầu tiên hắn thấy đại hoang nhân thiên chỉ bị phá giải dễ dàng như vậy, quy lực của linh bảo thiên cấp mạnh đến mức kinh người này sao, vút vút. Làn sóng âm thanh đen cắt đôi bàn tay khổng lồ với thế như trẻ tre, rồi tiếp tục lao tới lâm động, nó giống như lưỡi hái tử thần vậy, không gì ngăn cản nổi. Lâm động, để xem ngươi còn chiêu gì, nhìn lâm động đang bị sóng âm thanh tấn công, phong thương ngửa mặt lên trời cười lớn, lâm động hít sâu vào một hơi, trong mắt phản chiếu ánh đen của làn sóng đang ập tới ngay sau đó thủ ấn biến hóa nguyên lực hùng hồn bỗng dần tĩnh lặng một đạo thanh quan nhàn nhạt tỏa ra từ trong người hắn dù ngươi có làm gì cũng vô dụng mà thôi thấy thế phong thương cười lạnh lùng bàn tay nắm lại tốc độ của sóng âm thanh tăng cao cuối cùng ầm ầm cuộn trào về phía lâm động thanh thiên hóa long quyết thanh lân chu ánh mắt lâm động sắc lạnh thanh quan dân tràn hình thành nên tấm thuẫn bài tạo nên từ những tấm vẫy màu xanh ở phía trước Thuẫn bài to khoảng nửa trường, trên đó có một đường họa tiết thanh long đang chuyển động lan tỏa ra một thứ sức mạnh kỳ dị, ngay niết bàn kim thân của Tứ Nguyên niết bàn, thứ sóng âm thanh này cũng có thể cắt được. Ngươi dám ngang nhiên chống đỡ như vậy chỉ có chết mà thôi." Phong Thương thấy Lâm Động không hề tránh né mà lại có ý định chống đỡ liền cười gằn nói, "Ken ken ken." Thế nhưng ngay lúc đó, khi làn sóng âm thanh đen kịt kia chạm tới thuẫn bài thì phát ra vô vàng tia lửa cảnh tượng cắt đôi như phong thương nghĩ lại không hề xảy ra lúc này làn sóng sắc bén ấy lại bị chiếc thuẫn bài của lâm động đã chặn đứng sao có thể nhìn cảnh tượng đó không chỉ sắc mặt phong thương thay đổi mà ngay bọn một lần cũng phải buộc miệng kêu lên bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ từ làn sóng đen kia nhưng không ngờ lâm động lại có thể chặn đứng được nó rẹt rẹt tia lửa bắn tứ tung lâm động cũng bị đẩy lùi về sau nhưng có thuẫn bài nên sóng âm thanh không thể tạo được thương thế chí mạng cho hắn sau khi sóng âm thanh phát ra thứ năng lượng hủy diệt cũng dần tối lại rồi bắt đầu tan biến trước tấm thuẫn bài khi chút ánh sáng đen cuối cùng biến mất thân hình lâm động dần dừng lại tấm thuẫn bài phía trước hắn cũng nổ tung để lộ ra lâm động phía sau có điều trên cánh tay hắn lúc này đã xuất hiện rất nhiều vệt máu máu chảy theo cánh tay nhìn cũng khá kinh hãi rõ ràng là dù có hóa long quyết nhưng để chống đỡ công kích có thể giết chết một cường giả tứ nguyên niết bàn hắn cũng đã phải trả giá linh bảo thiên cấp quả nhiên phiền phức Lâm Động vũ vũ cánh tay đầy máu, ánh mắt hiện lên sự tối tâm lạnh lùng, đừng vui quá sớm. Ta sẽ cho ngươi từ từ lĩnh giáo uy lực của Linh Bảo Thiên Cấp. Ta đã nói rồi, sẽ cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ không dễ dàng giết ngươi đâu. Phong thương cười nham hiểm, thủ ấn bỗng biến hóa, vô số đạo nguyên lực lại tràn vào thiết ấn, thân thể con rồng cuộn trong trên đó dần sáng lên, lớp vẫy đen ngày một trở nên rõ ràng. Hắc Long phiên thiên ấn, Long linh hiện. Hát quang bùng phát từ thiết ấn, trong thứ ánh sáng đó, con hắc long lập tức phình to ra với tốc độ kinh người. Rào, tiếng gầm rú vang vọng cả bầu trời, trong đó mang thứ long uy thật sự khiến nguyên lực trong trời đất trung chuyển ác liệt. Hắc long thăng thiên, mây đen kéo đến, lúc này uy lực kinh thiên động địa của linh bảo thiên cấp đã triệt để lộ ra, mây đen ùng ùng kéo tới che lấp vần mặt trời, bầu trời đỏ thẫm lúc này cũng tối sầm lại. Quỳnh, hắc long chui vào tầng mây đen, thỉnh thoảng mây đen chuyển động để lộ ra thân hình khổng lồ như làm từ gan thép đen xì, lan tỏa thứ sức mạnh khiến người ta phải sợ hãi. Rất nhiều ánh mắt chấn kinh nhìn lên tầng mây đen đậm đặc, bọn họ có thể mơ hồ nhìn thấy một thứ khổng lồ dài ngoằng đang chuyển động trong đó. Thứ sức mạnh và áp lực kỳ lạ đó khiến ngay những cường giả tứ nguyên biết bàn như một lân cũng phải giật mình. Trong hát long phiên thiên ấn lại có một đạo long linh, một hàng nguyệt dùng tay che miệng thất kinh nói, có lẽ không phải long linh hoàn chỉnh sắc mặt một lân nặng nề nói nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ có linh bảo thiên cấp phong thương quả thực trở thành vô địch trong tứ nguyên niết bàn e là lâm động không xong rồi ầm ừ. khi mây đen đang cuồn cuộn hắc long xuất hiện thì một chỗ khác hai đạo thân ảnh như hai con hung thú cũng hung hăng lao vào nhau âm thanh trầm đục vang lên những cú đấm hung hãn đáp trên người đối phương cả hai thân ảnh đều rung lên dữ dội cuối cùng binh một tiếng bay ngược ra sau máu tươi bắn tung tóe tiểu viêm dẫm mạnh chân xuống đất gây nên vô số đường nứt vỡ trên mặt đất, hắc quan dân tràn quanh thân, lúc này mới hóa giải được hết luồng sức mạnh to lớn xuyên vào cơ thể, hắn thở gấp mấy hơi, trong đôi mắt đỏ ngầu trào dân khí hung sát, gường gường nhìn thân ảnh phía trước cũng đầy dấu máu, thật không đơn giản, Mảnh liệt quệt vết máu ở khóe miệng, nhổ ra một nguồn máu. Nhất mép nhìn thân hình to lớn của tiểu viêm, ánh mắt có phần ngưng tụ lại, hiển nhiên hắn không thể ngờ mình lại bị tiểu viêm ép đến mức thê thảm thế này ngươi cầm chân lão tử nhưng còn lâm động dường như không kiên trì được lâu nữa đâu mãnh liệt ngẩng lên nhìn bầu trời đầy mây đen cười nham hiểm rõ ràng phong thương đã dùng đến linh bảo thiên cấp rồi nếu thứ đó cũng đã dùng dù lâm động có khó nhằn thế nào thì cuộc chiến này cũng đến lúc kết thúc rồi ép được phong thương dùng đến linh bảo thiên cấp lâm động cũng coi như có bản lĩnh có điều cũng chỉ vậy mà thôi đôi mắt đầy màu máu của tiểu viêm cũng liếc nhìn bầu trời rồi hắn nhìn thấy đôi tay máu chảy dầm về bộ dạng có phần thảm hại của lâm động. Có điều dường như ngoài dự đoán của mãnh liệt, hắn không hề hoảng loạn hay thất sắc, ngược lại hắn quay lại nhìn mãnh liệt với ánh mắt đỏ ngầu hơn trước. Đại ca sẽ không thua dễ dàng vậy đâu. Giọng tiểu viêm có phần khàn đặc nhưng lại có sự kiên định không thể nghi ngờ. Ngu ngốc tự lừa mình dối người. Mãnh liệt cười gằn, nhiệm vụ của ta là giải quyết ngươi. Tiểu viêm hơi ngã người về trước, sát ý bùng phát, tự mảnh thú hồng hoang chuẩn bị xuất động, giải quyết ta tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết thế nào là vũ kỹ đỉnh cao của vương triều phong vân ta mãnh liệt ngửa lên trời cười lớn rồi liếm vết máu trên mặt sát ý trong mắt dâng lên đến cực điểm hắn bước chân ra thủ ấn biến hóa một luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát địa hoàng thức một tiếng gầm trầm đục vang ra từ cổ họng mãnh liệt sức mạnh tuôn trào kia ngày một ác liệt cả trời đất rung như rung chuyển thanh thế đó mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần nguyên lực dạt dào bao trùm quanh thân thể mãnh liệt thủ ấn biến hóa. Trong mặt đất bỗng có vô vàng khí thể màu vàng đất kỳ dị bốc ra, cuối cùng thuận theo lớp da chui vào cơ thể hắn. Phục, thân thể mãnh liệt bỗng nhiên phình to, cơ thịt to ra, gân xanh nổi lên, chỉ trong nháy mắt, không chỉ thể hình mà thậm chí khí tức của mãnh liệt cũng lớn hơn rất nhiều. Đây mới là lực chiến đấu thực sự của ta, tiếp theo ta sẽ khiến ngươi thịt nát xương tan." Mãnh liệt ngẩng lên nhìn Tiểu Viêm, nhếch mép cười tàn nhẫn, chân bước ra, thân hình bỗng biến mất khi xuất hiện lại thì đã ở trước mặt tiểu viêm rồi nhanh chóng tụ nhằm thẳng tim tiểu viêm mà tung ra một đạo quyền phong với sức mạnh đáng sợ ầm uhm, hai tay tiểu viêm lại biến thành vuốt hổ giao nhau chắn trước ngực để đỡ quyền của mãnh liệt thân thể bay ngược về sau đập vào một thân cây khiến nó nổ tung xoẹt một quyền đắc thế mãnh liệt không hề có ý dừng lại hắn lại lao tới tung ra một trọng quyền có thể khiến cường giả tứ nguyên niết bàn trọng thương ầm uhm, vuốt hổ tung ra nắm chắc lấy thiết quyền của mãnh liệt Hai mắt tiểu viêm đỏ ngầu, cổ họng vọng ra tiếng gầm, thân thể bắt đầu xuất hiện sự thay đổi, chỉ trong nháy mắt đã biến thành cổ máy chiến đấu mình người đầu hổ, thì ra ngươi là yêu thú, cảnh tượng đó khiến sắc mặt mãnh liệt biến đổi, lúc này hắn mới hiểu tại sao tiểu viêm lại có sức mạnh đáng sợ vậy. Rào, tiếng gầm làm rung chuyển núi rừng, khi giải phóng thân yêu thú của mình, lực chiến đấu của tiểu viêm hiển nhiên cũng đại tăng, sức mạnh, tốc độ phản ứng tất cả đều có thể sánh ngang với mãnh liệt khi đã thi triển địa hoàng thức, sức mạnh dồi dào chảy trong thân thể, tiểu viêm nắm chặt vuốt, nhanh như chớp tung ra quyền phong mạnh mẽ thẳng vào công kích của mãnh liệt, binh binh binh, vô và những luồng cuồng phong kinh người cuộn trào, đi đến đâu những ngọn cây khổng lồ nổ tung đến đó, cả hai bên đã thi triển lực chiến đấu lên mức cao nhất, sự đối đầu đầy máu tanh này khiến người xem phải kinh hồn, ầm ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, sắc mặt phong thương dần tái nhợt nhưng nhiều hơn là sự điên cuồng, hắn biết chiêu này chắc chắn sẽ kết thúc cuộc chiến này. Sát, phong thương chỉ tay về lâm động, nhiệt độ không khí xung quanh bỗng tục mạnh, một tiếng hét lạnh lẽo vang lên. Quỳnh, đúng lúc hắn vừa dứt lời, mây đen chấn động, một đạo hắc ảnh khổng lồ cuối cùng bay ra. Một con hắc long khổng lồ thò ra thân hình lạnh lẽo như gan thép xuất hiện trước tất cả ánh mắt chăm chú, hắc long gầm rú lao xuống, không khí như bùng nổ, cả vùng rừng núi sạt lở chỉ nháy mắt đã xuất hiện một cái hố khổng lồ. Trước sự công kích của Hắc Long, sắc mặt của tất cả đều không còn giọt máu. Sức mạnh đó căn bản không phải thứ mà cường giả Tam Nguyên Niết Bàn, thậm chí Tứ Nguyên Niết Bàn có thể chống đỡ. Trạc, y phục trên người Lâm Động cũng bị kình phong khiến cho rách tương, dù hắn hiện nay cũng cảm thấy đau đớn. Hắn biết công kích lần này của Phong Thương là ở cấp độ chí mạng, phù, Lâm Động thở ra một hơi dài, rồi trước bao ánh mắt kinh ngạc, hắn nhắm mắt lại đối mặt với công kích kinh người như vậy của phong thương mà lâm động dường như chẳng có dấu hiệu phòng ngự thứ sức mạnh đó khi mọi người còn đang không hiểu tâm thần lâm động bỗng lóe lên lướt qua thân thể như muốn tìm thứ gì đó tâm thần lướt qua thân thể tiến vào đan điền rồi một quần sáng màu xanh đậm hiện ra trong đó là một con thanh long đang cuộn mình từ nó tỏa ra một thứ áp lực kinh người đây chính là thiên long khí mà thanh trĩ để lại trong người hắn chỉ có điều thiên long khí đáng sợ này lâm động chỉ hấp thụ được từng chút một căn bản không thể luyện hóa nó nhưng hiện giờ hắn lại dùng đến sức mạnh này tuy phải trả giá nhưng hắn không sợ ta cần ngươi tam thần lâm động như biến thành một bàn tay vô hình tóm lấy luồng thanh quan hai mắt đang nhắm nghiền bỗng mở ra thanh quan bắn ra từ hai mắt lâm động rồi hắn giang hai tay ra ngửa lên trời gầm lên rào từ cổ họng lâm động vọng ra tiếng long ngâm trước tiếng gầm đó con hắc long kia rung lên dữ dội, trong đôi mắt như vô hồn bỗng như lóe lên một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm trong linh hồn. Mạng ta, ngươi không lấy được đâu. Lâm động ngửa mặt cười lớn, thanh quan bùng phát từ cơ thể, cuối cùng biến thành một con cự long màu xanh hư ảo. Đây cũng là long linh. Bọn một lân há hốc mồm nhìn con cự long, bất luận là khí thế hay sức mạnh, con thanh long đều vượt trội hơn con hắc long. Lẽ nào Lâm động cũng có long linh thật sự? ầm, uhm, trước vô số ánh mắt kinh hãi. Thanh Long bao phủ quanh Lâm Động, lao vọt tới, cuối cùng đâm sầm vào con Hắc Long. Một cú va chạm kinh thiên động địa, Thanh Quang và Hắc Quang điên cuồng lan tỏa trong không gian, nháy mắt chiếm cứ cả bầu trời. Thứ sức mạnh đáng sợ đó khiến không ít người phải kinh hãi thất sắc. Con Thanh Long nhào ra từ trong không trung, trong ánh Thanh Quang đậm đặc kia mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của Lâm Động. Trên người hắn không ngừng có máu tươi chảy ra, cơ thể rắn chắc của hắn lúc này cũng đã có một vài thương tích. Nhưng đó không phải do ngoại lực tác động mà là vì thiên long khí trong cơ thể bạo phát vượt quá cực hạn hắn có thể chịu đựng. Thiên long khí mà thanh trĩ để lại trong người lâm động vô cùng lớn mạnh, tuyệt đối không phải thứ mà lâm động có thể dễ dàng khống chế. Dù chỉ thúc động một phần rất nhỏ nhưng vẫn có thể gây ra thương thế cho cơ thể có thể xem như là rắn chắc của lâm động. Nhưng dù máu có chảy thì lâm động cũng không để ý nhiều, trong mắt hắn lấp lánh sự điên cuồng khiến người ta phải run rẩy. Đi, lâm động chợt quát lên, Thanh Long gào rít, dơ nanh múa vuốt lao thẳng về phía Hắc Long. ầm! Vào khoảnh khắc va chạm, mọi âm thanh cơ hồ như biến mất, thậm chí thời gian cũng như dừng lại. Thanh Quang và Hắc Quang như hai vầng mặt trời chói lọi bùng phát trên bầu trời. Theo sau đó là làn sóng sức mạnh đáng sợ không thể hình dung tạo nên những đợt cuồng phong lan tỏa ra bốn phía xung quanh. Hai luồng thanh Hắc Quang vẫn đảo lẫn nhau, khiến cho thiên địa rung chuyển dữ dội. Trên bầu trời cách đó không xa, sắc mặt Phong Thương tái nhợt nhìn hai luồng sáng. Dù là hắn cũng không khỏi kinh hãi khi nhìn thấy một chiêu đó của Lâm Động, với thực lực tứ nguyên niết bàn của hắn thúc động linh bảo thiên cấp đã tạo nên uy lực khiến bọn một lần cũng phải trọng thương, vậy mà công kích của hắn lúc này lại bị Lâm Động chặn đứng. Hắn vốn nghĩ một khi dùng tới linh bảo thiên cấp chắc chắn hắn sẽ có phần thắng áp đảo, nhưng cục diện lúc này lại khiến hắn cảm thấy lạnh run. Quả thực phong thương không thể tưởng tượng được tại sao Lâm Động chỉ có thực lực tam nguyên niết bàn mà lại có lực chiến đấu đáng sợ nhường ấy. Dù hắn có truyền thừa của một trong tứ đại huyền tông thì cũng không thể đến mức này. Ầm, trong rừng, hai đạo thân ảnh đầy máu tanh hung hăng lao vào nhau, năng lượng cuồng bạo khiến mặt đất nứt ra vô số đường rãnh sâu, kình phong bùng phát, ngay những ngọn cây khổng lồ xung quanh cũng bị chấn động nổ tan thành vụn. Làn sóng năng lượng đáng sợ lan tỏa, hai thân ảnh đều thê thảm bay ngược về sau hàng chục trượng, rồi hai mắt lại đỏ ngầu đầy sát ý lao vào quyết chiến, máu tươi bắn tung tóe, mặt đất bị nhuộm thành một màu đỏ tươi cuộc chiến giữa hai bên thật lúc này mới thật sự ác liệt. Đây là cuộc huyết chiến vô cùng đáng kinh hãi. Thanh Long và Hắc Long không ngừng phát ra những luồng sức mạnh kinh người che khuất cả mặt trời, ngay cả mây đen trên trời cũng bị đánh tan. Tất cả những ai nhìn về phía này đều đang trọng trạng thái há hốc mồm sững sờ, ngay cả nhân vật như một lân, sắc mặt cũng phải đông cứng lại. Thanh Quang và Hắc Quang lan tỏa không ngừng, lâm động bên trong con Thanh Long, lúc này ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, rào tiếng gầm trầm đục bỗng vang lên, rồi trên bề mặt da hắn bị rạn nứt, máu tươi ứa tràn, thanh quan bắn phục ra, phá, trong mắt lâm động ánh lên vẻ điên cuồng, hắn nắm chặt tay, tung ra một quyền. Ngay lúc đó, móng vuốt của con thanh long khổng lồ đang bao phủ hắn cũng tung ra, thanh quan ngưng tụ trên móng vuốt, xuyên thủng không gian, nhanh như chớp anh kích thẳng vào đầu con hắc long, ầm. Sức mạnh đáng sợ bùng phát từ đầu con hắc long, rồi dẫn ra vô số phản ứng liên hoàn, thân thể đồ sộ của con hắc long từ đầu đến cuối đều phát ra thanh âm nổ tung liên tục, hắc quan đậm đặc cũng dần nhạt đi, nổ, móng vuốt con thanh long tóm mạnh một phát, đầu con hắc long nổ tung, trong khoảnh khắc phát nổ, mọi ánh mắt đều đầy vẻ kinh hãi. hắc long linh mà phong thương dùng linh bảo thiên cấp ngưng tụ ra đã bị lâm động bóp nát, phục, hắc long nổ tung, phong thương tâm thần tương liên với nó cũng hộc máu, khí tức sút giảm, hiển nhiên đã bị thọ thương không nhẹ, sao có thể? Máu tươi bắn ra không ngừng nhưng Phong Thương vẫn chưa hoàn hồn, hắn nhìn Hắc Long linh nổ tung trên bầu trời với ánh mắt không tin nổi, gầm lên. Xoẹt, thế nhưng ngay lúc đó, thanh quang chói lòa, một đạo thân ảnh bị máu tươi bao phủ bay ra từ con Thanh Long đang nhạt dần, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Phong Thương. Thấy thân ảnh đầy máu tanh đó xông tới, sắc mặt Phong Thương thay đổi, đang định rút lui thì một bàn tay đầy máu đã giơ ra rồi tóm lấy cái thiết ấn không ngờ lâm động muốn cướp đi linh bảo thiên cấp từ tay phong thương. Ngu ngốc, ta đã đặt huyết ấn trong linh bảo, đâu phải ngươi muốn đoạt là đoạt được. Phong thương bạo nộ quát lên, thủ ấn biến hóa định thúc động hắc long phiên thiên ấn thoát khỏi sự nắm giữ của lâm động. Có huyết ấn sao? Xóa đi là được, lâm động cười lạnh một tiếng, nhìn chiếc thiết ấn lan tỏa sức mạnh cùng bạo đang có dấu hiệu phóng ra hắc quang mạnh mẽ. Ánh mắt lâm động sắc lạnh, thạch phù trong lòng bàn tay lập tức bắn ra bạch quang bạch quang bùng phát từ bàn tay lâm động bao phủ lấy hắc long phiên thiên ấn ngay khoảnh khắc đó phong thương bỗng cảm thấy sự liên hệ mong manh giữa hắn và linh bảo đã bị cắt đứt sao có thể đồng tử phong thương co rút lại trong lòng dâng lên sự sợ hãi mãnh liệt hắn đã hạ huyết ấn vào trong linh bảo thiên cấp hắc long phiên thiên ấn kia cho dù là cường giả ở tầng thứ tương đương hắn cũng rất khó có thể xóa đi làm sao lâm động có thể làm được ha ha đa tạ đã tặng món quà quý thứ linh bảo trị giá ba nghìn vạn niết bàn đan này ta nhận lấy vậy. Bạch quan bao phủ lấy thiết ấn màu đen, ánh sáng lóe lên rồi biến mất, lâm động không kìm được ngửa lên cười lớn. Cuối cùng nó cũng rơi vào tay hắn, sắc mặt của vô số người lúc này cũng kịch biến, đặc biệt là bọn một lân, mí mắt co giật dữ dội, lâm động đã đoạt đi linh bảo thiên cấp trong tay phong thương. Phục, phong thương vốn đã có thương thế không nhẹ, nghe tiếng cười của lâm động bất chợt nộ khí công tâm, học ra thêm một nguồn máu tươi, ánh mắt quán độc nhìn Lâm Động, nhưng vẫn lùi nhanh về sau. Hắn không biết rốt cuộc Lâm Động đã thi triển thủ đoạn gì đạt được linh bảo thiên cấp của hắn, nhưng giờ đã mất sự trợ giúp, trận chiến này mà kéo dài tiếp thì hắn vô cùng bất lợi, muốn chạy sao? Giao niết bàn ấn của ngươi ra đây đã, thấy phong thương rút lui, ánh mắt Lâm Động sắc lẹm, chân bước ra, thân hình lao vút tới rồi xuất hiện ngay trước phong thương, thanh quan ngưng tụ trong lòng bàn tay, vận chuyển lượng nguyên lực gần cạn của mình, rồi một ngón tay phình to biến thành một cái lông chỉ màu xanh, thanh long chỉ, long chỉ xuyên thủng không gian, với tốc độ kinh người đem theo luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ lao vút về phía phong thương, thấy vậy sắc mặt phong thương cũng kịch biến. Sau trận khổ chiến vừa rồi lực chiến đấu của hắn đã gần như cạn kiệt, cũng đành dùng số nguyên lực còn lại tạo nên một vòng kim quang bảo hộ thân thể, xoẹt, long chỉ bay tới, chớp mắt đã chạm đến quần kim quang tạo nên những đợt sóng dao động điên cuồng, kết thúc rồi khóe miệng lâm động nhếch lên nhìn phong thương quỳnh long chỉ rung lên dữ dội quỳnh một tiếng quần kim quan cuối cùng bảo vệ phong thương xuất hiện vô số những vết trạng rắc rắc một âm thanh rất nhỏ phát ra đồng tử phong thương co rút lại sâu thẳm trong mắt cuối cùng cũng hiện lên sự sợ hãi phục kình phong dữ dội xuyên thủng ngực phong thương máu tươi bắn ra trước vô số ánh mắt kinh hoàng của mọi người xung quanh phong thương bay thẳng ra sau cuối cùng thảm hại rơi xuống đốn ngã hơn chục gốc cổ thụ mới dần dừng lại, không gian yên lặng như tờ, tất cả ánh mắt đổ dồn về phong thương đang dựa lưng vào cây không ngừng ho sặc sụa ra máu. Ký tức của hắn đã yếu ớt đến cực điểm, trận giao chiến ác liệt này. Lâm Động đã thắng, sự tĩnh lặng duy trì trong chốc lát, rồi rất nhiều tiếng hít hơi khí lạnh vang lên, vô vàng ánh mắt sợ hãi nhìn lên thân ảnh trẻ tuổi trên không trung kia, người thanh niên đó đứng trên không. Máu trên người không ngừng chảy ra cuối cùng theo gió bay đi, mùi máu tanh lan tỏa trong không khí. Hình tượng của cả hai đều không phải quá mức tiêu sái, nhưng sau khi chứng kiến trận kịch chiến vừa rồi, chẳng ai dám cười nhạo hình tượng của Lâm Động lúc này. Trong trận chiến này, dù là bọn người một lân, tâm trạng lúc này cũng phải dùng bốn chữ hoàn toàn sững sờ để hình dung. Bọn họ đều biết rõ rằng, dù đích thân động thủ thì cũng không thể ép phong thương có linh bảo thiên cấp đến mức này. Vì thế, thực lực thật sự của Lâm Động quả thật cũng đã vượt xa bọn họ trước vô vàng ánh mắt đang nhìn chằm chằm, lâm động từ từ đáp xuống phía trước mặt phong thương đang không ngừng thổ huyết, ánh mắt lạnh lùng, ngươi thắng rồi, phong thương quệt máu chỗ khóe miệng, sắc mặt tái nhợt ngẩng lên nhìn lâm động, giọng khàn đặc, ánh mắt đầy thảm bại, lâm động nhìn phong thương, mỉm cười, tiến lên hai bước, khẽ đập lên vai phong thương như hai người bạn quen biết thân thiết lắm, đồng thời nguyên lực bên ngoài cơ thể hắn cũng dần tắt đi, nhìn lâm động tiến lại, phong thương hơi cựng người rồi cười khổ bàn tay khẽ lướt, đôi mắt đang cụp xuống bỗng ánh lên sự tàn độc, ánh hàng quang lóe lên trong lòng bàn tay, rồi nhằm vào tim lâm động đâm tới. Xoẹt, âm thanh như tiếng cắt của thứ vũ khí sắc bén vang lên, hàng quang từ tay phong thương còn cách lâm động nửa tất thì bỗng dừng lại, hắn há hốc mồm nhìn gương mặt hàm tiếu của lâm động. Lúc này đầu ngón tay của Lâm Động đã như thanh kiếm sắc nhọn xuyên qua cổ phong thương, ta đi được đến đây không phải dựa vào sự ngây thơ, Lâm Động nhìn phong thương đang nhìn mình với ánh mắt quán độc, máu tươi trong cổ họng tuôn ra ào ạt thắng làm vua thua làm giặc ngươi thua rồi vậy không còn gì nữa ta biết nếu ta thua thủ đoạn của ngươi sẽ tàn độc gấp 10 lần ta nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội đó lâm động đưa tay phải ra trong bàn tay là ấn văn màu bạc của niết bàn ấn địa cấp của hắn rồi hắn nhấc tay phong thương lên trong tay hắn là niết bàn ấn màu hoàng kim đó là niết bàn ấn thiên cấp lâm động khẽ chạm vào Niết bàn ấn trong tay phong thương biến mất nhanh chóng, còn niết bàn ấn trong tay lâm động biến thành màu hoàng kim. Hấp thụ niết bàn ấn của phong thương, đương nhiên niết bàn ấn của hắn sẽ được thăng cấp. Phong thương căm hận nhìn lâm động hấp thụ mất niết bàn ấn của mình, muốn nói gì đó nhưng máu trào ra đã ngăn hắn lại, cuối cùng ánh mắt tắt hẳn sự sống, bịch một tiếng ngã xuống. Thủ lĩnh của Vương Triều siêu cấp từng danh chấn thành vạn tượng, mới bước vào khu trung tâm đã mất đi tư cách cạnh tranh, chỉ còn là một trong vô số vong hồn của nơi đây bọn người một lần nhìn lâm động lạnh lùng rút ra ngón tay đầy máu tanh khỏi cổ họng của phong thương cũng cảm thấy lạnh sống lưng hiển nhiên bọn họ không thể ngờ một người nhìn có vẻ bình thường ôn hòa như vậy khi thật sự động thủ lại tàn độc đến vậy phong thương chết thì vương triều phong vân sụp đổ một nửa rồi một lần thở dài tận mắt nhìn thấy một vương triều lớn mạnh thành ra như vậy hắn cũng cảm thấy chột dạ e là không chỉ một nửa sắc mặt một hàng nguyệt phức tạp khẽ nói nghe vậy sắc mặt một lần thay đổi nhanh chóng ngẩng lên nhìn khu rừng phía xa, đột nhiên có một luồng khí tức hung sát cuồng bạo bùng phát, bạch hổ phá quân quyền, tiếng hổ gầm vang lên, rồi một tiếng hết trầm nhưng đầy tính sát phạt lan ra, cả khu rừng rung chuyển dữ dội, dường như tất cả có thể nhìn thấy một con bạch hổ khổng lồ hiện ra, ngay sau đó cùng phong mạnh mẽ tung ra, quỳnh, mặt đất rung chuyển, một quyền đó đã khiến mặt đất tách ra thành một cái rãnh khổng lồ sâu hung hút, bạch hổ cùng sự sát phạt quyết liệt ngưng tụ sức mạnh toàn thân tiểu viêm nặng nề oanh kích về phía thân hình to lớn không kịp tránh né kia. Rầm, âm thanh khiến da đầu tê dại vang lên, thân hình to lớn bay ngược ra sau, máu tươi bắn tung tóe, kim quang quanh người tối hẳn, trước bao ánh mắt chăm chú bay đập tan một tảng đá khổng lồ. Khi thân ảnh đó bay ra, đồng tử của tất cả mọi người đều thu nhỏ lại, vì đó chính là mãnh liệt của Vương Triều Phong Vân. Chỉ có điều, mãnh liệt vốn vô cùng hung sát lúc này toàn thân đang ở tư thế méo mó, bộ dáng nhìn qua vô cùng quỷ dị. Ấm, khí hung sát cuộn trào từ khu rừng phía xa, một thân ảnh khổng lồ như hung thú hồng hoang bay ra, cuối cùng đáp xuống phía trước mãnh liệt, không chút do dự tung ra một quyền vào đầu hắn. Mí mắt của tất cả mọi người đều co giật dữ dội, công kích đó dù mãnh liệt có chính mạng sợ là cũng không còn cái nào, mãnh liệt cũng xong rồi. Đất đá vụn bay mù mịt trời, thân ảnh khổng lồ đó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại biến lại thành hình dáng tiểu viêm trước đó, nhưng trên thân thể hắn cũng thấy không ít vết thương tuy cuối cùng đã đánh bại mãnh liệt nhưng hắn cũng đã phải trả giá không ít nhưng dù phải trả giá thế nào so với mãnh liệt không còn sự sống kia cũng tốt hơn ngàn lần trước sự chăm chú của mọi người tiểu viêm nhất thân thể mãnh liệt lên rồi cũng như lâm động hấp thụ niết bàn ấn trong tay hắn niết bàn ấn trong tay tiểu viêm cũng biến thành màu hoàng kim ầm ừ, khi tất cả còn đang kinh hoàng thì từ đằng xa một hắc ảnh từ cách đó không xa bay lại cuối cùng rơi xuống cạnh thi thể mãnh liệt mọi người nhìn một gương mặt sưng vù, là cường giả tứ nguyên niết bàn cuối cùng của Vương Triều Phong Vân, La Thông. Nhưng so với bọn phong thương, La Thông vẫn còn mạng, có điều sự sợ hãi trong mắt hắn đã không thể hóa giải, chẳng ai biết khi giao đấu với tiểu điêu rốt cuộc hắn đã gặp phải thứ khủng bố gì. Bịch 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 bịch, khi La Thông được ném tới không lâu, lại có năm thân ảnh nữa rơi xuống, cách đó không xa, Tô Nhu chậm rãi bay lại, lục quan bao phủ toàn thân phát ra sức mạnh cường hãn mãnh liệt như vậy là năm cường giả tam nguyên niết bàn của vương triều phong vân đã bị một mình nàng ta giải quyết tô nhu làm tốt lắm thấy vậy trong mắt lâm động ánh lên sự kinh ngạc rồi bật ngón tay cái với tô nhu lục quan quanh người dần biến mất nghe lời khen của lâm động tô nhu đỏ mặt có chút lo lắng nói lâm động đại ca thương thế của mọi người không sao lâm động cười lắc lắc đầu ha ha đúng là thảm chiến thành ra thế này cơ đấy lúc ấy tiểu điêu lắc lư từ phía xa đi tới hắn nhìn lâm động và tiểu viêm người đầy máu nở nụ cười châm chọc đúng là có thảm thật nhưng rất sảng khoái lâm động cười phải thừa nhận đúng là thực lực phong thương và mãnh liệt rất mạnh từ khi vào chiến trường viễn cổ hắn đã gặp qua không ít đối thủ nhưng đây là lần đầu tiên quyết chiến đến mức này vương triều phong vân coi như xong đời rồi tiểu điêu cười nhạt nói đúng vậy câu nói ấy cũng hiện lên trong đầu của tất cả mọi người không ít người thở hắt ra như muốn trút đi sự chấn động trong lòng. Hai đại thủ lĩnh của Vương Triều Phong Vân đều đã chôn thay tại đây, rõ ràng là Vương Triều siêu cấp này cũng chỉ còn cái hư danh, có lẽ đây là Vương Triều siêu cấp đầu tiên bị đào thải ngay khi vào trong khu trung tâm. Mà người thực hiện điều đó lại là người chỉ đến từ một Vương Triều hạ cấp, chuyện này mà lan truyền ra chắc chắn sẽ làm chấn động cả vùng trung tâm, đây chính là nhất chiến thành danh chân chính, những làn sóng năng lượng cùng bạo lan tỏa khắp bầu trời cũng dần tan đi, nhưng không gian vẫn lặng như tờ dù là vương triều siêu cấp cũng không ai phát ra một âm thanh gì tất cả vẫn bị bao trùm bởi sự chấn kinh thế gian này đúng là sắp thay đổi rồi mặt phần của vương triều ly hỏa cuối cùng sực tỉnh nhìn hai thi thể đang lạnh đi hắn dùng khẩu khí đùa cợt để khiến tâm cảnh được ổn định một chút ba kẻ lâm động chỉ là đến từ vương triều hạ cấp thôi đấy lời phía sau của mặt phần nhỏ không thể nghe thấy mơ hồ còn có sự chua chát thiết nghĩ là người của vương triều siêu cấp khi đối diện với người đến từ vương triều hạ cấp thậm chí trung cấp hay cao cấp vẫn sẽ khó tránh khỏi việc có cảm giác ưu việt hơn dù sao bọn họ cũng dễ dàng có được thành tựu mà người khác cần phải nỗ lực rất nhiều mới có được điều kiện ban đầu của bọn họ vượt xa những người khác điều này khiến bọn họ càng dễ dàng tiến lên phía trước trong bách triều đại chiến có tư cách để coi thường những người khác nhưng lúc này trước mắt hắn một vương triều hạ cấp bé nhỏ lại xuất hiện ba nhân vật cực kỳ khó nhằn thậm chí biến thái đến như vậy Khoảng cách xa vời giữa vương triều hạ cấp và siêu cấp cũng đã bị bọn họ hoàn toàn vượt qua. Ô thác, xem ra con mắt của ngươi kém quá. Một lân quay sang nhìn ô thác, sắc mặt tối đen, cười châm chọc. Ô thác vốn định liên thủ với vương triều phong vân, có lẽ đằng sau đó còn những âm mưu riêng của bọn chúng, nhưng hiện giờ vương triều phong vân đã bị lâm động đánh bại, ý định liên thủ cũng bị phá tan. Hơn một nghìn niết bàn đan mà ngươi cho đi xem ra mất toi rồi. Mặt phần cười lớn, giọng nói đầy vẻ sung sướng trước sự bất hạnh của người khác hà hà hai vị nói đùa gì vậy vẻ mặt ô thác khó coi cười khang ánh mắt nhìn bọn lâm động một cách dè chừng nhưng trong lòng thì chửi tung trời hắn không chửi bọn lâm động mà chửi lũ phế vật phong thương một phương triều siêu cấp có ba cường giả tứ nguyên niết bàn lại bị giải quyết sạch sẽ ngay khi mới bước chân vào khu trung tâm thật là một sự sỉ nhục đương nhiên dù chửi như vậy nhưng hắn cũng biết nếu đổi là vương triều sâm chi hắn thì e là tốc độ thu còn nhanh hơn nữa lực chiến đấu mà bọn lâm động thể hiện đã vượt qua vương triều sâm chi hắn trong mắt hắn có thể thu thập bọn lâm động e là cũng chỉ có một vài vương triều siêu cấp xếp hạng đầu bảng mà thôi còn lượng niết bàn đang khổng lồ mà hắn cấp cho vương triều phong vân mượn kia đương nhiên hắn cũng đành bỏ qua vậy người cũng đã chết rồi tìm ai mà đòi đây dù rằng rất bất mãn vì linh bảo thiên cấp cuối cùng lại rơi vào trong tay lâm động nhưng sau khi thấy hậu quả của phong thương thì đương nhiên hắn sẽ không ngu ngốc đến mức đòi lại linh bảo từ trong tay Lâm Động. Đám phế vật, Ô Thác nhìn trời, lúc này hắn cũng chỉ có thể chửi vậy mà thôi. Lâm Động không quan tâm đến những ánh mắt tràn đầy kính sợ đang nhìn mình, hắn ngồi thẳng xuống đất, cơn đau đang lan tỏa toàn thân khiến khóe miệng hắn giật giật. Trận chiến này có thể coi là trận ác liệt nhất từ khi hắn vào chiến trường viễn cổ. Phải công nhận thực lực của phong thương rất mạnh, cộng với trong tay hắn có linh bảo thiên cấp dù lâm động có không ít tuyệt chiêu nhưng cũng bị thành ra thế này. nhưng dù trận chiến ác liệt tới mức hắn phải dùng tới thiên long khí trong đan điền dẫn đến phải chịu không ít thương thế, nhưng hắn có thể cảm nhận được sau vượt qua phạm vi chịu đựng, hắn đã thích ứng hơn được với thiên long khí. điều này cũng có tác dụng không nhỏ với việc tu luyện thanh thiên hóa long quyết sau này. kiểu chiến đấu gần đến cực hạn có tác dụng nâng cao tiềm lực trong người rất lớn. tiểu điêu ngồi xổm ở một bên, bàn tay cũng có niết bàn ấn màu hoàng kim rõ ràng là sau khi trở thành tứ nguyên niết bàn, La Thông cũng có niết bàn ấn thiên cấp, hấp thụ được niết bàn ấn của La Thông thì đương nhiên niết bàn ấn của Tiểu Điêu cũng được nâng cấp. Lâm Động, Đại Ca, niết bàn ấn của bọn muội cũng thay đổi nhiều rồi. Tô Nhu và Tô Khôi đều giơ tay ra, bàn tay là niết bàn ấn màu bạc lấp lánh, mà trong đó cũng đang xen chút sắc hoàng kim. Năm cường giả tam nguyên niết bàn mà nàng ta đánh bại đều có niết bàn ấn địa cấp, mà xếp hạng cũng ở hàng đầu. Hiện giờ số niết bàn ấn kia đều bị Tô Nhu và Tô Khôi chia nhau, tuy hai người không thể lên đến niết bàn ấn thiên cấp, nhưng như vậy cũng là khá tốt rồi. Hà hà, ta cũng được nhờ Tô Nhu. Tô Khôi cười, hắn biết với thực lực của mình chỉ đánh với một trong năm kẻ kia đã là cực hạn, một chọi năm thì chắc chắn bại trận, chứ càng không nói việc lấy niết bàn ấn của đối phương. Xem ra thu hoạch cũng không tệ, lâm động miễn cười, không chút khách khí lấy túi càng khôn của phong thương và mãnh liệt ra cất vào tay áo trận chiến ác liệt thế này nếu không lấy chút chiến lợi phẩm thì đúng là có lỗi với bản thân hà hà lâm động huynh xin chúc mừng vương triều phong vân giờ chỉ còn cái danh hảo chắc không lâu sau thanh danh của lâm động huynh sẽ vang khắp khu trung tâm này thậm chí có lẽ còn được tông phái siêu cấp chú ý đến cách đó không xa bọn một lân bay lại cung tay nói phía sau một lân mặt phần của vương triều ly hỏa và ô thác của sâm chi cũng đi theo ba đại vương triều siêu cấp đều tập trung ở đây rất gây chú ý danh tiếng này mà truyền đi có lẽ chỉ dẫn đến nhiều phiền phức hơn mà thôi lâm động cười cười bình tĩnh nhìn ô thác trước ánh mắt ấy ô thác lại rụt cổ cười ngượng tuy lúc này lâm động và tiểu viêm đều bị thương trạng thái không được tốt nhưng ô thác cũng không dám coi thường hơn nữa bên cạnh hai người còn có tiểu điêu với gương mặt tươi cười không chút thương tích đã giải quyết gọn ghẻ la thông một cường giả tứ nguyên niết bàn hắn biết trong ba người người trẻ tuổi tuấn mỹ nhất kia mới có nhiều điều che giấu nhất nghĩ vậy ô thác bất giác cười khổ trước cuộc ba kẻ này là quái vật gì vậy kẻ nào cũng biến thái với thực lực của lâm động huynh có lẽ chỉ có những vương triều siêu cấp xếp hạng đầu mới có tư cách cạnh tranh với mọi người thôi xem ra niết bàn kim bảng lần này của bách triều đại chiến chắc chắn có chỗ cho ba vị rồi một lần cười nói ngữ khí không che giấu nổi sự nhiệt tình với lời tân bốt đó lâm động cũng chỉ cười quanh vùng trung tâm này có không dưới chục trọng thành siêu cấp tương tự thành vạn tượng so với thành vạn tượng chỉ hơn chứ không kém tuy giờ hắn đánh bại vương triều phong vân nhưng nếu nói có tư cách đi lại hiên ngang ở đây thì hơi quá hiển nhiên một lần cũng nhận ra suy nghĩ của lâm động hắn cũng không nói gì thêm từ khi cuộc đối đầu giữa lâm động và vương triều phong vân bắt đầu hắn không có trợ giúp thực chất gì giờ lâm động thành công hắn biết là thể hiện hảo ý cũng không có hiệu quả gì nhiều hơn nữa bọn hắn cũng có thể coi là một đối thủ cạnh tranh, để vào được niết bàn kim bản, hai bên đều nhìn niết bàn ấn trong tay đối phương. Vì thế muốn lâm động lúc này thể hiện sự thân thiết là không thể, hà hà, lúc này bách triều đại chiến đã bắt đầu, lâm động huynh cũng hãy mau chóng dưỡng thương, vương triều cổ nguyệt ta cũng chuẩn bị động thân thôi. Hy vọng sau này khi gặp nhau, lâm động huynh sẽ nương tay, một lân cười đùa nói, một lần đúng là nhân vật không tầm thường, lúc này cũng vẫn có thể không để ý thân phận mà cười đùa. Điều này khiến Lâm Động phải nhìn hắn với con mắt khác, một huynh nói gì vậy, người không phạm ta thì ta cũng không phạm người. Nếu không phải Vương Triều Phong Vân coi bọn ta là cái đinh trong mắt thì ta cũng không giao đấu với chúng làm gì, Lâm Động cười nói, nghe vậy một lân cười, ông quyền với Lâm Động rồi quay người tiêu sái dẫn bọn một hàng nguyệt đi. Một hàng nguyệt cũng không kìm được nhìn Lâm Động mấy cái hình tượng lâm động lúc này cũng không phải uy mảnh máu me đầy người nhìn có vẻ thảm hại nhưng nó lại khiến một hàng nguyệt cắn môi do dự một chút rồi lấy ra một bình ngọc dịu dàng khác hẳn với sự lạnh lùng của mình khẽ đặt bình ngọc vào tay lâm động nó sẽ giúp cho thương thế của ngươi nếu nghĩ đây là ta lấy lòng ngươi thì khi ta đi rồi vứt đi cũng được trước ánh mắt kinh ngạc của lâm động một hàng nguyệt bình thản nói rồi quay người đi chẹp chẹp hàng nữ động lòng rồi tiểu điêu chết miệng cười tinh quái Lâm Động lắc đầu bất lực, cất bình ngọc đi rồi đứng dậy, khẽ nói, ở đây nhiều người, chúng ta đi thôi, miếp bàn ấn thiên cấp trong tay ta cũng rất thu hút kẻ khác đó. Dứt lời hắn quay ngư sang hướng khác đi, phía sau là bọ tiểu điêu nhanh chóng bước theo. Cuối cùng hàng người biến mất trước tầm mắt vẫn còn đầy kinh ngạc của mọi người, màn mở đầu của Bách Triều Đại Chiến dường như đã chính thức được mở ra khi bọn Lâm Động bước chân vào đây. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.